Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 13. Tưởng Vân Thiên không nhắc đến thì không sao, vừa nhắc tới hai mắt cha Mạc Phàm đã bốc lửa. Lúc xưởng dược khó khăn nhất Tưởng Vân Thiên lấy tiền xưởng dược rời đi, bây giờ xưởng dược khôi phục nguyên khí, vậy mà ông ta còn dám nói lợi nhuận. Tưởng Vân Thiên, ông còn không biết xấu hổ nói chuyện lợi nhuận của xưởng dược sao? Quả đấm của cha Mạc Phàm vang lên kẽo kẹt, cắn răng nói. Vì sao tôi không thể nói về lợi nhuận, nếu tôi nhớ không sai, người đại diện xưởng dược trên pháp luật có viết tên của tôi, hơn nữa trong xưởng dược còn cổ phần công ty tôi, chỗ tôi còn có hợp đồng và chứng từ khi tôi nhập cổ phần đó. Tưởng Vân Thiên cười âm hiểm nói, trên khuôn mặt tiểu nhân đều là đắc ý. Ông ta không phải là cha Mạc Phàm, một tên nông dân muốn mở xí nghiệp, ông ta là người Tưởng gia mấy đại phú thương. Thủ tục gì nên có, thủ tục gì không cần có, ông ta còn hiểu rõ hơn cha Mạc Phàm. Tưởng Vân Thiên, anh. Cha Mạc Phàm tiến lên nắm lấy áo Tưởng Vân Thiên, một quyền giơ lên. Nhưng không có đánh xuống. Ông không định bàn với Tưởng Vân Thiên chuyện này, dù sao Tưởng Vân Thiên cũng là bác Mạc Phàm. Ai biết ông không để ý Tưởng Vân Thiên, trái lại Tưởng Vân Thiên muốn cắn ông một cái, sao ông không tức giận được. Quốc Hoa, cậu muốn làm gì thế? Còn không mau buông tay ra, để lão phu nhân nhìn thấy còn tưởng chúng tôi làm gì cậu. Sắc mặt Tưởng Vân Phong trầm xuống, vẫy lui hạ nhân đi tới, nói với cha Mạc Phàm đầy bất mãn. Tưởng Vân Thiên thì cười, tuyệt không sợ hãi. Ông ta chỉ mong sao cha Mạc Phàm đánh ông ta một quyền, như vậy tiền xưởng dược sẽ có một nửa của ông ta. Cha Mạc Phàm nhìn về phía lão phu nhân, cắn chặt răng để tay xuống. Nếu anh không phải là đại ca Tố Tố, hôm nay anh đã là người chết. Người chết sao? Tưởng Vân Thiên cười khinh thường, nói chuyện cũng không nhìn nơi xem. Nếu đây là thành phố Đông Hải thì ông ta tin, lúc ba anh em Mạc gia còn trẻ có chút danh tiếng ở quê hương. Nhưng nơi này là Tưởng gia ở Nam Sơn. Xem ra em gái tôi gả cho cậu đúng rồi, nếu con bé không gả cho cậu, không phải cậu sẽ giết tôi sao? Được rồi, đều là người một nhà hà tất phải như vậy, có thể nói chuyện thì đừng nói pháp luật. Đối với ai cũng không có ích lợi, có phải không? Tưởng Vân Phong vội vàng xen miệng vào, giả mù sa mưa nói. Đừng nói những lời vô dụng này, rốt cuộc các người muốn gì? Cha Mạc Phàm cũng không phải người hồ đồ, sao không nhìn ra được bộ mặt thật của hai anh em này? Thực ra cũng rất đơn giản, nể mặt chúng ta là thân thích, chúng tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, lão đại sẽ trả lại 50 vạn cho cậu, sau đó xưởng dược vẫn là của hai người. Cậu nhìn người tới mừng thọ hôm nay rồi đấy, có thể nhìn ra uy vọng của Tưởng gia ở Nam Sơn cao bao nhiêu, chỉ cần Tưởng gia hơi dùng chút sức lực, chẳng phải xưởng dược sẽ chạy từ thành phố Đông Hải đến thành phố Nam Sơn, nói không chừng sau này còn chạy đến tỉnh Giang Nam, cậu nói xem có phải không? Tưởng Vân Phong cười tít mắt nói, nếu xưởng dược Mạc Phàm phá sản, có lẽ ông ta sẽ không để vào mắt. Nhưng xưởng dược buôn bán rất tốt, thậm chí còn sản xuất ra thuốc chữa Super Sơ. Miếng thịt béo như vậy có thể vứt được sao? Mạc Phàm nghe Tưởng Vân Phong, lắc đầu cười. Tính toán này khác với kiếp trước, nhưng hay hơn kiếp trước nhiều. Các người nghĩ hay thật, mắt cha Mạc Phàm hơi híp lại, phẫn nộ nói. Lúc xưởng dược buôn bán khó khăn, Tưởng Vân Phong cầm 2.000 vạn chạy. Mấy? Bây giờ xưởng dược buôn bán tốt hơn, Tưởng Vân Phong nói trả 50 vạn đòi quay về như trước. Đừng nói 50 vạn. Cho dù là 1 triệu ông cũng chướng mắt. Còn uy vọng của Tưởng gia ông càng không để ở trong lòng, thanh danh của Tiểu Phàm đã lan truyền khắp thành phố Đông Hải, không kém Tưởng gia ở Nam Sơn chút nào, ông sẽ để ý chuyện này sao? Hai anh em Tưởng gia khẽ nhíu mày, cũng dự đoán được cha Mạc Phàm sẽ từ chối. Khóe miệng Tưởng Vân Phong nhếch lên, duy trì nụ cười không nóng không lạnh như trước. Nếu cậu muốn độc chiếm xưởng dược cũng được. Như vậy đi, chỉ cần cậu trả 5.000 vạn, lão đại sẽ chuyển nhượng mọi thứ cho cậu, thế nào, đây cũng là chúng tôi nể mặt chúng ta là người nhà, nếu không chỉ có thể gặp nhau ở tòa án. 5.000 vạn, quá ít rồi, cho dù thế nào cũng phải 1 triệu, số tiền khi tôi nhập cổ. Phần đáng giá hơn nhiều, bây giờ giá thịt bò cũng tăng lên gấp 5-6 lần. Tưởng Vân Thiên cảm thấy không đủ, nói. Cha Mạc Phàm tức muốn chết. Vậy mà Tưởng Vân Thiên không biết xấu hổ mở miệng đòi 1 triệu. Lúc ông ta đầu tư chỉ đưa 500 vạn, số tiền này lúc chia hoa hồng lần đầu ông ta đã cầm đi, lúc xưởng dược khó khăn lại lấy đi hơn 2.000 vạn,
cộng lại trước sau ông ta đã lấy hơn 3.000 vạn rồi, vậy mà giờ còn đòi nhiều tiền như thế. Tôi từ chối thì sao? Cha Mạc Phàm cắn răng nói. Lần này sắc mặt Tưởng Vân Phong trầm xuống, trong đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Nếu như vậy chỉ có thể gặp nhau ở tòa án, nhưng tôi nhắc nhở cậu một chút, Quốc Hoa, nếu thật sự ầm ĩ lên tòa án, cho dù đưa 5.000 vạn giải quyết mọi chuyện, có khả năng ngay cả xưởng dược cũng không lấy được. Hai mắt Cha Mạc Phàm phun lửa, chén rượu trong tay ầm một tiếng bị bóp. Nát! Lão mẹ Mạc Phàm từng nhắc nhở ông những thủ tục này, ông cảm thấy đều là thân thích, không cần phải để ở trong lòng, ai biết bây giờ thành kiếm trong tay anh em Tưởng ra. Ông từng tìm Lưu Nguyệt Như hỏi vấn đề này, lúc ấy Lưu Nguyệt Như cũng lắc đầu, nói không có biện pháp, quả thật nếu ầm ĩ đến mức đó, ngoại trừ bồi thường tiền chỉ có bồi thường tiền. Anh em Tưởng ra thấy Cha Mạc Phàm tức thành như vậy, không hẹn mà cùng cười. Rõ ràng chỉ là một tên nông dân còn muốn chơi trò thương nhân, không bị đùa chết mới là lạ. Quốc Hoa, tôi thấy cậu nên chọn một cái trong hai lựa chọn trước đi, đối với. Cậu chỉ có lợi không có hại, cậu cảm thấy thế nào? Tưởng Vân Phong kìm nén kích động hỏi. Cha Mạc Phàm nhíu chặt mày, trên mặt đều là phẫn nộ. Bồi thường tiền, đúng là không cam lòng, thiếu chút nữa Tưởng Vân Thiên khiến ông nhà tan cửa nát, còn bồi thường tiền sao? Không bồi thường tiền, có khả năng xưởng dược khó giữ được. Anh em Tưởng ra thấy Cha Mạc Phàm do dự, khóe miệng lập tức nhếch lên, đắc ý trên mặt càng nhiều hơn. Xem ra cầm được xưởng dược và một nửa tiền rồi. Lúc này Mạc Phàm cười mỉa, uống một hơi cạn sạch trà trong chén. Tiền nhà chúng tôi có, xưởng dược cũng ở Đông Hải, nếu muốn các người. Tới lấy là được, xem các người có lá gan này hay không. Tươi cười của Tưởng Vân Thiên cứng đờ, lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Vừa rồi Mạc Phàm nhìn chằm chằm ông ta đã rất khó chịu, một đứa bé không biết lớn nhỏ, ngay cả bác cũng không gọi, chẳng qua cảm thấy cậu ta là đứa bé, cho nên không chấp nhặt với cậu ta. Người lớn nói chuyện, đâu đến lượt cậu xen mềm vào. Mắt Mạc Phàm nheo lại, trong mắt lộ ra sắc bén, khóe miệng nhếch lên. Trẻ con sao? Ở trong mắt Y Tiên Bất Tử hắn Tưởng Vân Thiên mới là đứa bé. Vậy có phải người chết? Càng không đến lượt nói hay không? Cậu nói cái gì? Tưởng Vân Thiên hơi sững sờ, không ngờ những lời này lại thốt ra từ miệng một. Đứa bé như Mạc Phàm. Quốc Hoa, con các cậu dạy dỗ ngoan thật, không khác gì tội phạm giết người. Tôi dạy đứa bé thế nào ai cần anh lon anh quản con mình thật tốt là được, tôi. Không có khả năng cho các xưởng người tiền và dược, muốn thì đến Đông Hải lấy đi. Cha Mạc Phàm được Mạc Phàm nhắc nhở, dũng khí cũng nổi lên. Lạnh lùng nói. Cho dù liều mạng cũng không được đưa xưởng dược, cũng không thể cúi đầu. Anh em Tưởng ra nhíu mày, thấy con vịt tới tay lại bay mất, nộ khí lập tức dâng. Lên! Ngay cả Tưởng Vân Phong vốn sắm vai người hòa giải cũng không nhịn được lộ ra bộ mặt thật. Quốc Hoa, các cậu chuẩn bị rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sao? Tưởng Vân Phong tức giận nói. Rượu phạt, ông nói thứ này sao? Mạc Phàm cười mỉa nói. Mạc Phàm đổ rượu trắng vào trong bát canh nóng, một tay cầm bát canh nóng hắt về phía hai người kia. Tốc độ rất nhanh, hai người thấy được nhưng không thể né tránh. Vị cay của canh cộng thêm rượu trắng hắt lên mặt hai anh em, khói trắng lập tức tỏa ra. Hai người kêu lên một tiếng vươn tay định gãi nhưng không dám, sợ gãi sẽ bị rách ra. Bởi vì bàn này ở phía ngoài, cho nên không có nhiều người chú ý tới. Chỉ có mấy hạ nhân vội vàng lấy nước và khăn tay lau giúp bọn họ, rất nhanh hai người được lau sạch sẽ. Nước canh đã không giống nước canh, cũng không có gì trở ngại, nhưng mặt hai người đỏ bừng phát tím vì tức giận. Vậy mà hai anh em bọn họ bị một hậu bối kính rượu phạt ở ngay nhà mình, rượu phạt còn chưa tính, lại còn chua, cay, nóng. Mạc Quốc Hoa, đây là ý của cậu à, vậy thì đừng trách tôi không giảng tình cảm và thể diện. Tưởng Vân Thiên tức giận nói. Cha Mạc Phàm thấy anh em Tưởng ra bị Mạc Phàm hắt bát rượu phạt, nhưng không thể làm gì Mạc Phàm, trong lòng ông cảm thấy rất sảng khoái. Khi xưởng dược nhà chúng tôi gặp khó khăn, ông ôm lấy tiền chạy mất, khi xưởng dược làm ăn phát đạt, ông lại quay về, ông còn mặt mũi nói sao? Tưởng Vân Thiên nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén. Tôi cảm thấy các người nên suy nghĩ đến đề nghị của chúng tôi, hai lựa chọn trước cậu chọn cái nào, Tưởng ra chúng tôi đều là chỗ dựa vững chắc của cậu. Nếu không có Tưởng ra chúng tôi làm chỗ dựa vững chắc, các
các người thực sự cho rằng xưởng dược có thể buôn bán tốt sao? Tưởng Vân Phong kìm nén kích động nói. Bây giờ xưởng dược của Mạc Gia đang trong giai đoạn lên cao, có chỗ dựa là chuyện rất quan trọng. Một khi xưởng dược Mạc Gia buôn bán đến tình hình người ta nhìn mà thèm, nhưng không có chỗ dựa vững chắc, vậy xưởng dược Mạc Gia sẽ trở thành con mồi, không khác gì nhóm lửa tự thiêu mình. Chỗ dựa vững chắc, chuyện này không cần các ông quan tâm, có tôi ở đây, là chỗ dựa vững chắc nhất cho xưởng dược chúng tôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Không nói đến hắn là y tiên bất tử, y thanh danh Mạc Đại Sư thành phố Đông. Hải của hắn còn đó, ai dám động vào xưởng dược nhà bọn họ, dùng tốt hơn tưởng ra vô số lần. Cậu sao? Mạc Phàm mới mở miệng, hai anh em tưởng ra đều nở nụ cười. Quốc Hoa, khẩu khí của con trai cậu đúng là lớn nhỉ, cậu ta là chỗ dựa vững chắc cho xưởng dược nhà cậu ta thật sự hiểu ý hai chữ vững chắc sao? Tưởng Vân Thiên giận quá hóa cười nói. Đợi một chút, hình như tên Tiểu Phàm giống tên bác sĩ chữa bệnh Super Sơ, nói không chừng cậu ta thật sự là chỗ dựa vững chắc cho xưởng dược. Tưởng Vân Phong trêu chọc nói. Super Sơ cũng lan truyền đến thành phố Nam Sơn, tất nhiên bọn họ biết một chút tin tức. Đúng vậy thật, Tiểu Phàm, cậu đừng nói với tôi, phương thuốc tứ tham thang chữa trị Super Sơ là cậu viết ra nhé. Tưởng Vân Thiên cười nói. Bác sĩ Mạc chữa trị Super Sơ, tuy không có lộ diện mặt, cũng không có thông tin tường tận, nhưng sao có thể là Mạc Phàm, một đứa bé 16, 17 tuổi. Trừ phi heo mẹ có thể leo cây, nếu không tuyệt đối không thể. Nếu Tiểu Phàm không phải bác sĩ chữa trị Super Sơ, các người cảm thấy vì sao xưởng dược chúng tôi lấy được phương thuốc tứ tham thang. Cha Mạc Phàm thấy anh em tưởng ra cười vui vẻ như thế, lạnh lùng nói. Lý do này rất thuyết phục đó, Quốc Hoa. Có phải cậu dùng con trai cậu cùng tên với bác sĩ chữa trị Super Sơ, mới lấy được phương thuốc tứ tham thang không, không nhìn ra cậu có tài như vậy? Đó, một chiêu này mà cậu cũng có thể nghĩ ra được. Tưởng Vân Phong cười nói, hoàn toàn không tin lời cha Mạc Phàm. Ông ta không biết xưởng dược Mạc gia lấy được phương thuốc tứ tham thang thế nào, nhưng ông ta chắc chắn bác sĩ chữa trị Super Sơ không phải Mạc Phàm trước mặt. Nói vui đùa đến đây thôi, lấy tưởng ra chúng tôi làm chỗ dựa. Đối với xưởng dược các người chỉ có lợi chứ không có hại, đợi xưởng dược nhà các người bị thế. Lực khác để mắt, đến lúc đó chúng tôi muốn giúp cũng không giúp được, lúc đó không chỉ không giữ được xưởng dược, tiền cũng không lấy được bao nhiêu, thế lực khác cũng sẽ không giống chúng tôi, thủ hạ lưu tình với các người như thế. Tưởng Vân Phong nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói. Theo ông ta biết, đã có mấy thế lực cảm thấy hứng thú với xưởng dược Mạc gia. Dù sao cũng là xưởng dược sản xuất tứ tham thang chữa trị bệnh dịch Super Sơ, nếu có thể lợi dụng tên tuổi này thật tốt, có thể khiến giá trị xưởng dược tăng lên gấp mấy lần. Các người đã thủ hạ lưu tình như vậy, vậy tôi cũng cho các người một con đường sống, nếu hôm nay ông xin lỗi cha tôi trước mặt mọi người, còn giao toàn bộ thủ tục liên quan đến xưởng dược ra đây, tôi sẽ suy xét cho ông một con đường sống. Mạc Phàm nói một cách hờ hững. Hắn tới tưởng ra là vì giải quyết Tưởng Vân Thiên. Nhưng dù sao cũng là tiệc mừng thọ của lão phu nhân, có thể không thấy máu thì tốt hơn. Em tưởng ra nghe Mạc Phàm nói anh vậy lại nở nụ cười. Quốc Hoa, có phải con trai cậu bị bệnh không? Tôi cảm thấy cậu ta bị bệnh không nhẹ đâu, có cần tôi tiến cử bệnh viện cho cậu không? Nói không chừng còn cứu được. Tưởng Vân Thiên cười to nói. Bảo người tưởng ra ông ta xin lỗi một tên nông dân, đùa giỡn gì thế? Đừng nói ông ta cầm 2.000 vạn đi. Cho dù ông ta bán xưởng dược cũng không. Cần phải xin lỗi. Quốc Hoa, cánh con trai cậu đúng là cứng rắn, thực sự cho rằng mình là thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm thì có thể nói chuyện với chúng tôi như vậy. Đừng quên bằng nhà chúng tôi dựa vào bản lĩnh của mình để vào Hoa Hạ Thần Kiếm, con trai của cậu chỉ dựa vào tờ giấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khóe miệng Tưởng Vân Phong nhếch lên, cười khinh thường nói. Lần trước ông ta và Tưởng Bằng tới thành phố Đông Hải, chuyện phó đội trưởng Hoa Hạ Thần Kiếm tự mình đưa thư trúng tuyển tới Mạc gia, ông ta vẫn ghi hận trong lòng. Cha Mạc Phàm cũng không tức giận, Mạc Phàm có bản lĩnh thế nào, ông có biết đại khái. Nhiều đại lão thành phố Đông Hải tụ tập bên cạnh thằng bé như thế, có thể nhìn ra được. Trần Trùng ở Nam Sơn nghe thấy Mạc Phàm lập tức cúi đầu, cũng có thể nhìn ra. Không biết chỉ là anh em tưởng ra tự cho là đúng. Hai người không tin thì thôi, chỉ cần đừng hối hận là được. Gạch nối dài. Hối hận. Hai anh em tưởng ra lắc đầu cười,
giống như nghe được một câu chuyện. Cười vô cùng ngây thơ. Ý của các người là không xin lỗi sao? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi, trong mắt lại sắc bén hơn nhiều. Xin lỗi, cho dù chúng tôi xin lỗi, cậu cảm thấy cha cậu nhận nổi lời xin lỗi của chúng tôi sao? Tưởng Vân Thiên cười nói. Không phải cậu nói cho chúng tôi một con đường sống sao, trái lại tôi muốn nhìn xem cậu cho chúng tôi đường sống thế nào, đúng rồi, lần trước cậu còn đánh tôi một quyền, khiến tôi giảm đi 10 năm tuổi thọ, lần này muốn thế nào? Tưởng Vân Phong lấy một điếu thuốc ra đốt, hút một hơi, phả ra khói cười âm. Thiểm nói, hai anh em không để ý lời Mạc Phàm nói, bọn họ nghĩ không có chuyện gì to. Tất cả, ở đây là Tưởng gia. Người làm gì được bọn họ còn chưa sinh ra đâu. Cho dù Lý gia muốn động vào bọn họ, cũng cần phải suy nghĩ hậu quả một. Phen, huống chi chỉ là một đứa bé từ thành phố Đông Hải đến. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười. Vì trừng phạt anh em Tưởng gia không bằng cầm thú, hắn đã sớm chuẩn bị một bộ kiểu chết này được hắn chủ tính khi còn ở tu chân giới. Tuy kiếp trước hắn đã chuẩn bị tốt, nhưng không có cơ hội sử dụng. Khi hắn quay về địa cầu, cháu nội Tưởng Vân Thiên đều chết hết rồi. Người đã muốn thử, vậy như các người mong muốn. Các Mạc Phàm đang định ra tay, trong sân biệt thự, tiếng chó sủa như sư tử giống. Vang lên. Đồng thời tiếng kêu thanh thúy truyền vào tai Mạc Phàm. Anh, cứu em. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, ánh mắt trở nên phát lạnh, như động băng vạn năm không đổi. Không nên xảy ra lần nữa vẫn xảy ra sao? Thân hình hắn loáng lên một cái, biến mất tại chỗ. Trong góc tường sân sau biệt thự, mấy đứa bé vây quanh Tiểu Vũ, biểu cảm đầy trêu tức. Tưởng Bằng Bằng từng đến Mạc gia một lần dắt theo một con chó cùng loại với chó ngao Tây Tạng lông trắng, con chó này không thấp hơn anh ta bao nhiêu. Chó ngao Tây Tạng thuần chủng vốn rất quý, chó ngao Tây Tạng lông trắng này lại càng là cực phẩm trong đó, giống như bạch hổ trong lão hổ, trong ngàn con chưa chắc có một. Không có trăm vạn đừng mơ tưởng mua được chó ngao Tây Tạng này. Lúc này răng nanh sắc bén của chó ngao Tây Tạng này lộ ra ngoài, vẻ mặt hung dữ phát ra tiếng gấu gấu với Tiểu Vũ, bộ dạng giống như nhào lên xé Tiểu Vũ ra thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Dù sao Tiểu Vũ cũng còn nhỏ, chưa từng con chó nào hung hãn như thế, nói là chó, thực ra không khác gì sư tử. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch, trong mắt nén lệ tràn đầy sợ hãi. Đám Tưởng Bằng Bằng thấy bộ dạng này của Tiểu Vũ lập tức cười to. Nhất là Tưởng Bằng Bằng, vô cùng đắc ý. Anh ta chỉ muốn vòng tay lão phu nhân cho Tiểu Vũ, liền lừa Tiểu Vũ đang ăn. Cơm đến sân sau. Anh ta cầm đô la đổi vòng tay với Tiểu Vũ, lại bị Tiểu Vũ từ chối. Anh ta bảo Tưởng Minh Minh con trai Tưởng Vân Sinh đoạt vòng tay, ai biết Tưởng Minh Minh cao lớn hơn Tiểu Vũ rất nhiều, lại bị một quyền của Tiểu Vũ đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt dưới cơn nổi giận Tưởng Bằng Bằng thả chó ngao Tây Tạng ra, ai biết lại dọa Tiểu Vũ thành bộ dạng này. Con bé nhà quê, không phải mày rất lợi hại sao, vậy mà đánh Minh Minh ngất xỉu, sao nhìn thấy chó của tao lại bị dọa gần chết. Các anh tránh ra, nếu không đợi anh tôi đến, các người sẽ đẹp mặt. Tiểu Vũ hơi nức nở nói. Đợi anh mày đến sao, chắc là cậu ta cũng có đức hạnh như mày thôi, bị dọa gần chết. Tưởng Bằng Bằng cười tự tin nói. Chó ngao Tây Tạng này đừng nói một đứa con nít, cho dù là người trưởng thành cũng dễ bị xé thành mảnh nhỏ. Vì thế bọn họ còn làm thí nghiệm, trong biệt thự có hạ nhân bọn họ vô cùng chán ghét, ỷ là lão phu nhân mang từ nhà mẹ đẻ đến, luôn nói với bọn họ cái này không tốt cái kia không tốt, còn đáng ghét hơn giáo viên ở trường. Bọn họ dựa vào cơ hội cho chó ăn, nhốt người hầu này vào trong lồng sắt, còn ra lệnh cho chó ngao Tây Tạng tấn công. Người giúp việc này căn bản không có bất luận phản kháng gì, đã bị chó ngao Tây Tạng xé xuống một miếng thịt. Nếu không phải lão phu nhân nghe thấy tiếng kêu cứu, đi ra ngăn cản, bọn họ có thể nhìn thấy cảnh chó ngao Tây Tạng cắn xé người sống rồi. Chó ngao Tây Tạng này không sợ người lớn, còn sợ một đứa bé sao? Không có khả năng, anh tôi sẽ không so. Tiểu Vũ nói rất chắc chắn. Đợi anh mày đến rồi nói sau, trái lại là mày đó, giao chiếc vòng ra đây. Nếu không thì tao không cam đoan tao có thể khống chế được chó ngao Tây Tạng này nhà tao đâu. Chó ngao Tây Tạng nhà tao thích ăn mặn, nếu nó cắn một miếng trên người mày, vậy thì không hay rồi. Tưởng Bằng Bằng liếc mắt đánh giá Tiểu Vũ, tàn nhẫn nói. Đúng vậy, nhanh giao vòng tay ra đây, vòng tay của lão phu nhân thì phải cho Bằng Bằng,
mày là một người khác họ có tư cách gì lấy vòng tay của lão phu nhân? Một cô bé nhỏ hơn Tưởng Bằng Bằng kêu lên. Đây là bà ngoại cho tôi, dựa vào cái gì phải đưa cho các người? Tiểu Vũ dựa vào góc tường che vòng tay trên tay, ấm ức nói, nước mắt liên tục rơi xuống, bộ dạng đáng thương khiến người ta đau lòng. Bà nội chỉ cho mày đeo một lát thôi, đã hết giờ rồi, nhanh giao ra đây. Tưởng Bằng Bằng cười mỉa vươn tay nói. Chuyện này, trên khuôn mặt hồn nhiên của Tiểu Vũ lộ ra xoắn xuýt, cô rất thích vòng tay này, đeo vào cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều. Tuy cô không biết là gì, nhưng cô cảm thấy nó rất giống chuỗi tràng hạt màu đỏ của chị Chu Hiệt. Khi cô và chị Chu Hiệt luyện công, mỗi lần không kiên trì nổi, chị Chu Hiệt đều đưa tràng hạt cho cô đeo lên người liền không đau đớn như thế nữa, có tác dụng rất tốt. Vừa rồi cô còn suy nghĩ không cần để chị Chu Hiệt chiếu cố cô nữa, cô cũng. Có thứ như vậy rồi, ai biết lại có vài người tới cướp đoạt. Đây là bà ngoại tặng quà cho cô, cho bọn họ cô thật sự không nỡ. Không đưa, cô sợ con chó này. Con bé nhà quê, nghĩ kỹ chưa? Tưởng Bằng Bằng lạnh lùng nói. Anh ta từng nghe mẹ anh ta nói về chiếc vòng này, mài thành từ huyết ngọc ngàn năm, không chỉ vô giá, sau khi đeo vào hoa sẽ rất có ích với cơ thể, đợi anh ta vào hạ thần kiếm, tu luyện công phu của hoa hạ thần kiếm cũng sẽ làm ít công to, anh ta nhất định phải lấy được. Bảo bối như vậy, tất nhiên không thể để một người khác họ lấy đi. Không đợi Tiểu Vũ trả lời, một người gào lên đi vào sân sau. Ai đánh Minh Minh nhà tôi? Người này là cha Tưởng Minh Minh, Tưởng Vân Sinh. Tưởng Vân Sinh đang uống rượu với người ta, nghe nói con ông ta bị đánh ngất xỉu, không uống rượu nữa đi ra tìm. Sau khi vào sân liền thấy Tưởng Minh Minh đang quỳ trên đất, hôn mê bất tỉnh, mắt mở to, gần như muốn phun ra lửa. Tưởng Bằng Bằng thấy là Tưởng Vân Sinh, cười hung ác nham hiểm. Chú ba, là nha đầu chết tiệt này, chúng cháu tốt bụng mang nó đi chơi, Minh Minh chỉ đùa với nó một chút. Nó lại đánh Minh Minh một quyền ngất xỉu, cháu nghe nói vòng tay của bà nội có thể chữa bệnh, tìm nó lấy, nó nói đó là đồ của nó, không chịu cho cháu mượn. Lời này vừa nói ra, hai mắt những đứa bé khác sáng lên, ánh mắt nhìn Tưởng Bằng Bằng đầy kính nể. Là như vậy sao? Tưởng Vân Sinh nhìn Mạc Vũ, lửa giận trong mắt lại sâu hơn. Ông ta vốn không có bất luận hảo cảm gì với Mạc Gia, ai biết nhà đầu Mạc Gia chết tiệt này lại đánh con ông ta ngất xỉu. Đúng vậy. Chú ba, nhà đầu kia rất mạnh, chúng cháu không kéo được. Một đám đứa bé nhao nhao gật đầu. Tưởng Vân Sinh bỏ Tưởng Minh Minh xuống, đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, trầm giọng hỏi. Nhà đầu chết tiệt kia, là mày đánh Minh Minh nhà tao. Tưởng Vân Sinh mới mở miệng, đám Tưởng Bằng Bằng cười đắc ý, ngay cả. Người lớn cũng đã đến, nhà đầu kia còn không giao vòng tay ra đây. Là anh ta muốn cướp vòng tay của tôi mới đánh anh ta. Tiểu Vũ cong môi, ấm ức nói. Khi nói chuyện, cơ thể đơn bạc không ngừng run rẩy, không dám nhìn Tưởng Vân Sinh. Một con chó ngao Tây Tạng đã đủ dọa người rồi, còn người lớn hung dữ, Tiểu. Vũ càng sợ hãi. Còn dám nói dối, cho dù thằng bé cướp vòng tay của mày, mày cho thằng. Bé là được, vì sao lại ra tay đánh người, còn ra tay nặng như thế, thằng bé là anh họ mày đấy. Tưởng Vân Sinh tức giận quát lớn. Tuy không có khả năng là Mạc Vũ ra tay, một đứa bé 11, 12 tuổi sao có thể đánh. Thắng con trai ông ta, nhưng chắc chắn đến nhà đầu chết tiệt này. Liên quan đúng là yêu tinh gây chuyện, trên đường đến chọc Trần Trùng, không biết vì nguyên nhân gì mới đến được Tưởng gia, đến Tưởng gia còn đánh con ông ta, đúng là người một nhà đáng chết. Tôi không có nói dối. Tiểu Vũ khóc nói, nước mắt rơi xuống như mưa. Đều là bọn họ không tốt, vì sao lại trách cô? Phạm vào sai lầm còn không chịu thừa nhận, vậy tao thay cha mẹ mày giáo. Huấn mày một chút. Tưởng Vân Sinh không quản nhiều như vậy, tay giơ lên tát vào mặt Tiểu Vũ. Tưởng Vân Sinh giơ tay lên, chó ngao Tây Tạng cũng kêu lên. Anh, cứu em. Tiểu Vũ bị dọa sợ, kêu to lên. Nghe thấy tiếng Tiểu Vũ kêu cứu, khóe. Miệng đám Tưởng Bằng Bằng nhếch lên, cười khinh thường. Cả nó đến đây thì sao chứ? Có thể đánh thắng người lớn và chó ngao Tây Tạng này sao? Đừng nói là anh trai mày, cha mẹ mày đến đây cũng vô dụng. Tưởng Vân Sinh cũng cười, lực trên tay mạnh hơn vài phần. Tưởng Vân Sinh vừa nói xong, không đợi ông ta hạ tay xuống. Kinh phong khiến người ta không thể mở mắt ra nổi thổi tới,
giọng nói lạnh lùng truyền từ bên cạnh đến. Vậy sao? Vẻ mặt Tưởng Vân Sinh sửng sốt, tay giơ lên giữa không trung nhưng không hạ xuống, ông ta nhìn theo cái tay kia, toàn thân lập tức nổi da gà. Ông ta vừa nói đến Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm hiện lên bên cạnh, không khác gì gặp quỷ. Không chỉ như vậy, lực trên tay Mạc Phàm còn rất mạnh, vậy mà tay ông ta không thể nhúc nhích, giống như bị kìm thép kẹp chặt lấy. Chuyện này còn chưa tính là gì, ánh mắt của Mạc Phàm quá lạnh lùng, ông ta chỉ từng thấy trong mắt sát thủ Tưởng gia nuôi nhốt, vậy mà một đứa bé như Mạc Phàm lại có ánh mắt này. Tiểu Phàm, cậu làm gì thế? Giọng Tưởng Vân Sinh run run hỏi. Tôi sao, tôi còn đang định hỏi ông muốn làm gì? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Em gái cậu đánh Minh Minh ngất xỉu, tôi giáo huấn em gái cậu thì sao, tôi là trưởng bối chẳng lẽ không thể giáo huấn con bé? Tưởng Vân Sinh nói. Trưởng bối thì đúng, nhưng không phải trưởng bối nào cũng có thể giáo huấn em gái tôi, ví dụ như ông thì không được, cút cho tôi. Lời này vừa nói ra, Mạc Phàm không sử dụng một chút linh khí, trở tay tát một cái. Bốp, Tưởng Vân Thiên lảo đảo lùi về sau, trực tiếp té trên đất, năm dấu tay màu đỏ nhanh chóng xuất hiện trên mặt. Chỉ trong chớp mắt, nửa gương mặt ông ta sung to. Trên mặt tất cả những người ở sân sau hiện lên khiếp sợ. Tiểu Vũ vốn sợ tới mức nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng tát lại càng run rẩy. Nhưng không cảm nhận được đau đớn mới mở mắt ra, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chắn trước mặt cô. Anh, bọn họ muốn cướp vòng tay của em, còn lấy sư tử cắn em nữa, chú xấu xa này còn muốn đánh em. Tiểu Vũ vốn nước mắt lưng tròng. Bây giờ nước mắt lại rơi như mưa. Mắt Mạc Phàm híp lại, ánh mắt lạnh như băng, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Hắn vốn tưởng rằng cho Tiểu Vũ tu luyện với Chu Hiệt, sẽ khiến Tiểu Vũ tránh thoát kiếp số kiếp trước, ai biết lại không thay đổi nhiều lắm. Nếu như vậy, người đáng chết thì chết đi. Hắn ôm Tiểu Vũ, lau nước mắt trên mặt cô. Có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em. Lúc này đám Tưởng Bằng Bằng cũng mở mắt. Nhìn thấy Tưởng Vân Sinh trên đất, cùng với Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt tất cả đều sửng sốt. Sao Mạc Phàm lại đến đây, còn đánh Tưởng Vân Sinh một người trưởng thành? Tưởng Bằng Bằng chỉ ngẩn người một lát, liền nhanh chóng khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy ghen tị. Lần trước ở Đông Hải, anh ta vừa lấy được tư cách thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm, vậy mà Mạc Phàm này nhận được thư trúng tuyển, còn là phó đội trưởng Hoa Hạ Thần Kiếm tự mình đưa tới, chuyện này làm anh ta mất hết mặt mũi. Anh ta còn chưa quên đâu. Tiểu Phàm, vậy mà cậu đánh chú ba, quá càn rỡ rồi, Bạch Hổ, cắn cậu ta. Nói xong Tưởng Bằng Bằng cười hung ác nham hiểm, buông lỏng dây thừng chó ngao Tây Tạng ra. Chó ngao Tây Tạng nghe thấy mệnh lệnh của Tưởng Bằng Bằng, gào giống rất to, muốn nhào về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thấy chó ngao Tây Tạng này, lửa giận trong mắt càng thịnh vượng hơn vài phần. Kiếp trước cha bệnh nặng, hắn và lão mẹ tới Tưởng gia vay tiền. Tưởng Bằng Bằng thả chó ngao Tây Tạng ra, làm lão mẹ sợ tới mức huyết áp tăng cao, là con chó này. Sư tử vừa dọa Tiểu Vũ sợ chắc cũng là con này. Nhìn thấy chó ngao Tây Tạng nhào qua lửa giận trong mắt hắn lóe lên. Chó ngao Tây Tạng như vậy, cho dù lớn cũng bị nó cắn xé. Nhưng ở trong mắt hắn, đừng nói là chó ngao Tây Tạng bình thường, cho dù là yêu thú sư tử cánh vàng cũng sẽ chết. Hắn giơ tay ra nắm lấy đầu chó ngao Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng thế tới rào rạt bị hắn chộp trong lòng bàn tay, tay hắn hơi dùng lực, nắm ngón tay biến mất trong bộ lông của chó ngao Tây Tạng. Răng rắc, tiếng xương cổ bị gãy vang lên trên đầu chó ngao Tây Tạng. Gâu gâu, chó ngao Tây Tạng phát ra tiếng kêu thê lương, bốn chân không ngừng vùng vẫy nhưng không có tác dụng gì, rất nhanh liền dừng lại. Là nó muốn cắn em sao? Mạc Phàm xách chó ngao Tây Tạng một cách nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Vũ ôm đùi Mạc Phàm. Trên mặt vẫn còn nước mắt, đôi mắt sưng đỏ nhìn sư tử Mạc Phàm nhấc bằng một tay đầy khiếp sợ, gật đầu. Đây không phải là sư tử, chỉ là con chó, cho dù là sư tử, sau này cũng đừng sợ. Bởi vì em lợi hại hơn bọn chúng, Mạc Phàm nói. Ra, Tiểu Vũ ngây ngốc lên tiếng. Mạc Phàm ném một cái, con chó ngao Tây Tạng nặng hơn 50 cân bay ra ngoài. Sau khi đụng trúng một cái cây trong sân, kêu một tiếng. Liền không có âm thanh gì nữa. Nếu hắn nhất định phải đại khai sát giới, bắt đầu từ con chó ngao Tây Tạng được rồi. Trong sân sau, cho dù là Tưởng Vân Sinh, hay là đám Tưởng Bằng Bằng đều sợ ngây người.
nhất là Tưởng Vân Sinh, ông ta lớn tuổi nhất trong đây, cũng biết chó ngao Tây Tạng kia nhất. Bọn họ mang theo chó ngao Tây Tạng này đến núi săn bắt, lợn rừng và sói trong núi thấy chó ngao Tây Tạng liền bỏ chạy. Chó ngao Tây Tạng hung dữ như vậy, lại bị một đứa bé như Mạc Phàm giết một cách dễ dàng. Tưởng Bằng Bằng sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng kịp, vội vàng chạy tới xem chó ngao Tây Tạng kia, đẩy vài cái, chó ngao Tây Tạng không có một chút phản ứng. Bạch Hổ, Bạch Hổ. Anh ta thấy Bạch Hổ không còn thở nữa, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hung dữ. Mày giết Bạch Hổ nhà chúng tao, mày có biết nó bao nhiêu tiền không? Chó ngao Tây Tạng này chết anh ta chẳng quan tâm, một con súc sinh mà thôi, ngay cả đứa con nít cũng không cắn được liền bị giết chết, cũng nên chết rồi. Nhưng cha anh ta tốn hơn 100 vạn mới mua được chó ngao Tây Tạng này, bình thường có người thích chó tới lai giống, mỗi lần đều phải mấy vạn tệ, cũng phải nhìn thân phận của đối phương và tâm tình của bọn họ. Sủng vật giá trị 100 vạn bị Mạc Phàm giết chết như thế, giống như bọn họ mới mua xe sang lại bị đập phá. Con chó của anh đáng giá sao? Nếu là có, tôi có thể cứu sống nó, giết anh, thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói, đi về phía Tưởng Bằng Bằng. Cho dù hắn chối bỏ thế nào, đều không thay đổi được quan hệ huyết thống của những người này với mẹ hắn. Nếu đám người này không giống như kiếp trước, không cố tình gây khó dễ cho bọn họ, hắn có thể không so đo. Dù sao lão phu nhân Tưởng gia còn đây, lão mẹ cũng còn đó. Nhưng đám người này muốn chết, bắt nạt người nhà hắn. Mặc kệ là ai, vẫn nên chết tốt hơn, người chết mới không làm được chuyện gì. Dùng chó ngao Tây Tạng dọa Tiểu Vũ, hẳn là Tưởng Bằng Bằng. Tưởng Bằng Bằng sửng sốt, nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy sợ hãi, lùi về phía sau theo bản năng. Tưởng Vân Sinh thấy Mạc Phàm đi về phía Tưởng Bằng Bằng, lông mày nhíu lại, vội nói. Tiểu Phàm, cậu muốn làm gì, thằng bé là cháu cậu đó, chỉ đùa với anh em hai. Người chút thôi, sao hai người độc ác như vậy, đánh ngất Minh Minh, bây giờ còn muốn giết Bằng Bằng sao? Độc ác? Mạc Phàm cười, một đám người dẫn chó ngao Tây Tạng bắt nạt Tiểu Vũ, còn cảm thấy không vui, một người lớn cũng đến bắt nạt Tiểu Vũ. Nhiều người bắt nạt một cô bé chưa tới 12 tuổi, chỉ là nói đùa sao? Nếu hắn không đến, chắc chắn một cái tát của Tưởng Vân Sinh sẽ đánh vào mặt. Tiểu Vũ như kiếp trước. Nói không chừng chó ngao Tây Tạng còn cắn Tiểu Vũ một cái, nếu cắn vào chỗ nguy hiểm, người chết là Tiểu Vũ những chuyện này đều là đùa sao? Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta phải giết người. Tưởng Vân Sinh thấy Mạc Phàm lập tức đi tới, sắc mặt tái mét. Đám người bắt nạt Tiểu Vũ với Tưởng Bằng Bằng đều tránh ra, trong mắt đều là sợ hãi, không còn hung hãn như vừa rồi. Chỉ là không đợi Mạc Phàm đi đến bên cạnh Tưởng Bằng Bằng, một đám người nghe thấy tiếng sủa ùa vào sân sau. Phần lớn là người Tưởng gia, lão phu nhân và anh em Tưởng thị đến đây, cha mẹ Mạc Phàm cũng ở trong đó. Vân Sinh, Minh Minh sao vậy, trên mặt con cũng sao thế, lớn như vậy rồi sao còn ngồi trên đất. Lão phu nhân nhìn Tưởng Minh Minh nằm trên đất và Tưởng Vân Sinh vô cùng chật vật, vội vàng hỏi. Tưởng Vân Sinh thấy lão phu nhân tiến vào. Lúc này sắc mặt mới tốt hơn chút. Ông ta trừng mắt với Mạc Phàm một cái, vội vàng đứng dậy. Cha mẹ Mạc Phàm cũng vội vàng đi đến bên cạnh Mạc Phàm và Tiểu Vũ, lau nước mắt trên mặt Tiểu Vũ, vẻ mặt lo lắng. Tiểu Vũ, làm sao vậy? Tiểu Vũ còn chưa nói một chữ, Tưởng Vân Sinh đã nổi giận đùng đùng kêu lên. Hai người nuôi dạy con giỏi thật, Minh Minh nhà tôi chỉ đùa với con gái cậu một chút, muốn xem vòng tay của nó. Nó liền đánh Minh Minh nhà tôi một quyền ngất xỉu, tôi hỏi nó nguyên nhân, không biết con trai cậu từ đâu xuất hiện, trái lại tát tôi một cái, Bằng Bằng bị dọa buông tay ra, để chó ngao Tây Tạng trốn thoát, ai biết nó đánh chết cả chó ngao Tây Tạng của Bằng Bằng. Mạc Phàm cười khinh thường, chuyện này vốn là ỷ thế hiếp người, đến miệng Tưởng Vân Sinh lại giống như bọn họ bị cưỡng gian. Tưởng Vân Sinh còn chưa nói xong, Triệu Nguyệt vợ của Tưởng Vân Phong. Một mỹ phụ diêm dúa loè loẹt. Cao quý nhìn thoáng qua chó ngao Tây Tạng không nhúc nhích bên cạnh Tưởng Bằng Bằng, ánh mắt lập tức âm u. Cái gì, Bạch Hổ nhà chúng tôi bị giết? Cậu có biết Bạch Hổ nhà chúng tôi đắt bao nhiêu không, mạng của các người cũng không đáng giá như thế. Bình thường tìm sát thủ giết người cũng chỉ mấy vạn tệ mà thôi, chó ngao Tây Tạng nhà bà ta giá trị mấy trăm văn đó. Lần này Tưởng Vân Phong không quát Triệu Nguyệt câm miệng nữa, chó ngao Tây Tạng kia là ông ta dùng mấy trăm vạn.
sắp bằng tiền một chiếc Porsche, cứ bị Mạc Phàm giết chết như vậy, ông ta cũng hận Mạc Phàm đến nghiến răng. Hơn nữa ầm ĩ cũng không phải không có lợi. Triệu Nguyệt mới mở miệng, mắt Mạc Phàm hơi híp lại, sát khí bắn ra bốn phía. Lông mày lão mẹ Mạc Phàm nhíu lại, nhị tẩu, chó dù quý đến mấy cũng là chó, không thể so được với con trai và con gái em, cho dù thật sự là con em giết, chúng em bồi thường chị là được. Chỉ cần các người bồi thường là được, đừng để đến lúc đó. Hai tay Triệu Nguyệt vòng quanh bộ ngực cao ngất, âm dương quái khí nói. Bà ta không có tình cảm gì với con chó, chỉ để ý đến tiền, Mạc gia bồi thường bà. U ta là được. Một con chó mà thôi, người một nhà còn tính toán chi li như thế, Vân Sinh, con không mau xem Minh Minh thế nào. Lão phu nhân thúc giục. Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, căn bản không nghe, trong mắt không có một chút thành kính. Tưởng Vân Sinh vội vàng xem Tưởng Minh Minh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Minh Minh không còn thở. Khi ông ta vừa tới Minh Minh còn rất tốt, chỉ bị ngất đi, lúc này nhìn lại, vậy mà đã không còn thở. Ngay sau đó khuôn mặt mập mạp của Tưởng Vân Sinh hung dữ. Mạc Quốc Hoa, cậu trả mạng con trai tôi đây. Tưởng Vân Sinh vừa nói vậy, ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tiệc mừng thọ lão phu nhân, cháu nội Tưởng gia bị đánh chết. Bầu không khí u ám hiện lên ở sân sau, ngay cả cha mẹ Mạc Phàm cũng lộ vẻ bối rối. Tiểu Vũ hiểu được xảy ra chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nắm chặt lấy quần áo Mạc Phàm, trốn sau lưng hắn. Không thể nào. Lão phu nhân vội vàng đi qua, ngón tay đặt lên cổ Tưởng Minh Minh. Không còn thở không có nghĩa là không còn nhịp tim, phải xem động mạch chủ ở cổ còn đập đều không. Tay lão phu nhân run run, khuôn mặt già. Nua như tờ giấy vàng, vậy mà thật sự không còn nhịp tim. Một lúc lâu sau, lão phu nhân hít sâu. Một hơi, ôn hòa hỏi. Tiểu Vũ, cháu nói cho bà ngoại, vừa rồi có chuyện gì thế? Chuyện này còn phải hỏi sao, chắc chắn là Tiểu Vũ ra tay quá nặng với Minh Minh, tiểu nha đầu này nhìn có vẻ đáng yêu, trái tim lại độc ác, vừa rồi mẹ không nên cho nó vòng tay, bây giờ đã xảy ra chuyện rồi đó. Triệu Nguyệt lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên độc ác. Triệu Nguyệt, chị đừng nói linh tinh, bình thường Tiểu Vũ nhà tôi không cầm. Nổi bình nước. Lấy đâu ra sức lực mà ra tay nặng chứ? Lão mẹ Mạc Phàm tức giận nói, xưng hô cũng đổi thành gọi Triệu Nguyệt. Tôi nói bậy, con trai của cô đều có thể giết chó ngao Tây Tạng nhà chúng tôi, vì sao con gái cô không có sức giết Minh Minh, đứa bé vì bảo bối làm gì mà chẳng. Được, vòng tay kia còn vô giá đó. Chị! Lão mẹ Mạc Phàm nghiến răng, trừng Triệu Nguyệt đầy hung dữ. Tiểu Vũ, cháu nói cho bà ngoại biết, sao lại thế này? Tiểu Vũ, đừng sợ, cha mẹ và anh con đều ở đây. Cha Mạc Phàm cũng khuyên nhủ, trên mặt đều là lo lắng. Tưởng gia ngoại trừ lão phu nhân ra, những người khác đều bất thiện với bọn họ, nhất là anh em Tưởng gia, quyết tâm muốn xưởng dược nhà bọn họ. Nếu chỉ đánh ngất Tưởng Minh Minh thì thật sự không có gì, đánh chết, chuyện hôm nay sẽ khó giải quyết rồi. Nói đi, không sao. Mạc Phàm nắm lấy tay Tiểu Vũ nói. Người Tưởng gia có can đảm đâm bị thóc chọc bị gạo, hắn có thể điên đảo càn khôn, chậm rãi vui đùa. Bọn họ khuyên bảo, lúc này Tiểu Vũ mới đi tới, giống như đứa bé làm sai chuyện, cúi đầu, vẻ mặt đầy ấm ức. Bọn họ cho cháu tiền muốn mua vòng tay bà ngoại tặng cháu không muốn bán, bọn họ liền đi lên cướp, còn đánh cháu nữa, cháu chỉ đẩy anh ta một cái, cháu thật sự không nghĩ sẽ như vậy. Nghe thấy chưa, là con gái cậu đẩy Minh Minh. Còn nói ngay cả bình nước cũng không cầm lên nổi, các người nhanh đền mạng con trai tôi đi. Tưởng Vân Sinh như điên rồi nói. Vân Sinh, đừng có gấp, Minh Minh mới tắt thở không lâu, có lẽ còn cứu được. Lão phu nhân vội vàng trấn an. Vân Thiên, Vân Phong, mẹ nhớ hình. Như bác sĩ Trương cũng đến, con nhanh đi mời bác sĩ Trương đến đây. Bác sĩ Trương là danh y thành phố Nam Sơn, có danh xưng hoa đà tái thế, cũng... là thượng khách hôm nay của Tưởng gia. Mẹ, Tiểu Phàm cũng là bác sĩ, lần trước bằng chết đuối, là Tiểu Phàm cứu sống, để Tiểu Phàm khám cho thằng bé được không ạ? Lão mẹ Mạc Phàm hỏi. Con trai của cô biết y thuật, đã cứu y. Bằng nhà chúng tôi, sao tôi không biết chuyện này, Tố, không phải cô. Nói đùa đấy chứ, chuyện vui đùa này liên quan đến mạng Minh Minh, không buồn cười chút nào đâu. Triệu Nguyệt khinh bỉ nói. Vẻ mặt không tin.
chúng còn đi gọi bác sĩ Trương. Tưởng Vân Phong cười nói, kéo Tưởng Vân Thiên đang đắc ý xoay người đến. Tiền viện. Trong hậu viên người Tưởng gia đều lắc đầu. Quá tệ, lúc này còn nói đùa. Chi? Lão mẹ Mạc Phàm nhìn chằm chằm Triệu Nguyệt, đôi tay trắng như phấn. Nắm chặt, đôi mắt gần như phun ra lửa. Tôi làm sao, cô nên cầu nguyện Minh Minh không sao đi. Triệu Nguyệt cười mỉa nói, trên mặt tràn đầy đắc ý. Bà ta thích nhất loại cảm giác này, người khác tức muốn chết nhưng không làm gì được bà ta, bây giờ là như vậy. Ngay lúc Triệu Nguyệt cười đắc ý, Mạc Phàm cười lạnh lùng. Bà đúng là người đê tiện, còn là loại vô cùng đê tiện. Cái gì? Triệu Nguyệt nhướng mày, vẻ mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Tiểu Phàm, cậu nói cái gì, cậu lặp lại lần nữa. Mạc Phàm không để ý đến bà ta, bảo hắn lặp lại một chuyện, Triệu Nguyệt. Không đủ tư cách. Lão mẹ Mạc Phàm thấy Mạc Phàm làm Triệu Nguyệt mất mặt, lúc này sắc mặt mới tốt hơn chút. Tiểu Phàm, con xem Minh Minh sao vậy? Anh ta sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tưởng Minh Minh nằm trên đất một cái. Anh ta không chết được. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không ít người tưởng ra nhíu mày, gì mà không chết được. Tim đã ngừng đập, còn nói không chết được, vậy tình huống nào mới chết? Tốt nhất là Minh Minh nhà chúng tôi không sao, nếu Minh Minh nhà chúng. Tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho các người. Tưởng Vân Sinh tức giận nói. Không để yên. Mạc Phàm cười khinh thường, hôm nay hắn tới là không muốn để yên cho Tưởng gia. Tiểu Phàm, Minh Minh thế nào, cháu nói cho bà ngoại. Lão phu nhân có chút sốt ruột hỏi. Bà ngoại, có cháu ở đây, anh ta sẽ không có chuyện gì. Mạc Phàm cười ôn hòa nói. Nếu Tưởng gia có người hắn còn để lại chút hảo cảm, đó chính là bà ngoại hắn. Lúc nhà bọn họ khó khăn, bà ngoại sẽ âm thầm gửi tiền cho nhà bọn họ. Có đôi khi là gửi vài món đồ, đều là những thứ bà ngoại thích góp hoặc đồ cưới, giúp bọn họ trải qua không ít cửa ải khó khăn. Nhưng một lão nhân tốt bụng như thế, sống ở Tưởng gia cũng không tốt như mặt ngoài. Lúc những thứ lão phu nhân nắm giữ trong tay bị hai đứa con trai lấy đi, thái độ của anh em Tưởng thị với lão phu nhân càng ngày càng tồi tệ. Nhất là Triệu Nguyệt vợ Tưởng Vân Phong, động một tí là cho lão phu nhân xem sắc mặt. Có một lần lão mẹ nghe người ta nói lão phu nhân bệnh nặng, vội vàng mang hắn đến thăm. Mùa đông rét lạnh, vậy mà hai ngày rồi lão phu nhân không ăn cơm, cũng không có người mang lão phu nhân đi khám bệnh, càng không có ai chiếu cố đồ ăn nước uống của bà. Lúc ấy lão mẹ Mạc Phàm tức đến mức chảy nước mắt, chăm sóc lão phu nhân vài ngày, đợi khí sắc lão phu nhân khôi phục mới quay về. Nhưng không lâu sau, Tưởng gia truyền đến tin dữ của lão phu nhân, lão mẹ. Chuyện này mà khóc mấy ngày. Vì, Tiểu Phàm, không phải cháu dỗ bà ngoại vui vẻ đấy chứ. Lão phu nhân khó hiểu nói. Nếu Minh Minh không sao, cậu làm Minh Minh tỉnh lại xem. Cầm Triệu Nguyệt khẽ nâng lên, cười mỉa nói. Bỗng nhiên tim ngừng đập vô cùng nguy hiểm, 5 phút trở lên sẽ dẫn đến không cứu chữa được, qua thời gian này, trừ phi là thần tiên, nếu không thì vô. Dụng. Mạc Phàm giống như không nghe thấy lời Triệu Nguyệt nói, chỉ cười. Các người chắc chắn để tôi cứu. Tốt nhất là cậu cứu Minh Minh tỉnh lại, nếu không. Tưởng Vân Sinh cắn răng nói. Chuyện Tưởng Bằng Bằng chết chìm ở Đông Hải, có một ngày ông ta uống rượu với Tưởng Vân Phong nghe nói, cho nên tin vài phần. Nếu không thì sao? Mạc Phàm lạnh lùng liếc Tưởng Vân Sinh một cái, nhấc Tưởng Minh Minh lên. Không đợi Tưởng Vân Sinh trả lời. Tưởng Minh Minh bị hắn nhấc lên. Sắc mặt Tưởng Vân Sinh thay đổi. Không phải cậu chữa bệnh sao, cậu muốn làm gì? Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang trong mắt nở rộ, lạnh lùng trừng Tưởng Vân Sinh một cái. Đương nhiên là chữa bệnh, nếu không muốn một bên mặt khác bị sưng như thế, thì cút sang một bên. Lão phu nhân, mẹ thấy rồi đấy, con trai của Tố Tố quá tệ, Vân Sinh là bác của. Nó, vậy mà nó dám nói chuyện với Vân Sinh như thế. Triệu Nguyệt lại xen miệng vào nói. Mạc Phàm không để ý đến Triệu Nguyệt, hít mắt nhìn Tưởng Minh Minh. Kiếp trước là Tưởng Minh Minh cướp vòng tay của Tiểu Vũ không cho còn đánh con bé. Cuối cùng lão phu nhân không có biện pháp, chỉ có thể đưa vòng tay cho Tưởng Minh Minh mới qua chuyện. Một đời này Tiểu Vũ đã đến tam thức của Bàn Long Tuyệt, là tôi luyện tầng 3, bạn bình thường cùng lứa tuổi không phải là đối thủ của cô,
trong lúc bối rối đánh trúng Tưởng Minh Minh, tất nhiên anh ta không chịu nổi. Chỉ là cứu sống anh ta quá đơn giản, ít nhất đơn giản hơn cứu Tưởng Bằng Bằng lúc trước. Dầm một tiếng, một quyền của Mạc Phàm đánh trúng ngực Tưởng Minh Minh. Mọi người lập tức sửng sốt, trước mặt nhiều người như thế, vậy mà Mạc Phàm dám đánh Tưởng Minh Minh hôn mê sâu. Ngay cả cha mẹ Mạc Phàm cũng không ngờ Mạc Phàm sẽ cứu người như vậy. Dừng tay, cậu làm gì thế, nhanh buông Minh Minh nhà tôi ra, nếu không tôi không khách sáo với cậu. Tưởng Vân Sinh kêu lên. Ông ta bị Mạc Phàm tát một cái, vốn có chút sợ Mạc Phàm. Nhưng con của ông ta bị đánh trước mặt nhiều người như thế, nếu ông ta mặc kệ quan tâm, sau này sẽ không ngẩng đầu được. Không Mạc Phàm sẽ nghe lời ông ta sao, máy quyền lại đánh vào ngực Tưởng Minh Minh. Rầm rầm rung động. Mấy quyền này mới đánh xong, Tưởng Minh Minh hôn mẹ bỗng nhiên hít sâu một hơi, giống như người nín thở dưới nước đã lâu, cuối cùng cũng nổi trên mặt nước, thật sự tỉnh lại rồi. Tưởng Minh Minh thấy mình bị Mạc Phàm xách lên, ngực đau đớn muốn chết, tức giận nói với Mạc Phàm. Cậu là ai, vì sao lại đánh tôi? Mạc Phàm tát anh ta hai cái, ném Tưởng. Minh Minh như ném chó về phía Tưởng Vân Sinh. Cút! Mọi người ở đây lập tức sửng sốt. Thật hay giả thế? Trái tim vốn không đập, bị đánh mấy cái lại y thuật này. Đập rồi. Vả mặt lại cứu người. Lúc này không chỉ sắc mặt Tưởng Vân Sinh vô cùng khó coi, không biết nói gì. Lông mày Triệu Nguyệt cũng nhíu lại, trên khuôn mặt diêm dúa lòe loẹt giống như bị người ta vô cớ tát mấy cái, rất khó chịu. Vậy mà bà ta bị đứa bé làm mất mặt ở Tưởng gia. Ánh mắt những người khác nhìn Mạc Phàm cũng khác thường rất nhiều. Lão phu nhân thấy Tưởng Minh Minh không có chuyện gì, cũng thở phào một hơi. Lông mày cha mẹ Mạc Phàm cũng giãn ra. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, giải tán đi. Giải tán, lão phu nhân, Minh Minh được cứu sống, nhưng thiếu chút nữa. Minh Minh bị đánh chết, Bạch Hổ nhà chúng con cũng bị đánh chết, hai bọn chúng còn không xin lỗi, chẳng lẽ cứ đi như vậy sao? Triệu Nguyệt nghiến răng lạnh lùng nói, khẽ nhướng mày, độc ác nở rộ trong mắt. Như con rắn độc. Đúng vậy, quá lợi cho bọn họ rồi. Tưởng Vân Sinh nói theo. Chó nhà các anh tôi có thể bồi thường, Minh Minh không sao, các anh còn. Muốn gì nữa? Lão mẹ Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Đánh người đưa vào bệnh viện chữa trị, thì không phạm pháp sao? Khóe miệng Triệu Nguyệt nhếch lên, cười âm hiểm nói. Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống, vội vàng ngăn cản. Đừng ầm ĩ, Tiểu Nguyệt, con muốn gì? Con thấy chuyện này đều do vòng tay mẹ tặng Tiểu Vũ, nếu không có chuyện này, chắc chắn sẽ không gây ra đủ loại chuyện, con cảm thấy mẹ nên lấy lại vòng tay đưa cho Minh Minh, coi như là bồi thường, sau đó bảo Tiểu Phàm và Tiểu Vũ xin lỗi chúng con, còn chuyện Bạch Hổ nhà chúng con, để con tính với Tố Tố, yên tâm con sẽ không làm cô ấy khó xử, đều là người nhà cả mà. Triệu Nguyệt giả mù sa mưa nói. Lão phu nhân nhíu mày, lộ ra bất đắc dĩ. Bà gặp Tiểu Vũ, nhất thời động tâm lấy vòng tay đưa cho Mạc Vũ, ai biết xảy ra. Nhiều chuyện như thế. Một bên là nhà con gái, một bên là con dâu. Mạc Phàm nheo mắt, hắn căn bản không để Bích Huyết Thạch vào mắt. Nhưng thứ hắn không để vào mắt, cũng không phải ai muốn cướp là có thể cướp. Dựa vào đám Tưởng Bằng Bằng không cướp được, có thể lấy lão phu nhân ra đè sao? Xin lỗi thì không có khả năng, con cháu nhà bà cũng nên chết. Vòng tay các người cũng đừng nghĩ. Mạc Phàm lạnh giọng bá đạo nói. Khóe miệng Triệu Nguyệt nhếch lên, hàn khí trên mặt nặng hơn vài phần. Đúng là muốn tạo phản, làm càn cũng không nhìn nơi, nếu không phải nể mặt chúng ta là thân thích, cậu nghĩ tôi và mọi người sẽ khách sáo với cậu như vậy. Sao? Nể mặt chúng ta là thân thích, bà có sao? Mạc Phàm cười khinh thường. Lão phu nhân có, nhưng Triệu Nguyệt chưa bao giờ có. Được lắm. Cậu đã nói như vậy, để tôi cho cậu biết không coi các người là thân. Thích sẽ thế nào? Bà ta nói xong liền vỗ tay, một đám người mặc tây trang đeo kính đi tới, có. Khoảng 30 người, hiển nhiên là chuẩn bị từ trước. Tiểu Nguyệt, con có ý gì? Lão phu nhân thấy nhiều vệ sĩ như vậy, khó hiểu hỏi. Không có gì, lão phu nhân, chỉ phòng ngừa có người gây chuyện trong tiệc. Mừng thọ. U. Triệu Nguyệt cười đắc ý nói, những người này vốn là để cha Mạc Phàm đi vào khuôn khổ, bà ta cũng không ngờ lại dùng lúc này. Cha mẹ Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt đều là phẫn nộ.
Chuyện này không phải lỗi của Tiểu Vũ, mà Tưởng Minh Minh bắt nạt Tiểu Vũ gây ra, Triệu Nguyệt lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu bọn họ. Chuyện này không có là gì, nhưng bà ta còn gọi vệ sĩ ra. Tiểu Nguyệt, nhanh bảo bọn họ lui xuống. Lão phu nhân chắn trước nhà Mạc Phàm, hơi tức giận nói. Chuyện này không thể được, người Tưởng gia chúng ta bị bắt nạt, sao có thể không nói xin lỗi, mẹ không che chở cho người Tưởng gia chúng ta thì chưa tính, còn che chở cho người ngoài, tuy con không họ Tưởng, nhưng cũng không thể nghe theo. Khóe miệng Triệu Nguyệt nhếch lên, nghiêm túc nói, giống như bà ta thật sự bảo vệ Tưởng gia. Người Tưởng gia ở bên cạnh đều gật đầu bày tỏ đồng ý. Tưởng Bằng Bằng và đám đứa bé kia nhìn Mạc Phàm và Tiểu Vũ đầy đắc ý. Nhị tẩu nói không sai, gây chuyện ở Tưởng gia, nhất định phải bị trừng phạt, nếu không người ta còn tưởng rằng Tưởng gia chúng ta dễ bắt nạt. Tưởng Vân Sinh nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cắn răng nói. Một hậu bối cũng dám tát ông ta, còn mượn danh nghĩa chữa bệnh đánh. Tưởng Minh Minh, nhất định phải cho bọn họ đẹp mặt. Tiểu Nguyệt, Tố Tố cũng là người Tưởng gia, nhanh bảo bọn họ lui ra. Chẳng lẽ lời của mẹ chồng mà con không nghe sao? Lão nhân vỗ ngực nói. Lão phu nhân, không phải hôm nay mẹ đã ước rồi sao? Mắt Triệu Nguyệt nheo lại, cười mỉa nói. Ở tiền viện bà ta sợ bị truyền ra người ta chê cười, ảnh hưởng đến mặt mũi Tưởng gia, cho nên cho lão phu nhân mặt mũi. Nhưng hiện giờ trong này đều là người Tưởng gia, bà ta cũng không cần phải ngụy trang nữa. Hiện giờ phần lớn tài sản của Tưởng gia đều nằm trong tay bọn họ. Lão phu nhân nói, bà ta có nghe hay không phải dựa vào tâm tình. Triệu Nguyệt, sao chị lại nói chuyện với mẹ tôi như vậy? Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, tức giận nói. Cô nên để ý đến nhà cô đi, nếu không. Ha ha! Triệu Nguyệt cười quyến rũ nói, không có nói hết, ý không cần nói cũng biết. Người Tưởng gia ở xung quanh không có ai cảm thấy có gì không đúng, tất cả đều lạnh lùng nhìn nhà Mạc Phàm. Hai, lão phu nhân chỉ biết thở dài. Trong mắt đều là khổ sở. Cha mẹ Mạc Phàm nhìn thấy được hết, cũng để ở trong lòng, không ngờ vì một chiếc vòng lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Tiểu Vũ, trả vòng tay lại cho bà ngoại được không? Lão mẹ Mạc Phàm do dự một lát nói. Nếu hôm nay không trả vòng tay cho Tưởng, người gặp tao ương không chỉ là bọn họ, sau này lão phu nhân cũng không sống tốt lắm. Nghe lão mẹ Mạc Phàm nói, đám Triệu Nguyệt đều cười. Không phải vừa rồi rất hung hãn. Bây giờ vẫn phải ngoan ngoãn giao ra sao? Tiểu Vũ là đứa bé rất hiểu chuyện, cô nhu thuận gật đầu, đang muốn tháo vòng tay ra, tay bị Mạc Phàm nắm lấy. Đeo đi, bà ngoại cho em, thì là của em, bọn họ không cướp được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Triệu Nguyệt hơi sững sờ, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Tiểu Phàm, cậu nghĩ cậu đánh chết chó ngao Tây Tạng nhà tôi, thì có thể. Làm càn ở Tưởng ra sao? Chuyện cậu đánh chết chó ngao Tây Tạng nhà tôi còn chưa tính với cậu đâu, chúng ta tính chuyện này trước đi. Đi bắt tiểu tử kia cho tôi. Triệu Nguyệt ra lệnh cho hai đại hán trong đó, hai đại hán không chút do dự đi đến chỗ Mạc Phàm, trên mặt hiện lên tươi cười hung ác. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, đám người Triệu Nguyệt tìm tới, kiếp trước hắn cũng gặp rồi. Kiếp trước anh em Tưởng thị vì ép cha Mạc Phàm giải quyết chuyện xưởng dược, tìm đám người này bao vây cha. Nếu cha không đồng ý thì ra tay. Cha vì bất đắc dĩ, lúc này mới nhận 50 vạn, sau này không tính toán chuyện kia. Nữa, bây giờ đám người này vẫn chưa đi đến bước kia, liền xuất hiện rồi. Cũng được, chúng ta sẽ giải quyết từng chuyện một. Kiếp trước nếu có người phụ nữ khiến hắn ghét nhất, chắc chắn Triệu Nguyệt là người đầu tiên. Không chỉ tâm địa bò cạp, còn thấy lợi là ham, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vì lấy được thứ bà ta muốn, đừng nói có thể bán đứng người bên cạnh bà ta, ngay cả cơ thể bà ta cũng được. Hắn từng nghe được một tin, Triệu Nguyệt vì lấy được một hạng mục, ngủ một lần với tất cả ông chủ tranh đấu thầu hạng mục này, chuyện này rất nổi tiếng. Sau đó ngay cả Tưởng Vân Phong cũng thành con rối, Tưởng gia này trên danh nghĩa là thiên hạ của Tưởng gia, thực ra quyền hành đều nằm trong tay Triệu Nguyệt. Một khi Tưởng Vân Phong chọc Triệu Nguyệt mất hứng, cũng không có trái cây ngon. Cuộc sống vô cùng u ám, coi như là ác giả ác báo. Đã đến bước binh đao tương kiến này, vậy hắn cũng không cần cố kỵ cái gì. Tiểu Phàm, đừng kích động, lão phu nhân thấy Mạc Phàm muốn ra tay, vội vàng khuyên. Yên tâm đi, bà ngoại, cháu không sao đâu, hôm nay cháu sẽ tặng bà ngoại một đại lễ, cho bà một Tưởng ra sạch sẽ.
Mạc Phàm cười nói. Tưởng ra đã loạn thành như vậy, vẫn nên dùng huyết thanh là tốt nhất. Nói xong mắt hắn hơi nheo lại, ánh mắt trở nên phát lạnh, rời mắt nhìn đám. Triệu Nguyệt. Tưởng ra sạch sẽ, ha ha, đúng là ngông cuồng, cậu giải quyết hai người kia trước rồi nói sau. Triệu Nguyệt cười khinh thường nói. Thực sự nghĩ mình là Lý Tiểu Long, Diệp Vấn sao, không biết tự lượng sức mình. Những người dưới tay bà ta, ai cũng có thể xé xác chó ngao Tây Tạng kia, lợi hại hơn Mạc Phàm nhiều, giúp bà ta xử lý những người tưởng ra không có mắt nhiều lần. Lần này cha mẹ Mạc Phàm không ngăn cản, cũng không khuyên bảo. Bọn họ biết bản lĩnh của Mạc Phàm, nếu Triệu Nguyệt vô tình, anh em tưởng ra vô nghĩa, con cháu tưởng ra bất hiếu, vậy thì để Mạc Phàm loại bỏ đi, như vậy lão phu nhân sẽ sống tốt hơn chút. Cha Mạc Phàm che mắt Tiểu Vũ, lão mẹ Mạc Phàm thì đỡ lão phu nhân. Mạc Phàm cười, trong mắt lóe lên tia sáng yêu dị. Không đợi hai đại hán bắt lấy, chân Mạc Phàm khẽ động, đi tới giữa hai người, hắn vỗ nhẹ bả vai của hai đại hán. Hai người tự đánh gãy tay chân đi. Những lời này vừa nói ra, giống như có ma lực nở rộ. Vẻ mặt hai đại hán sửng sốt, giống như mê mang, thật sự đánh tay chân mình. Rắc rắc, vốn là một chân giẫm chân khác, sau đó một tay bóp gãy chân còn lại. Sau đó tay bị bàn tay bóp gãy, tay còn lại thì đập lên tảng đá ở hậu viện, tay chân bị gãy hết. Chưa tới 10 giây, hai đại hán không cần tốn nhiều sức, tự đánh gãy tay chân. Một màn này khiến người trong hậu viện đều sửng sốt. Cho dù là cha mẹ Mạc Phàm cũng vậy, bọn họ chưa từng thấy Mạc Phàm thi. Triển pháp thuật, không ngờ sẽ làm người ta sợ hãi như thế. Khi bọn họ đính hôn từng thấy Chu Trường Hoàng thi triển pháp thuật. Nhưng căn bản không thể đánh đồng với Mạc Phàm. Chỉ một câu nói, liền nghe theo lệnh của Mạc Phàm, giống như không biết đau. Sắc mặt Triệu Nguyệt, Tưởng Vân Sinh lại càng khó coi, bọn họ chưa từng nghĩ. Tới Mạc Phàm có loại bản lĩnh này. Cậu đây là yêu thuật. Mắt Triệu Nguyệt mở lớn, thét to. Thuật cũng được, pháp thuật cũng. Yêu được, có thể đối phó người như bà đều là hảo thuật. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nhanh đi mời Phổ Hoàng Đại Sư. Triệu Nguyệt thấy Mạc Phàm đi tới, vội vàng kêu lên. Phổ Hoàng Đại Sư là đại sư ở Thiếu Lâm tự Nam Sơn, mời vị đại sư này, bọn họ cố ý chuẩn bị một bàn cơm chay thanh nguyệt chay, hơn nữa mời 3 lần, Phổ Hoàng Đại Sư mới đến. Nghe nói vị đại sư này có thể hàng yêu trừ ma, là vị đại sư chân chính. Người kia chưa kịp đi mời Phổ Hoàng Đại Sư, lúc này một đám người từ tiền viện đi tới. Cầm đầu là anh em Tưởng Thị vừa rời đi, bên cạnh là người có 7-8 phần tương tự với Lý Hưng. Còn có một người đàn ông trung niên hào hoa phong nhã, Khổng Tuyên đại tiểu thư Khổng gia cũng đi theo bọn họ. Ngoại trừ mấy người này, Chu Trường Hoàng ngốc ở trên xe cũng theo vào. Triệu Nguyệt nhìn thấy đám người vào, đôi mắt quyến rũ sáng lên. Chu đại sư, người này biết yêu thuật, nhanh bắt cậu ta. Chu đại sư là đại sư nổi tiếng ở Nam Sơn. Danh tiếng không thấp hơn Phổ Hoàng Đại Sư. Lúc lão gia tử Tưởng gia còn sống, Chu Đại Sư tương đối thân thiết với Tưởng gia. Một tháng trước, bà ta dùng linh chi 100 năm nhờ Chu Trường Hoàng xem vận mệnh giúp. Chu Trường Hoàng nói bà ta có võ chiếu mệnh, võ chiếu là võ tắc thiên, có võ tắc thiên mệnh là nói bà ta sẽ trở thành nữ vương giống võ tắc thiên, vì thế bà ta hưng phấn đã lâu, tất nhiên nhận ra Chu Đại Sư. Chu Trường Hoàng nhớn mày, chỉ Mạc Phàm hỏi. Triệu phu nhân, bà chỉ cậu ấy sao? Đúng vậy, Chu đại sư nhanh thu cậu ta. Triệu Nguyệt vội vàng nói. Tiểu Nguyệt, đừng có gấp, em không thấy Khổng tiên sinh, Lý tiên sinh và cả Khổng đại tiểu thư đều ở đây sao? Tưởng Vân Phong cười đắc ý nói. Lúc nói chuyện không quên liếc mắt nhìn người một nhà Mạc Phàm một cái, giống như nhìn người chết. Lúc này Triệu Nguyệt mới để ý tới, Lý Thịnh em trai Lý Hưng Lý ra một gia tộc về khoáng sản ở Nam Sơn. Khổng Trương gia chủ Khổng gia, còn cả đại tiểu thư Khổng gia cũng ở đây. Ngoại trừ vài người này, còn có mấy người theo sau, Tiền Bảo Lâm Tiền gia trùm bất động sản, Trương Nhất Minh Trương gia y liệu thế gia và một đám người. Những người này đều do bọn họ mời tới, một số người không tự đến, chỉ phái người mang quà đến chúc mừng. Sao lúc này lại đến? Khổng tiên sinh, Lý tiên sinh, Khổng tiểu thư, các vị đây là... Lão phu nhân chào hỏi từng người. Tò mò hỏi. Khổng Trương là một người đàn ông đeo mắt kính, mặc trang phục nhà đường, dáng người gầy yếu, cầm một cây quạt trong tay, giống như một nhà nghệ thuật.
Ông ta tiến lên một bước, ôm quyền hơi cúi người với lão phu nhân. Hôm nay tôi tới, thứ nhất là tới chúc thọ lão phu nhân, chúc lão phu nhân sống lâu trăm tuổi. Sắc mặt lão phu nhân hơi dịu đi, thi lễ với Khổng Trương, có người ngoài ở đây, Triệu Nguyệt sẽ không làm càn quá mức. Cảm ơn Khổng tiên sinh khách sáo rồi. Khổng Trương cười nhẹ, tinh quang lóe lên nhìn Mạc Phàm. Thứ hai sao, vài ngày trước Khổng Tuyên con gái tôi và mấy người bạn bị cậu trói giữa đường cái ở thành phố Đông Hải, hẳn là cậu làm đi. Khổng Trương hỏi. Khổng Trương vừa nói, không ít người khiếp sợ. Thanh danh của Khổng gia ở thành phố Nam Sơn không thể sánh bằng Lý gia, nếu Lý gia muốn động vào Khổng gia chắc chắn người Lý gia bị lừa đá rồi. Khổng gia khủng bố như vậy, vậy mà Mạc Phàm buộc Khổng Tuyên giữa đường, đúng là lá gan không nhỏ. Ngay cả Triệu Nguyệt và người Tưởng gia cũng không ngờ, vậy mà Mạc Phàm dám làm chuyện này. Chỉ trong phút chốc, trong mắt đám Triệu Nguyệt và Tưởng Vân Sinh hiện lên đắc ý. Đắc tội Tưởng gia bọn họ cùng lắm thì chỉ bị đánh một trận, nói xin lỗi, giao xưởng dược và vòng tay ra là được, dù sao vẫn là người một nhà. Đắc tội Khổng gia, ai có thể cứu bọn họ, ai sẽ cứu bọn họ. Từ lúc bọn họ tiến vào, cha mẹ Mạc Phàm và Tiểu Vũ nhìn thấy Khổng Tuyên, sắc mặt liền trầm xuống. Suốt đường đi bọn họ không thấy Khổng gia gây phiền phức, không ngờ lúc này vẫn bị Khổng gia tìm đến. Mặt Mạc Phàm không thay đổi, liếc mắt nhìn đám người đầy khinh thường. Nên tới sẽ tới, lúc này tới hắn cũng nghĩ đến rồi, dù sao điều tra tư liệu về hắn không khó với Khổng gia. Khổng tiên sinh, có phải cậu lầm rồi không? Trên mặt lão phu nhân lộ ra bối rối, vội vàng hỏi. Tuyên nhi, là cậu ta sao? Khổng Trương hỏi Khổng Tuyên ở bên cạnh. Khổng Tuyên trang điểm nhạt hơn ngày đó nhiều, cũng mặc trang phục thời đường rộng thùng thình, quần áo đơn giản nhưng không che khuất dáng người nóng bỏng và dung nhan tuyệt mỹ của cô ta. Không chỉ không giảm đi nửa phần tư sắc, trái lại tăng thêm vài phần thanh lệ nho nhã. Khổng Tuyên nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh nhạt của Mạc Phàm, trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng lạnh, hàm răng khẽ cắn môi son chính là cậu ta. Được rồi, Lý tiên sinh, đến lượt ông nói một chút đi. Khổng Trương nhường chỗ, làm tư thế mời với Lý Thịnh. Lý Thịnh mặc tây trang, rất giống Lý Hưng bị Mạc Phàm giết chết lúc trước, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là Lý Hưng sống lại. Ông ta cũng chúc thọ lão phu nhân xong, nhìn về phía Mạc Phàm. Lý Hưng đại ca của tôi đến thành phố Đông Hải, vài ngày trước thi thể được người ta đưa về, cũng là cậu ta gây ra, đúng không, Chu đại sư, là ông theo đại ca tôi đến Đông Hải. Lý Thịnh không nóng không lạnh hỏi. Chu Trường Hoàng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, gật đầu. Đúng. Sắc mặt cha mẹ Mạc Phàm và lão phu nhân thay đổi, trên mặt đều là lo lắng. Nhất là lão phu nhân, bà biết về Lý Hưng nhiều nhất. Lý Hưng là phú hào số một thành phố Nam Sơn, nắm giữ phần lớn tài nguyên khoáng sản ở Nam Sơn. Không chỉ như vậy, ông ta còn thế lực nước ngoài làm hậu thuẫn, thế lực vô nhị. Nếu Khổng gia đại biểu cho gia tộc cổ xưa, Lý gia đại biểu cho gia tộc đời mới. Nhất tân nhất cựu, Lý gia sẽ không động vào Khổng gia cũng sẽ không động vào Lý gia. Lý Hưng lại bị Mạc Phàm giết, Triệu Nguyệt, Tưởng Vân Phong, Tưởng Vân Thiên và một đám người khiếp sợ. Tin tức Lý Hưng đã chết có không ít người biết, nghe nói là chết ở Đông Hải. Còn nguyên nhân, Lý gia vẫn giữ kín không nói. Không ai ngờ tới lại bị một đứa bé 16 tuổi như Mạc Phàm giết chết, xem ra. Vừa rồi bọn họ coi thường Mạc Phàm quá rồi. Chỉ là ngay sau đó, bọn họ đều cười vui vẻ. Không biết sống chết, ỷ vào có chút sức lực liền giết Lý Hưng, còn trói Khổng Tuyên ở giữa đường, cho rằng Khổng gia và Lý gia là đất nặn, có thể vo tròn bóp méo sao. Chọc hai nhà này, Mạc Phàm chết chắc rồi, ít nhất cả thành phố Nam Sơn không. Ai cứu được cậu ta, căn bản không cần bọn họ ra tay. Tiểu Phàm, chuyện này là sao vậy? Lão mẹ Mạc Phàm lo lắng hỏi. Cho dù Mạc Phàm lợi hại, cũng không có khả năng cùng là địch với Khổng gia, Lý gia, còn cả Tưởng gia nữa. Quả thật Lý Hưng do con giết, nhưng mà không sao đâu. Chu tiên sinh là sao vậy? Lão mẹ Mạc Phàm liếc mắt nhìn Chu Trường Hoàng một cái nói. Lúc Chu Trường Hoàng tới còn ngồi trên xe bọn họ, sao lúc này lại đứng bên phía Lý gia? Không phải ông ta là người hầu của sư phụ Mạc Phàm, sư phụ Mạc Phàm phái. Tới ở bên Mạc Phàm sao? Ông ta sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Chu Trường Hoàng một cái. Không sao,
chúng ta tới thế nào, sẽ trở về thế ấy. Hắn cũng không rõ Chu Trường Hoằng muốn làm gì, chỉ là cũng không cần hiểu rõ. Cơ hội chỉ có một lần, nếu không nắm lấy, thì đi chết đi. Lo lắng trên mặt mẹ Mạc Phàm không giảm chút nào, nhưng không có hỏi lại. Con trai của bà nói gì bà cũng tin. Còn có ai muốn nói nữa không? Mạc Phàm lạnh nhạt liếc nhìn đám người, lạnh lùng hỏi. Triệu Nguyệt và đám anh em Tưởng ra cười khinh thường, gây ra nhiều chuyện như thế, còn chưa đủ à, còn ai khác sao? Lý Thịnh nói xong, cũng lùi ra. Một lão giả tóc hoa râm không cao lắm, dáng người gầy gò đi tới. Lão phu Tiền Bảo Lâm, trên đường cậu tới thành phố Nam Sơn đã đập trạm xăng dầu của tôi, khiến 30 thuộc hạ của tôi bị thương, còn bảo lão phu bồi thường 5.000 vạn, chuyện này cũng là thật sao? Đôi mắt sáng ngời có thần của Tiền Bảo Lâm nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Tôi có thể làm chứng chuyện này, chính là bọn họ. Tưởng Vân Sinh cười âm hiểm nói, trên mặt đều là đắc ý. Xem lần này các người làm sao giờ? Một đám người lại khiếp sợ. Trạm xăng dầu tiến vào thành phố Nam Sơn, người ở đây đều biết, đó là kim khố của Tiền Bảo Lâm. Biết rõ là kim khố, không ai ở thành phố Nam Sơn dám động, cho dù là Lý Gia và Khổng Gia cũng thế. Nguyên nhân chỉ có một, trước đây Tiền Bảo Lâm là du côn đứng đầu thành phố Nam Sơn, bây giờ tẩy trắng, mới trở thành trùm đất đai thành phố Nam Sơn. Một tên du côn lưỡi dao dính máu, ai dám động? Người nào động vào người đó chết, Mạc Phàm không chỉ đập trạm xăng dầu của Tiền Bảo Lâm, còn bắt ông ta bồi thường 5.000 vạn, khẩu khí đúng là lớn dọa người. Vân Sinh, không phải con không gặp đám tố tố sao? Sắc mặt lão phu nhân trắng bệch, hỏi. Lúc trước Tưởng Vân Sinh nói không nhìn thấy nhà Mạc Phàm, bây giờ lại đứng ra làm chứng, đây không phải là muốn hãm hại Mạc gia sao? Con có thấy bọn họ, ai biết bọn họ muốn chết, không chịu xin lỗi Trần Trùng thì thôi, còn vô lễ với con, xem ra bọn họ đánh đám Trần Trùng rồi. Tưởng Vân Sinh không biết cái gì gọi là vô liêm sỉ nói. Sức lực Mạc Phàm mạnh như trâu, còn biết yêu pháp, có thể đến được Tưởng gia chắc chắn là ra tay với Trần Trùng. Nếu không không có khả năng đến Tưởng gia. Tâm tình lão phu nhân Tưởng gia chìm vào đáy cốc, không nói nữa. Đã nói đến mức này rồi, còn gì để nói nữa. Cha mẹ Mạc Phàm cũng không biết nói gì cho phải. Nói xong rồi, còn ai không? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh nhạt hỏi. Cùng lúc đó, cảm ứng của hắn ngoại phóng ra, trong chớp mắt bao trùm. Những nơi trong phạm vi cây số, cả căn biệt thự cũng được bao bọc. Hắn mới phóng cảm ứng, sắc mặt Chu Trường Hoằng thay đổi. Bỗng nhiên Khổng Trương nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ. Tiền viện biệt thự Tưởng gia, một hòa thượng đang ăn cơm nói A-di-đà Phật, buông đũa xuống, hai tay tạo thành hình chữ thập, nhìn về phía hậu viện biệt thự. Vẻ mặt Mạc Phàm thờ ơ, ánh mắt rét lạnh như sông băng vạn năm, đảo qua từng người. Con gái ông đua xe ở thành phố Đông Hải, đâm vào mẹ tôi, bây giờ cô ta còn sống là cô ta mạng lớn. Tôi đã cho Lý Hưng đại ca ông cơ hội, ông ta muốn tìm đường chết, vậy thì không trách được tôi. Trạm xăng dầu của ông gây hại lâu như vậy, sở dĩ không bị diệt là vì tôi chưa tới, tôi đến đây nó không nên tồn tại, tôi muốn ông bồi thường 5.000 vạn, ông có thể không đưa thử xem. Còn các người, Tưởng Vân Thiên, Tưởng Vân Phong lúc Mạc Phàm nhắc tới hai cái tên này, giọng điệu nặng hơn vài phần. Muốn xưởng dược nhà chúng tôi, phải xem phân lượng của mình trước. Cuối cùng Mạc Phàm rời mắt nhìn Triệu Nguyệt và Tưởng Vân Sinh. Muốn vòng tay đúng không, muốn Mạc gia chúng tôi cúi đầu xin lỗi à, từ hôm nay trở đi, các người vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Lần này hắn tới, mục đích chủ yếu là thu thập bọn họ, những người khác đều là bổ sung thêm. Nhưng nếu đã tụ tập ở đây, đơn giản là cùng giải quyết, đỡ phải để hắn tìm cả đám, như vậy rất phiền phức. Một đoạn lời nói mang theo ý chí của Mạc Phàm, âm vang có lực. Như một thanh đao đâm thẳng vào trái tim những người khác. Cho dù là anh em Tưởng Vân Phong, Triệu Nguyệt và Tưởng Vân Sinh vừa rồi. Còn vô cùng đắc ý cũng không khỏi nhíu mày, càng không phải nói đến những người khác. Tiểu Phàm, khẩu khí của cậu cũng quá lớn rồi, cậu bắt nạt Tưởng gia chúng tôi còn nghe được, cậu muốn đối phó Khổng Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh và Tiền. Tiên Sinh sao, đúng là mơ mộng hão huyền. Khóe miệng Triệu Nguyệt nhếch lên, cười khinh thường nói. Một câu không chỉ vỗ mông ngựa ba nhà, còn đẩy thù hận của ba nhà lên một tầng nữa. Mơ mộng hão huyền sao? Mạc Phàm cười lắc đầu.
đám người này căn bản không biết người bọn họ trêu chọc là ai, không biết thì đi chết đi. Người nào dám bắt nạt Mạc gia, người đó chết. Nếu vậy bắt đầu từ Khổng gia trước đi, là chiến hay hàng, các người tự mình chọn đi. Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm nhìn Khổng Trương và Khổng Tuyên. Triệu Nguyệt lập tức vui vẻ, bắt đầu từ Khổng gia trước, tiểu tử này đúng là biết chọn, lại chọn người khủng bố nhất. Người khác không biết, nhưng bà ta lại. Hiểu rõ, Khổng gia nhìn có vẻ khiêm tốn, nhưng lợi hại nhất. Ở mặt ngoài Khổng gia như thánh nhân, nhưng ngầm bồi dưỡng một tông phái sát thủ. Nếu như Khổng gia thật sự ra tay với Lý gia, Tiền gia, hai nhà này nhất định bị diệt không thể nghi ngờ. Là chiến hay hàng sao? Khổng gia sẽ đầu hàng sao? Khóe miệng Tưởng Vân Thiên nhếch lên, cười đắc ý, xem ra xưởng dược sẽ là của ông ta không phải của ai khác nữa rồi. Tưởng Vân Phong tiến đến bên cạnh Khổng Trương, nịnh nọt nói. Khổng tiên sinh, có cần vệ sĩ nhà chúng tôi giúp hay không? Khổng gia chỉ có Khổng Trương và Khổng Tuyên đến đây, ngay cả lái xe đều cho ở ngoài, không bảo tiến vào. Mạc Phàm có thể đánh chết chó ngao Tây Tạng, chắc chắn bọn họ không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng hơn 20 vệ sĩ nhà bọn họ ở đây, Mạc Phàm có gì ghê gớm chứ? Không chỉ khiến Khổng Trương nợ ân tình ông ta, còn có thể diệt trừ Mạc Phàm, đạt được mục đích của bọn họ. Vân Phong, con, lão phu nhân thấy Tưởng Vân Phong chủ động giúp đỡ, vẻ mặt ngẩn ra, khó có thể tin nói. Mạc Phàm là cháu ngoại ông ta giúp người ngoài đối phó Mạc Phàm, đây. Thật sự là con trai bà, bác Mạc Phàm sao? Mẹ, Tiểu Phàm đắc tội nhiều người như vậy, ngay cả con cũng muốn đối. Phó, con cũng không có biện pháp, Tưởng Vân Phong giả mù sa mưa, bộ dạng như bất đắc dĩ. Khổng Trương giống như không nghe Tưởng Vân Phong nói, đi về phía Mạc Phàm, Khổng Tuyên theo sau ông ta. Mạc tiên sinh, tiểu nữ không hiểu chuyện, lái xe ở Đông Hải đâm vào mẹ của cậu, còn phái người tập kích người nhà cậu, tôi thay mặt Khổng gia nhận lỗi với cậu, đây là chút thành ý của Khổng gia chúng tôi, vẫn mong Mạc tiên sinh. Nể mặt món đồ, tha cho tiểu nữ một mạng, sau này Khổng gia Nam Sơn chúng tôi sẽ nghe lệnh của Mạc tiên sinh. Khổng Trương cúi người vô cùng khách sáo nói. Cùng lúc đó, ông ta mở cây quạt trong tay ra, đưa cây cho Mạc Phàm. Quạt nhìn như quạt giấy bình thường, nan quạt được tạo thành bởi gỗ. Đen như ngọc, mặt quạt bằng vải, vẽ hình ảnh một người đang luyện kiếm. Bên cạnh là một bài thơ, Tú Thủy Linh Sơn ẩn kiếm tung, bất văn giang hồ chú. Thanh phong, tiêu diêu thử thân quân tử ý, nhất hồ ôn tử hướng trường không. Hình vẽ trông rất sống động cùng với chữ trên mặt quạt, giống như đan vào nhau, vừa mới mở ra làm cho người ta có cảm giác kiếm ý đập vào mặt, đâm thẳng vào lưng người ta. Quạt bình thường sao có thể có hiệu quả như vậy, vừa thấy liền làm người ta cảm. Thấy bất phàm. Chỉ là lúc này không có mấy người để đến cây quạt kia, càng kinh ngạc về. Những lời Khổng Trương nói hơn. Đường đường là gia chủ Khổng gia uy trấn bát phương ở thành phố Nam Sơn. Trong tình huống con gái ông ta bị người ta bắt nạt, vậy mà cúi đầu với một đứa bé 16, 17 tuổi, còn tặng quà cầu xin tha thứ nữa. Trong lúc này, ngoại trừ một số người, những người khác đều ngốc như gà gỗ. Chuyện này có khả năng sao? Tưởng Vân Thiên ngơ ngẩn nói. Tưởng Vân Sinh mấp máy môi vài cái, không nói ra một câu. Chuyện này, Tưởng Vân Thiên cảm thấy mặt như bị tát mạnh trước mặt mọi người. Lúc Khổng Trương tới, nói là có chút ân oán với Mạc Phàm ở Đông Hải, đặc biệt tới đây giải quyết, ông ta cho rằng Khổng Trương tới tìm Mạc Phàm gây phiền phức, liền dẫn bọn họ đến hậu viện. Ai biết Khổng Trương tới tìm Mạc Phàm xin lỗi? Không có khả năng, Khổng tiên sinh, có phải ông lầm rồi không? Triệu Nguyệt khó có thể tin nói. Khổng Tuyên đi sang bên cạnh bẻ một cành cây bằng ngón cái, quỳ trước mặt. Lão mẹ Mạc Phàm, cô ta cởi áo ngoài ra. Lộ ra sau lưng đầy vết thương, hai tay giơ nhánh cây lên. Dì Tưởng, tối đó là cháu không đúng, mong dì trách phạt. Khổng Tuyên quỳ làm sắc mặt Triệu Nguyệt đỏ bừng, câm miệng rồi. Vẻ mặt lão mẹ Mạc Phàm khiếp sợ, Khổng Trương cúi đầu đã khiến bà vô cùng bất ngờ rồi. Thực lực của Khổng gia, bà biết rất rõ. Đừng nói thành phố Nam Sơn, cho dù là tỉnh Giang Nam cũng không tìm được mấy người khiến Khổng Trương cúi đầu. Khổng Trương lại cúi đầu trước Tiểu Phàm rồi. Bà vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ chuyện này, vài ngày trước đại tiểu thư Khổng gia còn vô cùng hung hãn ở thành phố Đông Hải,
vậy mà quỳ nhận tội chịu đòn với bà. Chuyện này, bà và cha Mạc Phàm còn lo lắng lần này tới thành phố Nam Sơn, Khổng gia sẽ tìm đến gây phiền phức. Bây giờ không còn phiền phức, trái lại bà thấy có chút không chân thực, cảm giác như nằm mơ. Khổng tiểu thư, mau đứng dậy, dì chỉ bị đụng vào chân thôi, không có gì đáng ngại. Lão mẹ Mạc Phàm không nghĩ nhiều, gần như nói theo phản xạ có điều kiện, đi lên đỡ Khổng Tuyên. Ở trong mắt bà, Khổng Tuyên vẫn chỉ là đứa bé, một đứa bé quỳ gối trước mặt bà như vậy, vết thương trên lưng còn nhìn thấy mà ghê người, bà thật sự có chút không đành lòng. Khổng Tuyên không dám đứng dậy, tràn đầy áy náy nói. Dì đánh cháu vài cái đi, nếu không cháu không dám đứng dậy. Dì không đánh cháu, sau này lái xe chậm một chút, nhớ rõ mặc kệ là ai, cho dù là ăn xin, mạng người đều quý hơn xe là được, dì cam đoan với cháu, tiểu phàm nhà dì sẽ không làm cháu bị thương. Lão mẹ Mạc Phàm không để ý chuyện cũ, khuyên. Lão mẹ Mạc Phàm coi như là con cháu thế gia, mới vừa rồi không phản ứng kịp, sao lúc này không nhìn ra cha con Khổng gia đang diễn. Chỉ là bà không nghĩ nhiều lắm, biết sai có thể thay đổi là được. Khổng Tuyên chỉ là đứa bé mới trưởng thành, còn đang học đại học, có thể sửa được. Có những lời này của lão mẹ Mạc Phàm, lúc này Khổng Tuyên mới đứng dậy. Tiểu Tuyên đã biết, sau này Tiểu Tuyên sẽ sửa sai hết. Mạc Phàm nhíu mày, không thể không công nhận lúc này người Khổng gia rất thông minh. Cho dù là lựa chọn, hay phương thức giải quyết. Hắn diệt một tông phái của Khổng gia cân nhắc vẫn lựa chọn đầu. Hàng. Khổng Tuyên không quỳ xin hắn, mà lựa chọn lão mẹ, đã dự đoán lão mẹ sẽ mềm lòng. Chơi những thứ này trước mặt tôi có tác dụng sao, Khổng tiên sinh? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, hỏi. Cơ thể Khổng Trương run lên, giống như bị sét đánh, vội vàng nói, không dám, mong Mạc tiên sinh cho Khổng gia chúng tôi một con đường. Sống. Một cuộc điện thoại của Mạc Phàm. Liền làm Khổng Tuyên diệt Tu La Tông bọn họ nuôi dưỡng thần không biết quỷ không hay, thực lực này khiến Khổng gia. Bọn họ sợ hãi. Bọn họ định phái cao thủ tiên thiên đi đối phó Mạc Phàm, nhưng lại nghe chiến tích của Mạc Phàm ở đỉnh Hồ Tâm, trải qua bàn bạc, bọn họ quyết định lựa chọn đầu hàng. Cao thủ tiên thiên cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm, không nên làm địch thì tốt hơn. Huống chi Mạc Phàm mới 16, 17 tuổi. Mạc Phàm nhíu mày, một lát sau mới thoải mái. Nếu lão mẹ nói bỏ qua cho Khổng Tuyên, thân là con trai, hắn sẽ không để. Lời nói của lão mẹ biến thành lời nói dối. Con đường sống thì có thể, tiêu hủy ma công, tôi không hy vọng nhìn thấy lần nữa. Tu luyện tu la ma công đến thâm sâu, không chỉ khiến ma tính của người ta tăng cao, muốn nhanh chóng tăng tu vi không thể không giết người thân bạn bè, loại ma công này không nên tồn tại. Đã tiêu hủy, Khổng Trương vội vàng nói. Tu La Tông vốn là lượng lớn sát thủ được Khổng gia bồi dưỡng lúc loạn thế, căn bản không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, một khi để người ta phát hiện, không cần Mạc Phàm ra tay Khổng gia cũng hoàn toàn xong đời. Nếu là như vậy, các người có thể rời đi. Mạc Phàm nhận lấy cây quạt, lạnh lùng nói. Đầu ngón tay hắn sáng lên, cây quạt biến mất dưới ánh mắt khó tin của mọi. Người, ra. Khổng Trương liếc mắt ra hiệu với Khổng Tuyên, hai người cũng không rời đi. Chỉ đứng sang một bên. Chỉ trong vòng một phút, đường đường là gia chủ Khổng gia và đại tiểu thư Khổng gia mồ hôi rơi như mưa, quần áo đều đã ẩm ướt. Tuy chỉ nói mấy câu, lại ở giữa sinh tử. Khổng Trương mới vừa lui sang một bên, Lý Thịnh và Chu Trường Hoàng liền đi lên. Mạc tiên sinh, đây là 2 triệu đô la lệnh huynh nợ, Mạc tiên sinh hãy nhận lấy, mong những thứ tầm thường có thể làm Mạc tiên sinh không gây khó dễ cho Lý gia chúng tôi. Hai tay Lý Thịnh nâng một tấm thẻ lên, cung kính nói. Sau khi ông ta nhận được tin Lý Hưng bị giết, phản ứng đầu tiên là báo thù. Nhưng sau khi nhận được tài liệu về Mạc Phàm, ông ta dứt khoát lựa chọn đầu hàng, nhất là khi ở cửa nghe Chu Trường Hoàng nói, ông ta càng không nghĩ phản kháng. Làm kẻ địch với một đứa bé 16 tuổi võ pháp đại thành, không khác gì muốn. Chết! Ông ta dứt khoát đổi 2 triệu thành 2 triệu đô la. Nếu nhiều tiền như vậy có thể mua được yêu nghiệt Mạc Phàm bỏ qua, cũng đáng. Mạc Phàm bỏ qua cho Lý gia bọn họ, chỉ có Lý Hưng chết. Mạc Phàm không bỏ qua cho bọn họ, có khả năng Lý gia bọn họ sẽ như vương gia. Trời giáng người thảm họa, sống càng đáng sợ hơn chết. Lý Thịnh mới mở miệng, trên mặt anh em Tưởng gia, Triệu Nguyệt không còn. Chút huyết sắc,
cảm giác như lại có người tát vào mặt bọn họ. Khổng gia sợ thì không sao, Lý gia và Tiền gia đủ đối phó Mạc Phàm. Ai cũng không ngờ đến Lý gia lại đưa 2 triệu, còn là đô la, đổi ra là 13 triệu tệ hoa hạ. Ông thông minh hơn Lý Hưng, nếu ông ta như ông, đã không chết rồi. Mạc Phàm nhận lấy tấm thẻ, sau đó lại bỏ vào trong nhẫn. Lý Thịnh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không khác khổng trương lắm, cũng lùi một bên. Sang lúc này mặt Tiền Bảo Lâm xoắn suýt đi tói. Mạc tiên sinh, dựa theo yêu cầu của cậu, ở đây có 5.000 vạn, nếu cậu chê ít, lát nữa tôi sẽ gửi thêm. Lý Thịnh đưa 2 triệu đô la, so với Lý Thịnh, chút tiền của ông ta thật sự quá ít, không đáng là gì. Tiền Bảo Lâm mới mở miệng, đám anh em Tưởng ra nuốt nước miếng, không biết nói gì. Tiền Bảo Lâm là hy vọng cuối cùng của bọn họ, Tiền Bảo Lâm cũng khuất phục. Trước Mạc Phàm, bọn họ chỉ còn lại tuyệt vọng. Sốt cuộc cậu ta làm thế nào vậy? Vì sao lại như thế? Chấm, Mạc Phàm giống như không nhìn thấy ánh mắt những người này, tiếp tục hỏi. Trạm xăng dầu của ông có mở lại không? Tuyệt đối sẽ không, Tiền Bảo Lâm vội vàng nói. Ông cứ mở đi. Cái gì? Vẻ mặt Tiền Bảo Lâm sửng sốt. Mạc Phàm còn bảo ông ta mở trạm xăng dầu, đường đường là du côn đứng đầu thành phố Nam Sơn, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Không mở, chắc chắn không mở nữa. Tôi cho ông mở, thì ông mở, nhưng mọi thứ bên trong như đổ xăng, sửa xe, đồ ăn, toilet đều miễn phí, chi phí đều khấu trừ từ 5.000 vạn này. Mạc nói. Phàm liếc mắt nhìn Tiền Bảo Lâm, lúc này Tiền Bảo Lâm mới phản ứng kịp. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng ông ta cảm thấy như đi dạo quỷ môn quan một vòng. Quay về tôi sẽ bảo người trang hoàng trạm xăng dầu, bắt đầu miễn phí toàn bộ, đến lúc đó sẽ đặt tên là Mạc tiên sinh. Tên Mạc Thái đi. Mạc Phàm nói, xưởng dược nhà bọn họ tên Mạc Thái, đã đăng ký nhãn hiệu. Còn Mạc tiên sinh, ai biết Mạc tiên sinh nào? Được, vậy tên Mạc Thái, Mạc Thái. Tiền Bảo Lâm nói cả lăm, vội vàng lùi mồ hôi. Sang một bên lau vừa rồi thật sự bị dọa sợ không nhẹ, hai người trước không có chuyện gì, đến lượt ông ta thiếu chút nữa kẹt. Ba đại gia tộc đều xử lý xong, Mạc Phàm rời mắt nhìn đám người Tưởng gia và Triệu Nguyệt, ánh mắt cũng rét lạnh. Anh em Tưởng gia và Triệu Nguyệt thấy Mạc Phàm nhìn qua, trên mặt đều là sợ hãi. Lúc trước bọn họ không biết thân phận của Mạc Phàm, nếu lúc này không nghĩ ra, vậy thật sự chỉ có thể hình dung bằng ngu ngốc. Tưởng Vân Phong chớp mắt. Chỉ do dự một lát liền cười ngượng ngùng, đi tới. Tiểu Phàm, vừa rồi bác chỉ đùa với cha cháu chút thôi, cháu ngàn vạn lần đừng coi là thật, trước đây bác cũng thường xuyên nói đùa với cha cháu, đúng không, Quốc Hoa? Tưởng Vân Phong nói với cha Mạc Phàm, vừa rồi Mạc Phàm nói cậu ta là chỗ dựa vững chắc của Mạc gia, ông ta còn không tin, bây giờ ông ta mới hiểu ý trong lời nói của Mạc Phàm. Thanh danh của Mạc Phàm ở Đông Hải như mặt trời ban trưa. Vừa tới Nam Sơn lại có thể khiến ba nhà Khổng, Lý, Tiền cúi đầu, thực lực này Tưởng ra bọn họ đều không thể so được, còn có ai so với cậu ta làm chỗ dựa vững chắc của Mạc gia. Vừa rồi ông ta ép cha Mạc Phàm để Tưởng ra làm chỗ dựa vững chắc cho Mạc gia, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Mạc gia cần chỗ dựa vững chắc sao, Mạc Phàm đã là chỗ dựa vững chắc ở đó rồi. Cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Rõ ràng những lời này bức ông đến đường cùng. Tưởng Vân Phong không tức giận, trên mặt vẫn là tươi cười giả nhân giả nghĩa. Tiểu Phàm, quả thật vừa rồi là bác không đúng, cháu cho bác một cơ hội, cháu bảo bác làm gì cũng được. Nếu tôi chỉ muốn mạng ông thì sao? Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Kiếp trước Tưởng gia ỷ vào bối cảnh của mình, bắt nạt Mạc gia bọn họ không ít lần, sau khi đó không nói đến tình thân. Nếu một đời này không phải hắn có thanh danh ở ngoài, thực lực tăng cao. Hôm nay cũng không có cảnh tượng như vậy. Mạc Phàm vừa nói vậy, trái lại sắc mặt đám khổng trương như thường. Mạc Phàm nhìn như chỉ là đứa bé 16, 17 tuổi, nhưng chắc chắn tâm trí thành thục hơn những lão nhân bọn họ cộng lại, giết người chỉ như gật đầu. Cha mẹ Mạc Phàm nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng không có mở miệng. Vẻ mặt Tưởng Vân Phong ngẩn ra, nhìn lão phu nhân. Mẹ, mẹ cứu con với, con là con trai mẹ đó. Bộ dạng đáng thương, đâu còn bộ dạng nhị công tử Tưởng gia Nam Sơn. Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt không thể sống, Vân Phong, con tự giải quyết cho tốt đi, mẹ cũng không giúp được con. Trong mắt lão phu nhân lộ ra khổ sở.
Vừa rồi Tưởng Vân Phong muốn giúp Khổng Trương giết chết Mạc Phàm, bà khuyên nhưng Tưởng Vân Phong không nghe. Bây giờ nhân vật thay đổi, Mạc Phàm thành người nắm quyền sinh sát, bà cũng không định nói gì. Có lẽ Mạc Phàm sẽ nghe bà, nhưng sống chết có mệnh, phú quý tại trời. Bà đã cho Tưởng Vân Phong sinh mệnh, còn lại đi thế nào không phải bà già này có thể thao túng. Tưởng Vân Phong sửng sốt, ông ta vội vàng quỳ với lão mẹ Mạc Phàm. Tô Tố, Quốc Hoa, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật Tổ, cho dù anh đối xử với hai em ra sao, thì thế nào anh cũng là nhị ca em cầu xin Tiểu Phàm giúp anh với. Cha mẹ Mạc Phàm do dự, liếc mắt nhìn lão phu nhân đầy đau lòng. Tiểu Phàm. Trong mắt lão mẹ Mạc Phàm là chờ mong nhìn chằm chằm Tiểu Phàm. Sao Mạc Phàm có thể không hiểu ý của lão mẹ, nhíu mày lại. Tha mạng thì có thể, giao tất cả tài sản và công ty của Tưởng gia ra đây. Mạc Phàm bình tĩnh nói, chuyện này, Tưởng Vân Phong sửng sốt. Không dễ dàng gì ông ta mới lừa gạt được gần như tất cả tài sản Tưởng gia trong tay lão phu nhân, bảo ông ta giao tất cả tài sản và công ty Tưởng gia, sau này ông ta sống thế nào. Vậy ông đi chết đi. Mạc Phàm nói xong, một chưởng vô tình đánh về phía Tưởng Vân Phong. Mắt Tưởng Vân Phong mở to, vẻ mặt thay đổi, vội vàng kêu lên. Tôi giao, tôi sẽ giao tất cả ra. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, lòng bàn tay lóe lên một phù văn, lôi đình nhất đích hạ xuống đầu Tưởng Vân Phong. Một chưởng này hạ xuống, tóc Tưởng Vân Phong nhanh chóng biến thành màu trắng tốc độ mắt thường có thể thấy được, làn da cũng nhanh chóng mất đi sáng bóng. Nếp nhăn nhanh chóng hiện lên khắp nơi trên mặt ông ta. Chỉ trong phút chốc, Tưởng Vân Phong hơn 40 tuổi biến thành một lão nhân 70, 80 tuổi, còn già nua hơn lão phu nhân. Pháp thuật này có tên là Phong Trúc Tàn Niên, là một trong muôn vàn pháp thuật của thần Nông Tông. Trái lại không hao tổn tuổi thọ người ta, nhưng làm người ta duy trì trạng thái. Gần đất xa trời những năm tháng sau này. Không phải Tưởng Vân Phong lòng lang dạ sói sao, vậy chậm rãi hưởng thụ. Không ăn nổi, không ngủ được, làm người ta chán ghét, suy yếu và già nua. Đi. Tốt nhất ông nên mau chóng giao toàn bộ tài sản và công ty của Tưởng gia ra. Đây, nếu không ông sẽ biết hậu quả. Mạc Phàm thản nhiên nói. Một câu đơn giản, xung quanh lập tức sợ ngây người. Một trưởng của Mạc Phàm đánh chết Tưởng Vân Phong, bọn họ sẽ không thấy kỳ lạ một chút nào. Nhưng một trưởng này đánh xuống. Tưởng Vân Phong lại ra đi gần 40 tuổi, đúng là đáng sợ. Hứa nhân thanh xuân, nhã nhân thương lão. Ánh mắt đám người nhìn Mạc Phàm sợ hãi thêm vài phần. Đây là người sao, rõ ràng là thần. Tưởng Vân Phong nhìn hai tay mình gầy khô, sờ khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình, vô cùng hoảng sợ. Tuy ông ta không chết, nhưng càng đáng sợ hơn chết. Như này giống như lão phu nhân, không làm được chuyện gì cả. Nếu không có con trai hiếu thuận, quả thực là sống không bằng chết. Lúc này ánh mắt Triệu Nguyệt và Tưởng Bằng Bằng nhìn Tưởng Vân Phong hoàn toàn là xa lạ và ghét bỏ. Rất lâu sau, Tưởng Vân Phong vô cùng hối hận nói. Tôi giao, sớm biết như vậy, ông ta tuyệt đối không gây khó dễ Mạc gia, nhưng trên đời này không có hối hận. Trong đám người, Tưởng Vân Thiên nhìn Tưởng Vân Phong lập tức già đi gần 40 tuổi, sắc mặt vô cùng khó coi. Gần như không có do dự. Ông ta liền đi đến tiền viện. Ông ta vừa đến cửa hậu viện, một bàn tay chạm lên vai ông ta. Mạc tiên sinh chúng tôi còn chưa nói xong, ông muốn đi đâu vậy? Không biết A Hào ngồi trên xe xuất hiện ở cửa hậu viện từ lúc nào, nhìn thấy Tưởng Vân Thiên muốn rời đi, trực tiếp bắt lấy. Tôi muốn đi WC. Tưởng Vân Thiên run run nói. Chắc hậu viện cũng có WC, đi thôi, tôi mang ông đi. A Hào lạnh lùng nói, kéo Tưởng Vân Thiên quay về hậu viện. Tuy anh ta không biết Tưởng Vân Thiên, nhưng cảm thấy rời đi lúc này hơn phân. Nữa là trong lòng có quỷ. Sắc mặt Tưởng Vân Thiên xám như cho tàn, vô cùng khó coi. Phàm cười, trong vòng 1000 mét đều nằm trong phạm vi cảm ứng của Mạc hắn. Người nào đang trao đổi nhân sinh với ai, người nào trêu ghẹo ai, người nào đang làm chuyện tạo người hắn đều biết rõ ràng. Tưởng Vân Thiên chạy trốn, sao hắn không cảm ứng được? Tưởng Vân Thiên, ông chỉ lấy đi 50 vạn từ xưởng dược nhà tôi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không phải. Tưởng Vân Thiên nhìn thấy Mạc Phàm như nhìn thấy tử thần, vội vàng lắc đầu. Bao nhiêu? 2500 vạn. Tưởng Vân Thiên nói chi tiết,
lúc này còn không chịu nói thật, có khác gì muốn chết. Mạc Phàm gật đầu, con số này không khác số hắn biết, chính vì Tưởng Vân Thiên lấy đi nhiều tiền như vậy, mới khiến kiếp trước hắn nhà tan cửa nát. Được rồi, ông còn gì muốn nói với bà ngoại tôi không? Mạc Phàm hỏi. Tôi không muốn biến già, tôi không muốn biến già. Tưởng Vân Thiên vô cùng kinh hoàng kêu lên. Yên tâm, tôi sẽ không để ông biến già, sẽ chết đi. Ông vẻ mặt Tưởng Vân Thiên ngẩn ra, cơ thể tê liệt, biến già còn có thể sống, chết sao? Bà ngoại, thực xin lỗi. Mạc Phàm nói xin lỗi lão phu nhân. Hắn có thể tha thứ cho Tưởng Vân Phong, dùng phong trúc tàn niên trừng phạt, nhưng Tưởng Vân Thiên là đầu sỏ gây ra những chuyện kiếp trước, kiếp này ông ta phải chết. Đừng để bác cháu ra đi quá thống khổ. Lão phu nhân khoát tay áo, sau đó hai mắt đẫm lệ nói với Tưởng Vân Thiên. Vân Thiên à, kiếp sau làm người tốt, mẹ đợi con. Những chuyện Tưởng Vân Thiên làm với Mạc gia bà đều biết. Làm ra chuyện như vậy không thể sống, kiếp sau lại ở cùng nhau. Tưởng Vân Thiên mở to, quỳ với lão nhân, dập đầu. Mắt phu mẹ, con bất hiếu, con đi trước. A Di Đạt. Mạc Phàm niệm một âm phù kỳ lạ, trong mắt lóe lên yêu dị, Tưởng Vân Thiên vẫn giữ tư thế dập đầu, không có đứng dậy. A Tỷ chú đưa linh hồn con người vào trong địa ngục A Tỷ, quá trình sẽ không chịu bất luận thống khổ gì. Người chúng chú này sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật, thân thể còn sống, linh hồn chịu khổ trong địa ngục A Tỷ. Nếu không chịu giác ngộ bởi hình phạt trong địa ngục, sẽ bị lưu đày vĩnh viễn. Nếu lạc đường biết quay lại, sẽ có cơ hội mở ra sinh môn. Một con đường sống trong tử vong, xem như là chút nhân từ của hắn đi. Bà ngoại, bà cho người mang ông ta vào đi, bây giờ ông ta như người sống thực vật, có thể tỉnh lại hay không, phải dựa vào ông ta rồi. Mạc Phàm giải thích, nước mắt lão phu nhân rơi xuống, nhưng nghe những lời Mạc Phàm nói, vội vàng lau nước mắt. Cho dù đã làm sai chuyện cũng là con trai bà. Cứ người đầu bạc tiến người đầu xanh như vậy, bà có thể không thương tâm được sao? Ai biết chỉ biến thành người sống thực vật, vẫn còn hy vọng tỉnh lại. Vân Phong, nhanh mang đại ca con vào phòng ngủ đi. Lão phu nhân kích động nói. Tưởng Vân Phong đâu dám từ chối. Nhưng ông ta đã ở trạng thái 80 tuổi, căn bản không nâng nổi vài lần. Cha Mạc Phàm thở dài một cái, tiến lên cõng Tưởng Vân Thiên, đi về tiền viện. Cho dù Tưởng Vân Thiên chết cũng được, sống thực vật cũng được, hành động của Mạc Phàm đã xóa bỏ ân oán giữa bọn họ. A Hào theo sát phía sau cha Mạc Phàm, Tưởng Vân Thiên chết, không ít người khiếp sợ. Khổng gia, Lý gia, Tiền gia ngầm cảm thấy may mắn, may mà chưa làm địch với Mạc Phàm. Một trưởng liền khiến Tưởng Vân Phong già nua gấp đôi. Chỉ niệm chú ngữ liền giết Tưởng Vân Thiên. Người như vậy có thể trêu chọc sao? Cũng có người mặt không còn chút máu, ví dụ như Tưởng Vân Sinh và Triệu. Nguyệt, Tố Tố, em bỏ qua cho chị đi, vừa rồi là lỗi của chị, sau này em bảo chị làm gì cũng được. Triệu Nguyệt trực tiếp lựa chọn lão mẹ Mạc Phàm. Vừa rồi Khổng Tuyên nhờ vào lão mẹ Mạc Phàm mềm lòng mà tránh thoát một kiếp, có lẽ bà ta cũng có thể. Lần này không đợi lão mẹ Mạc Phàm mở miệng, Mạc Phàm lắc đầu. Muốn bắt trước Khổng gia, thật sự đơn giản như vậy sao? Vừa rồi Khổng Trương dùng một pháp khí thượng phẩm hấp dẫn chú ý của hắn, lúc này Khổng Tuyên mới có cơ hội giành được đồng tình của lão mẹ hắn. Cho dù Triệu Nguyệt làm giống như Khổng gia, hắn cũng không định bỏ qua cho Triệu Nguyệt. Kiếp trước, rất nhiều chuyện Tưởng gia làm với Mạc Phàm, thực ra là Triệu Nguyệt phá rối, đây là sau khi Tưởng Vân Phong trở thành con rối của Triệu Nguyệt nói với hắn. Lúc ấy lão mẹ qua đời. Ông ta vội tới chịu tang, sau khi uống vài chén rượu liền thổ lộ những chuyện này với hắn. Cầu mẹ tôi cũng. Không cần cầu mẹ tôi, vô dụng, tôi sẽ không bỏ qua cho bà. Mạc Phàm lãnh khốc nói. Nói xong tâm niệm hắn khẽ động, một ấn phù xuất hiện trong lòng bàn tay hắn để trên đầu Triệu Nguyệt. Đôi mắt Triệu Nguyệt mở to, cảm thấy. Toàn thân như bị kiến cắn xé, vô cùng khó chịu. Tôi không muốn biến già. Tôi cũng không muốn chết, cậu tha cho tôi đi, Tiểu Phàm, tôi có thể cho cậu mọi thứ, bảo tôi lên giường với cậu cũng được. Triệu Nguyệt bất chấp ánh mắt kỳ lạ của những người khác, xé rách lễ phục trước ngực mình, bộ ngực trắng như tuyết lập tức hiện ra, đẹp đến mức khiến người ta không kìm nén nổi. Chỉ cần có thể sống sót, bà ta không quan tâm được nhiều như vậy. Lúc bà ta còn trẻ là mỹ nữ nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn,
cho dù bây giờ đã lập gia đình, vẫn là nữ thần trong mắt không ít phú thương, phú nhị đại. Không ít người vì muốn gặp mặt bà ta mà đưa kim cương xe sang. Bà ta thường xuyên xuất hiện trong giới giải trí, trong đám danh viện, cũng có mấy trăm vạn fan. Muốn lên giường với bà ta không có 10 vạn cũng có mấy vạn. Lúc trước một phú thương nói đùa, đăng trên Weibo một hoạt động bỏ phiếu, chủ đề là lên giường với Triệu Nguyệt, người tham dự có thể nhận được một bức ảnh giường chiếu của bà ta. Hoạt động này mới khởi xướng chưa tới một ngày, người bày tỏ muốn ngủ với Triệu Nguyệt lên tới 9 vạn, sau đó hoạt động này bị cưỡng chế đóng lại. Nếu tiếp tục, không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ phiếu. Hành động đó của Triệu Nguyệt khiến mắt không ít người sáng rực, lóe lên cực nóng. Mỹ nữ nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn, bọn họ không thường nhìn thấy. Bà sẽ không chết, cũng không biến già, bà chỉ thay đổi trong nửa ngày, tự mình. Lựa chọn thời gian đi, ban ngày hay là ban đêm? Mạc Phàm không chút dao động nói. Pháp thuật này có tên là bạch cốt hồng nhan, một nửa bạch cốt, một nửa hồng nhan, là một trong những pháp thuật hắn chuẩn bị kiếp trước. Kiếp trước hắn đến vô ích, nhưng không chuẩn bị uổng công. Triệu Nguyệt sinh đến mấy, nhưng trong lòng hắn chỉ có một người phụ nữ, đó chính là Tuyết Nhi. Vẻ mặt Triệu Nguyệt sửng sốt, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là hoảng sợ. Bảo bà ta biến dạng còn khủng bố hơn giết bà ta. Bà ta thấy Mạc Phàm thờ ơ, trong đáy mắt hiện lên âm u. Ai giúp tôi giết tiểu tử này, tôi sẽ là của người đó. Lời này vừa nói ra, có người động tâm, có được Triệu Nguyệt cho dù sống ít 10 năm cũng được. Nhưng chỉ động tâm mà thôi, không ít người nhìn Mạc Phàm thì hoàn toàn dập tắt đốm lửa này. Dám ra tay với Mạc Phàm, đừng nói sống ít 10 năm, mà phải sống ít cả đời. Không ai ngu ngốc như vậy. Đi. Nếu như vậy, vậy bà ở trạng thái xấu xí, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bạch cốt. Hào quang trong tay chớp lóe, làn da trắng nõn của Triệu Nguyệt nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, giống như vảy cá. Bộ ngực bà ta cũng càng ngày càng nhỏ, khô quắt như bà già. Ngũ quan trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng vặn vẹo. Chỉ trong phút chốc, mỹ nữ nổi tiếng ở thành phố Đông Hải liền biến thành một lão yêu bà. Một phút trước có người nghĩ là kích động, bây giờ nghĩ là muốn nôn. Triệu Nguyệt lấy gương ra nhìn thoáng qua bộ dạng hiện giờ của bà ta. À, gương bị bà ta ném đi, tiếng thét chói tai vang vọng cả căn biệt thự. Mạc Phàm, Triệu gia tao sẽ không bỏ qua cho mày. Triệu Nguyệt kêu lên giống như điên rồi, trong mắt đều là tức giận. Triệu gia, bảo bọn họ tới đi. Mạc Phàm cười, làm như không nghe thấy. Khổng gia, Lý gia, Tiền gia hắn cũng không sợ, sẽ sợ một Triệu gia không? Bằng Tưởng gia sao? Mạc Phàm không để ý tới Triệu Nguyệt. Nhìn về phía Tưởng Vân Sinh. Ông chủ Tiền, ông ta làm chứng giúp ông nói xem nên làm gì ông ta bây giờ? Mạc Phàm hỏi Tiền Bảo Lâm. Tiền Bảo Lâm còn đang lau mồ hôi, nghe thấy Mạc Phàm nói, lạnh lùng trừng Tưởng Vân Sinh một cái. Người này muốn châm ngòi quan hệ giữa tôi và Mạc Tiên Sinh, tôi sẽ cho Mạc Sinh câu trả lời hài lòng. Tiền ông ta vẫy tay với hai vệ sĩ, hai người giữ chặt lấy Tưởng Vân Sinh mang xuống. Mặt Tưởng Vân Sinh xám như cho tàn, vùng vẫy vài lần liền biến mất ở hậu viện. Xử lý những người này xong, lúc này Mạc Phàm mới thu hồi cảm ứng, ánh mắt cũng nhu hòa hơn. Bà ngoại, lần này cháu tới vội vàng, không chuẩn bị quà gì cho bà ngoại, chỉ có thứ này, bà nhận lấy đi. Nói xong hắn mở tay ra, một dòng lục quang sinh cơ rào rạt nở rộ. Hắn nhẹ nhàng thổi, lục quang bay về phía lão phu nhân. Hồi xuân, chỉ nói hai chữ, một màn thần kỳ lại xuất hiện. Tóc trắng như tuyết của lão phu nhân lập tức biến thành màu đen, cơ thể và vẻ mặt trở nên trắng nõn no đủ. Làn da bà già biến mất, xuất hiện làn da như người trẻ tuổi. Chỉ trong chớp mắt, lão phu nhân như trẻ ra 20 tuổi, không khác gì lão mẹ Mạc Phàm lắm. Lúc này không ai có thể nói ra lời, hoàn toàn hoảng sợ với pháp thuật của Mạc Phàm. Có đại sư có thể giả thần giả quỷ, nhưng ai có thể biến từ già quay về trẻ? Tiểu Phàm, chuyện này. Lão phu nhân ngạc nhiên vui mừng nhìn tay mình, vui vẻ nói không nên lời. Bà sống lâu như vậy, cũng coi như là có nhiều kiến thức, nhưng những kỳ tích bà thấy lúc trước không hơn một ngày hôm nay. Không chỉ dung nhan bà trẻ đi 20, 30 tuổi, cơ thể cũng giống như biến về lúc 40 tuổi, toàn thân dùng không hết sức lực, vô cùng khỏe mạnh. Lão mẹ Mạc Phàm chớp chớp mắt,
che miệng vui mừng đến rơi nước mắt. Lão phu nhân càng ngày càng già nua, bà nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, ai biết lão phu nhân lập tức biến về gần tuổi bà. Tiểu Phàm, cảm ơn con. Lão mẹ Mạc Phàm kích động nói. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, chỉ cười. Pháp thuật này tên là khô mộc hồi xuân, tuy không thể làm người ta gia tăng nhiều tuổi thọ, nhưng có thể khiến người ta từ già thành trẻ. Kiếp trước lão phu nhân đối xử với hắn không tệ, chỉ là một pháp thuật, căn bản không đáng nhắc đến. Đợi hắn tìm được chút linh dược, luyện chế lượng lớn thọ dương đan kéo dài tuổi thọ, tất nhiên không thể thiếu lão phu nhân. Không ít người ở xung quanh ngoại trừ kinh ngạc, trong mắt đều là hâm mộ, nhân sinh khó có hai lần xuân, vậy mà lão phu nhân lại có vào ngày sinh nhật. Ánh mắt đám người nhìn Mạc Phàm càng quái dị, giống như nhìn thấy thần linh. Chúc mừng lão phu nhân biến già thành trẻ. Khổng Trương vội vàng nói. Chúc mừng. Những người khác cũng chúc theo. Lúc này bỗng nhiên Tiểu Vũ trốn sau lưng Mạc Phàm, kêu lên. Anh, có người xấu. Mạc Phàm nhíu mày, mắt nhìn cửa hậu viện. Một đại hòa thượng mặt mũi hiền lành, lỗ tai rủ xuống, mặc tăng bào màu vàng, một tay để trước ngực, niệm A-di-đà Phật đi tới. Lần trước Tiểu Vũ bị người của Tu La Tông dọa sợ, nên có bóng ma với hòa thượng. Đừng sợ. Mạc Phàm cười, vỗ sau lưng Tiểu Vũ. Hòa thượng này vừa tiến vào, hai mắt Triệu Nguyệt biến xấu xí sáng lên, nhào đến dưới chân hòa thượng. Phổ Hoàng Đại Sư, tôi là Triệu Nguyệt, cứu tôi với, người này biết yêu pháp. Triệu Nguyệt chỉ Mạc Phàm nói. Hòa thượng tiến vào là một đại sư khác ở thành phố Nam Sơn, Phổ Hoàng Đại Sư ở Thiếu Lâm tự Nam Sơn, thanh danh không dưới Chu Trường Hoàng. Phổ Hoàng Đại Sư liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt một cái, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Triệu thí chú, tất cả đều có duyên pháp, tất cả đều có định số, mong rằng cô không quá cố chấp với bộ dạng. Triệu Nguyệt sửng sốt, lắc đầu không cam lòng. Bộ dạng trước kia của bà ta muốn cái gì là có cái đó. Dáng vẻ hiện giờ không dọa người ta đã không tệ rồi, sao bà ta có thể cam tâm? Không có khả năng, Chu Đại Sư từng nói tôi có võ chiếu mệnh, sao có thể sẽ như vậy? Chuyện nhân gian vui buồn hợp tan, thành bại hay không là do quay đầu, Triệu thí chủ, bỏ xuống đi, A-di-đà Phật. Phổ Hoàng chậm rãi nói. Không, không Triệu Nguyệt không cam lòng kêu lên. Rõ ràng có mệnh võ tắc thiên, lại để bà ta làm người xấu xí, sao bà ta có thể nguyện ý? Phổ Hoàng lắc đầu thương hại, rời mắt nhìn Mạc Phàm và Tiểu Vũ đứng sau Mạc Phàm. Thí chủ là Mạc Đại Sư ở thành phố Đông Hải đúng không? Mạc Phàm khẽ gật đầu, khi nhìn về phía Phổ Hoàng, lông mày hắn hơi nhíu lại. Hòa thượng này có tu vi trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa thực lực không yếu, Chu Trường Hoàng không thể so sánh được. Bần tăng là Phổ Hoàng, thuật pháp của thí chủ kinh người, bần tăng bội phục, nhưng sát khí trên người thí chủ quá nặng, mong sau này thí chủ đừng giết người bừa bãi, nếu không ngày nào đó kiếp số hàng lâm, e rằng thí chủ khó mà nhận nổi. Phổ Hoàng lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, khuôn mặt lạnh lùng của ông ta lộ ra chút địch ý, giọng điệu cũng nửa khuyên nửa uy hiếp. Mạc Phàm nhíu mày, tò mò hỏi. Kiếp số đại sư nói là gì? Bể khổ vô biên đều là kiếp số. Nói vậy mong đại sư quay đầu đi. Mạc Phàm cười nói. Hắn không biết hòa thượng này có dụng ý gì, nhưng hắn sẽ không quay đầu. Một đời này hắn vì ân cừu mà đến, nếu có thiên kiếp, hắn sẽ phá thiên kiếp. Nếu là nhân kiếp, hắn cũng sẽ phá. Cũng được, nếu thí chủ cố chấp như vậy, mong thí chủ tự giải quyết cho tốt, nếu thí chủ không quay đầu, chúng ta còn gặp lại. Phổ Hoàng nói. Có thể. Mạc Phàm cười, lại đáp một câu. Phổ Hoàng thấy không nói được Mạc Phàm, cũng không nói nhiều, dứt khoát xoay người rời đi, trong mắt lại xuất hiện lửa giận. Đám người cũng chậm rãi giải tán. Anh, đại sư vừa rồi muốn nói gì thế? Tiểu Vũ lộ đầu ra khó hiểu hỏi. Không có gì. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, cưng chiều nói. Nếu hắn đoán không sai, hòa thượng này có oán với hắn, còn vì sao mà oán hận? Hắn cũng không rõ lắm, nhưng hắn cũng không cần biết. Khổng Trương ở bên cạnh do dự một lát, vẫn đi tới. Trước khi Phổ Hoàng Đại Sư chưa xuất ra là anh em ruột với Tuệ Trí Đại Sư của Khổng gia chúng tôi, Tuệ Trí Đại Sư bị. Khổng Trương nói một nửa liền không. Nói nữa. Tuệ Trí Đại Sư với người của Tu La Tông bị kinh văn của Mạc Phàm diệt sạch. Không nói chuyện này Mạc Phàm cũng biết. Mạc Phàm giết Tuệ Trí,
hơn phân nửa là Phổ Hoàng muốn tìm Mạc Phàm báo thù. Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách, hóa ra là như vậy. Hắn không để ở trong lòng, Phổ Hoàng biết rõ anh em ông ta là ma tu, thậm chí còn giết cả nhà ông ta, Phổ Hoàng lại chẳng quan tâm. Hắn diệt ma, Phổ Hoàng này nói sát khí của hắn quá nặng, khuyên hắn quay đầu là bờ. Hòa thượng này nhìn thì từ bi, nhưng chẳng khác gì ma đầu. Nếu muốn báo thù, cứ việc đến đây. Ý niệm này chợt lóe qua, Mạc Phàm kéo Tiểu Vũ quay về tiền viện, tiếp tục tiệc của lão phu nhân. Mừng thọ tuy vừa rồi có thêm chút nhạc đệm vào, tiệc mừng thọ chịu chút ảnh hưởng. Nhưng vì đám khổng trương đến đây, cả tiệc mừng thọ bay lên một đẳng cấp. Nữa, vị trí nhà Mạc Phàm từ ngoài cùng, đổi đến ngồi cùng bàn với lão phu nhân, ngồi cùng bàn còn có mấy đại nhân vật như khổng trương. Tiệc mừng thọ tiến hành hơn 2 tiếng, coi như là khách và chủ đều vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, lão mẹ lâu rồi chưa về Tưởng gia muốn ở thêm vài ngày, bọn họ ở Tưởng gia không lập tức rời đi. Hiếm khi rảnh rỗi, Mạc Phàm ngồi trên sofa trong phòng ngủ, lấy cây quạt khổng trương đưa ra. Pháp khí cũng phân tam lục cửu đẳng, pháp khí trong tay hắn vì nguyên liệu, kiếm phù chắc là kém cỏi nhất, xem như là pháp khí hạ phẩm. Thất hồn ngọc có 3 trận pháp, xem như là pháp khí trung phẩm. Nhưng cây quạt trong tay hắn nhìn có vẻ bình thường, nhưng là pháp khí thượng phẩm, chỉ cần rót linh khí vào, đọc bài thơ trên cây quạt sẽ thấy kiếm khí bay ra từ cây quạt, đả thương người bằng kiếm. Uy lực không thể sánh bằng kiếm phù trong tay hắn, nhưng có thể phát ra 28 đạo kiếm khí. Không biết ai luyện chế ra pháp khí này, trình độ luyện khí không kém luyện khí sư bình thường ở tu chân giới. Phàm đang nghiên cứu pháp khí mạc này, Chu Trường Hoằng gõ cửa đi vào. Bởi vì bọn họ phải đến N Sơn một chuyến, cho nên Chu Trường Hoằng luôn ở Tưởng gia, không có rời đi. Có chuyện gì? Mạc Phàm cất cây quạt, lạnh nhạt hỏi. Là chuyện M Sơn. Chu Trường Hoằng có chút khó xử nói. Mạc Phàm khẽ cau mày, hỏi. M Sơn làm sao, có vấn đề gì à? Nếu chúng ta muốn đến M Sơn, có khả năng phải giải quyết một chút phiền. Phức. Mặt Chu Trường Hoằng trắng bệch nói. Phiền phức gì, không phải ông muốn nói M Sơn là giả đấy chứ? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, lạnh giọng hỏi. Bởi vì vẫn bận rộn, hắn không hỏi quá nhiều chuyện M Sơn. Ai biết đến thành phố Nam Sơn, muốn đi M Sơn phải giải quyết phiền phức. Sắc mặt Chu Trường Hoằng thay đổi, cũng không dám vòng vèo, nhanh chóng giải thích. Chắc chắn M Sơn có tồn tại, chỉ là tiến vào M Sơn có hồ nước nhỏ tên Minh Hồ, bên trong có cá ăn thịt người rất khó đối phó, loại cá này không chỉ có số lượng nhiều, còn như tên trộm gà, nếu không giải quyết đám cá này, rất khó tiến vào trong M Sơn. Trước kia ông tiến vào M Sơn thế nào? Mạc Phàm hỏi. Trước đây tôi có 3 quỷ tướng, loại cá này ngoại trừ thích ăn thịt ra, cũng rất có hứng thú với âm hồn. Bình thường tôi đều ra lệnh cho quỷ tướng hấp dẫn loại cá này, bây giờ quỷ tướng. Ánh mắt Chu Trường Hoằng nhìn Mạc Phàm đầy phức tạp nói. Nếu giống trước kia thì không có vấn đề gì, nhưng 3 quỷ tướng của ông ta đã bị Mạc Phàm ra tay tinh lọc, đã không còn công cụ tiến vào M Sơn. Cá thích âm hồn sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, tò mò hỏi. Là cá gì? Chu Trường Hoằng suy nghĩ một lát, lúc này mới nói. Một loại cá màu đen dài nhỏ, không khác cá trình lắm, to như cánh tay người trưởng thành, dài như mặt người, miệng đầy răng nhọn, không chỉ có tính công kích rất mạnh, cũng rất thông minh. Có mấy lần ông ta muốn tiêu diệt đám cá kia, đều dùng độc, điện, lửa hết cả rồi, nhưng không làm gì được đám cá đó. Đám cá kia cảm nhận được nguy hiểm không biết trốn ở đâu, một khi hết nguy hiểm lập tức xuất hiện cả đám, ông ta từng tận mắt nhìn thấy một sư đệ bị cá kéo vào trong nước. Cắn nuốt sạch sẽ, ông ta ngay cả cứu cũng không có cách cứu. Đó là quỷ xà, một loại yêu thú. Mạc Phàm nghe Chu Trường Hoằng miêu tả, nói. Quỷ xà là một loại yêu thú quần tụ cấp thấp, thực lực cao lắm chỉ đến trúc cơ trung kỳ, rất ít con đến trúc cơ hậu kỳ, bình thường đều là nội kình hậu kỳ. Loại cá này cực thích cắn nuốt sinh hồn, trong nước thủy quỷ có nhiều loại này. Còn chỉ số thông minh của quỷ xà sao, không hề cao. Sở dĩ có thể tránh thoát khỏi nguy hiểm bởi vì trong mỗi đám quỷ xà đều có một xà vương. Quỷ xà trưởng thành đến trúc cơ hậu kỳ toàn thân màu vàng đen, lớn hơn quỷ xà bình thường nhiều, chân chính có được chỉ số thông minh là con này, các quỷ xà khác đều nghe theo mệnh lệnh của nó.
ở chỗ quỷ xà đều có huyết linh chi. Huyết linh chi không chỉ có thể dùng luyện thể, hiện giờ cơ thể hắn rất cần những nguyên liệu này. Nếu cơ thể không đủ cường hãn, một khi nhị chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, hắn sẽ bạo thể mà chết. Trừ chuyện đó ra, huyết linh chi cũng là nguyên liệu chủ yếu luyện chế Thọ Dương đan. Không biết lần này đi M Sơn có thu hoạch ngoài ý muốn gì không? Yêu thú. Chu Trường Hoàng hít vào một hơi khí lạnh, ông ta là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, tất nhiên biết khái niệm yêu thú. Chỉ một yêu thú trúc cơ kỳ nào đó đều có khả năng tàn sát một thôn trang, may mà những quỷ xà này không thể rời khỏi Minh Hồ. Nếu đổi thành yêu thú như yêu viên yêu lang trên đất bằng, hậu quả tuyệt đối khó mà tưởng tượng nổi. Mạc tiên sinh, cậu có biện pháp đối phó những yêu thú này không? Chu Trường Hoàng hỏi. Ông ta đến trúc cơ trung kỳ, mấy chục người thì không có gì phải sợ, thực lực của ông ta không bằng Mạc Phàm, nhưng có thể chém giết. Nhưng nếu là ngàn vạn ông ta không có biện pháp, những thứ thích tiểu thành đại này, quả thật hơi phiền phức. Biện pháp tốt nhất cũng là dùng âm hồn, quỷ tướng hấp dẫn bọn chúng rời đi, sau đó đi qua hô. Việc cấp bách hiện giờ là đi tìm quỷ tướng tốt hơn. Chỉ là một đám quỷ xà mà thôi, không có gì phải sợ, ông đi chuẩn bị đi, hai ngày sau chúng ta sẽ đi M Sơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, Chu Trường Hoàng không có biện pháp đối phó quỷ xà, nhưng mấy thứ này có thể làm khó được y tiên bất tử hắn sao? Hắn có thể nghĩ ra hàng trăm biện pháp đối phó đám quỷ xà kia. Cha mẹ ở Nam Sơn mấy ngày, cũng chuẩn bị về thành phố Đông Hải, đợi đưa cha mẹ về Đông Hải, hắn cũng có thể đi M Sơn liều tìm vận khí. Nếu vận khí tốt, tụ linh đại trận có thể hoàn thiện một phần lớn, nói không chừng còn có cơ duyên khác, ví dụ như nhẫn có khắc M Sơn trên tay hắn. Vẻ mặt Chu Trường Hoàng khẽ đổi, mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy kính sợ, vội vàng gật đầu. Dạ, tôi lập tức chuẩn bị, chỉ là... Mạc Phàm thấy Chu Trường Hoàng còn muốn nói gì, hơi nhíu mày. Còn chuyện gì nữa? Là thế này, Hoa lão gia tử ở thành phố Nam Sơn bị bệnh, vừa rồi Hoa gia gửi thiệp mời. Muốn mời cậu giúp chẩn đoán bệnh, Mạc tiên sinh có muốn đi không? Đây là thiệp mời, lão phu nhân bảo tôi đưa cho cậu. Chu Trường Hoàng lấy một thiệp mời ra, đưa cho Mạc Phàm. Hoa lão gia tử, ai vậy? Mạc Phàm hỏi. Hắn tới Nam Sơn không nhiều, không biết thành phố Nam Sơn có hoa lão gia tử gì đó. Hoa lão gia tử này tên là Hoa Anh Hùng, là hoa kiều từ nước ngoài về đầu. Từ mấy năm trước? Nguyên quán là người thành phố Nam Sơn, trước đây thành phố Nam Sơn là thành phố nghèo và lạc hậu nhất trong bốn thành phố Giang Nam, có được như bây giờ đều nhờ Hoa lão gia tử ban tặng. Hoa lão gia tử có danh vọng cao ở thành phố Nam Sơn, tuy không thể so với nhân vật viết trong sách lịch sử như lão gia tử Tần gia ở thành phố Đông Hải, nhưng cấp bậc tương đương với Tần lão gia tử ở thành phố Nam Sơn, cho dù là Khổng Trương cũng phải nể mặt Hoa lão gia tử năm phản. Chu Trường Hoàng giải thích, Mạc Phàm nhớn mày. Quả thật có không ít Hoa Kiều về nước đầu tư, một số người đã làm thành phố phát triển hơn. Hoa lão gia tử này có thể khiến thành phố Nam Sơn như ngày hôm nay, coi như là một nhân vật khó lường. Ông ta bị bệnh gì? Nghe nói vài ngày trước Hoa lão gia tử ra ngoài uống rượu, trên đường trở về đột nhiên té xỉu, ở bệnh viện vài ngày không kiểm tra ra được bị bệnh gì, chỉ là từ sau ngày đó, Hoa lão gia tử thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, tự xưng là Hoa Hùng. Quay về tìm quan vũ chém chết ông ta báo thù, gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ nói ông ta bị động kinh, tôi hoài nghi ông ta bị quỷ nhập. Tự xưng là Hoa Hùng sao? Mạc Phàm cười, thú vị vậy à? Không phải hắn chưa từng thấy người như vậy. Khi ở tu chân giới, hắn từng thấy một đệ tử thế gia tự xưng là Mạc Vấn Kiếm một trong 10 đại cao thủ để lại tiên kiếm chuyển thế, còn nói một số chuyện liên quan đến Mạc Vấn Kiếm, có một lần thực sự cho rằng là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Ông muốn đi sao? Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy. Khuôn mặt già nua của Chu Trường Hoàng khẽ đổi, gật đầu. Nếu là quỷ nhập, ông ta phải bắt một con. Cho dù không cần làm mồi hấp dẫn quỷ xà M Sơn, cũng có thể tăng một chút sức chiến đấu. Nhớ đâu gặp nguy hiểm gì đó ở M Sơn, cũng có thể ứng phó một lát, tốt hơn so với không làm gì. Cũng được, chúng ta đi xem đi. Mạc Phàm gật đầu. Dù sao hắn ở đây cũng không có chuyện gì làm, không thích hợp tu luyện, tạm. Thời cũng không đi M Sơn được, đi xem cũng không sao. Xe Hoa gia chưa rời đi, hắn nói với lão phu nhân một tiếng, ngồi trên xe Lincoln của Hoa gia rời khỏi biệt thự Tưởng gia. Hoa gia cũng ở Bán Sơn Thự, cách
cách biệt thự Tưởng gia không xa, đi một lát đã. Đến nơi, mới vừa xuống xe, hắn liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Người này không phải ai khác, đúng là Phổ Hoằng đại sư, bên cạnh còn có một hòa thượng tuấn tú mày kiếm mắt sáng. Lúc Mạc Phàm nhìn thấy Phổ Hoằng đang định vào Hoa gia cũng thấy Mạc Phàm. A Di Đà Phật, Mạc thí chủ, chúng ta lại gặp mặt, chúng ta đúng là có duyên. Đúng lúc thật. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, lạnh nhạt nói. Mạc thí chủ cũng tới chữa bệnh cho Hoa lão gia tử sao? Xem như vậy. Vậy lát nữa gặp bên trong, bần tăng đi trước một bước, chỉ là bần tăng tiếp tục nhiều chuyện một câu, sát khí trên người thí chủ quá nặng, nên sớm buông xuống tốt hơn. Phổ Hoằng nói xong liền tiến vào trong biệt thự Hoa gia. Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra. Hắn không có hảo cảm gì với Phổ Hoằng, bây giờ lại có chút phản cảm. Mạc tiên sinh có cửu oán với Phổ Hoằng đại sư sao? Chu Trường Hoằng nghi ngờ hỏi. Ông quen Tuệ Trí không? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Là hòa thượng Tuệ Trí ở Ma Vân Tự, anh cả của Phổ Hoằng đại sư trước khi. Xuất gia sao? Sắc mặt Chu Trường Hoằng cũng thay đổi. Sao ông ta không biết hòa thượng Tuệ Trí ở Ma Vân Tự, chủ trì Ma Vân Tự, cao thủ trúc cơ hậu kỳ? Quan trọng là trong Ma Vân Tự nhìn như đều là hòa thượng, thực ra là ma tu. Khổng gia nuôi dưỡng, một đám sát nhân cuồng ma khiến thành phố Nam Sơn nghe mà biến sắc. Chắc vậy, người của Ma Vân Tự đánh lén Tiểu Vũ, cả Ma Vân Tự bị tôi diệt rồi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vẻ mặt lạnh nhạt như tiện tay hái hoa, thuyền xuôi theo dòng. Nhưng Chu Trường Hoằng nghe vào trong tai, cả người run lên, giống như bị sét đánh. Ông ta vẫn cảm thấy kỳ lạ, Khổng gia quyền thế ngập trời ở Nam Sơn thậm chí là Giang Nam lại cúi đầu trước Mạc Phàm. Bây giờ đã hiểu rõ, không phải Khổng gia quá yếu, mà là Mạc Phàm quá hung hãn. Một mình Mạc Phàm diệt cả Ma Vân Tự, người này có thể trêu chọc sao? Đổi lại là ông ta sẽ đưa ra lựa chọn như Khổng Trương. Ông ta không hỏi Mạc Phàm làm thế nào, chuyện về Mạc Phàm ông ta cũng khó mà tưởng tượng được. Địa vị của Phổ Hoằng này ở Nam Sơn thế nào? Mạc Phàm hỏi. Ông ta là võ tăng của Thiếu Lâm Tự Nam Sơn, thiên phú rất cao, tiến vào Thiếu Lâm Tự chưa tới 10 năm, không chỉ tinh thông Phật Pháp, còn luyện xong công phu Thiếu Lâm, thực lực trên tôi rất nhiều, nghe nói còn là hoành luyện đại sư, có kim cương bất hoại chi thân, có danh xưng Bồ Tát sống ở thành phố Nam Sơn, rất được mọi người kính trọng. Mạc tiên sinh cẩn thận một chút, một mình ông ta không phải đối thủ của cậu, nhưng sau lưng ông ta là cả Thiếu Lâm Tự. Chu Trường Hoằng lo lắng nói, từ xưa đã có cách nói võ công thiên hạ. Từ Thiếu Lâm, là nơi bắt nguồn võ thuật, không phải là MQ Tông bọn họ, hay Tu La Tông có thể so sánh, có khả năng trong đó có cao thủ chân chính. Thiếu Lâm sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua một tòa cổ tháp ở phía nam, không chỉ không sợ, trái lại khóe miệng nhếch lên. Những người hắn giết chết đều đáng chết, nếu như Thiếu Lâm Tự này cũng tham gia một chân vào, hắn cũng không ngại đến Thiếu Lâm Tự một chuyến, mở mang kiến thức công phu pháp viện trong truyền thuyết như thế nào. Chu Trường Hoằng lắc đầu, trên mặt đều là lo lắng. Mạc Phàm lợi hại thì lợi hại, có thể nói là yêu nghiệt, nhưng đối phương là Thiếu Lâm Tự truyền thừa hơn 1.500 năm, Mạc Phàm có chút tự đại. Ông còn có việc gì sao? Mạc Phàm thấy vẻ mặt Chu Trường Hoằng do dự, hỏi. Mạc tiên sinh, tính cả lần vừa rồi, Phổ Hoằng đại sư đã khuyên cậu hai lần sao? Chu Trường Hoằng hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Nếu còn lần thứ ba, Mạc tiên sinh cẩn thận một chút. Thế nào? Mạc Phàm khẽ nhướng mày, đầy hứng thú hỏi. Phổ Hoằng có ngoại hiệu là Tam Tỉnh, ý là nhắc nhở người ta ba lần, nếu là lần thứ ba, đối phương còn không biết hối cải ông ta sẽ ra tay. Nghe nói lúc trước thành phố Nam Sơn có một hái hoa tặc, chuyên môn chọn vợ xinh xắn nhà người ta ra tay. Phần lớn đều là vụng trộm tới cửa, ngủ với vợ người ta xong rồi đi. Nếu gặp người phản kháng, sẽ tử hình trước mặt chồng mỹ phụ hay con, có đôi khi còn quay video clip thể nghiệm trên giường, rồi đăng lên trên mạng. Vì hái hoa tặc này là võ giả, cảnh sát bắt vài lần đều không công mà lui. Lúc này hái hoa tặc thành ác mộng của không ít đàn ông có vợ, nhất là vợ xinh đẹp chút. Căn bản không dám ăn mặc quá xinh đẹp. Sau đó có người mời Phổ Hoằng đại sư ra tay, rất nhanh liền tóm được hái hoa tặc này, chỉ là lại thả kẻ đó đi. Bắt hai lần lại thả hai lần, đến lần thứ ba mới mang hái hoa tặc này về Thiếu Lâm Tự xử phạt.
có người cảm thấy ông ta quá ngoan cố, cũng có người nói ông ta quá tử bị, chỉ là. Trên cơ bản Tam Tỉnh đã thành thói quen của Phổ Hoằng. Tam Tỉnh. Mạc Phàm cười, cảm thấy rất thú vị. Được rồi, tôi đã biết, chúng ta vào đi. Hai người vào biệt thự Hoa Gia, có hai người giúp việc đi tới. Trong mỗi biệt thự ở Bán Sơn Thự không giống nhau, có một số điểm hoàn toàn khác biệt, những thứ này đều do xây dựng trang hoàng theo phong cách yêu thích. Biệt thự Tưởng Gia thiên hướng về phục cổ phong, chia làm tiền viện hậu viện, cầu nhỏ nước chảy đình đài lầu các. Hoa Gia lại khác, kiến trúc màu trắng theo phong cách châu Âu, trang hoàng tráng lệ, ngoại trừ bể bơi tư nhân, sân bóng rổ ra còn có vùng lớn xanh hóa có thể đánh bóng chày. Không chỉ có vậy, quản gia tư nhân nước. Anh, nữ giúp việc Frieza, vừa tiến vào như đi vào trang viên tư nhân của bá tước nước ngoài. Được hai người Fries dẫn dắt, Mạc Phàm và Chu Trường Hoàng vào phòng khách biệt thự. Trong phòng khách, Phổ Hoàng và đồ đệ ông ta đến sớm một bước. Trừ hai người bọn họ ra, trên ghế sofa bằng da thật trong phòng khách còn có hai nam hai nữ. Trong đó có một mỹ nữ mặc trang phục công sở đeo kính, khoảng 25, 26 tuổi, dáng người cao gầy, khí chất tao nhã, trên khuôn mặt thanh tú đều là sốt ruột. Hai nam một nữ còn lại đều hơn 30 tuổi, bắt chéo hai chân, mặc quần áo giá trị xa xỉ, lắc lắc ly rượu vang, vẻ mặt kiêu ngạo, giống như không có lo lắng. Một nam một nữ trong đó hẳn là vợ chồng, hai người ngồi cạnh nhau, tay. Nam đặt lên đùi trắng nõn của mỹ phụ, eo thon nhỏ, hay bả vai trần. Trong mắt một người đàn ông khác lộ ra dâm quang, hữu ý vô ý đánh giá ngực và giữa hai chân cô gái mặc đồ công sở. Bọn họ thấy hai người đi vào, lông mày mỹ phụ kia nhíu lại. Chu đại sư đến rồi, hoan nghênh quang lâm, người bên cạnh là đồ đệ ông. Sao, bộ dạng rất thanh tú. Mỹ phụ nói, thanh danh của Chu đại sư không kém Phổ Hoằng, cũng nằm trong phạm vi. Mời của Hoa Gia bọn họ. Sắc mặt Chu Trường Hoàng thay đổi, Mạc Phàm là đồ đệ ông ta không dám. Không đợi ông ta mở miệng, hòa thượng bên cạnh Phổ Hoằng cười, mở miệng. Nói, Hoa phu nhân, vị này là Mạc đại sư ở thành phố Đông Hải. Trong giọng nói đều là khinh miệt. Vô tâm, không được vô lễ với Mạc đại sư. Phổ Hoằng khẽ khép mắt, lạnh nhạt nói. Mạc đại sư. Bốn người kia sửng sốt, sau đó đều cười. Cậu ta là Mạc đại sư, có nhầm lẫn không? Mỹ phụ nhìn Mạc Phàm từ trên xuống dưới, cười nói. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, chỉ nhíu mày, liếc mắt nhìn Mỹ phụ một cái. Tôi họ Mạc, nhân xưng Mạc đại sư, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì, chỉ là hơi nhỏ tuổi, cảm giác không lớn. Mỹ phụ Lạc Tử Yên cười khanh khách nhìn Mạc Phàm từ trên xuống dưới, sau đó hỏi Hoa Tiểu Linh mỹ nữ mặc đồ công sở đối diện. Tiểu Linh, có phải cô mời tới hay không? Hoa Tiểu Linh nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ngoài ý muốn đồng thời trên mặt hiện lên áy náy. Là tôi mời đến, nhị phu nhân. Tiểu Linh nói. Nếu Phổ Hoằng đại sư và Chu đại sư đều ở đây, mời Mạc đại sư về đi, có bọn họ ở đây, đủ chữa khỏi bệnh cho lão gia tử rồi, anh nói xem có phải không, đại ca. Lạc Tử Yên nhìn người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa nói. Tiểu Linh. Sau này mời người chữa bệnh cho lão gia tử phải chú ý một chút, đừng chỉ nghe danh khí, ai cũng mời vào trong nhà, tiên tử lừa đảo rất nhiều, nhất là cầu đại sư, miêu đại sư gì đó ở thành phố khác, đa số không đáng tin. Người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa liếc mắt nhìn Tiểu Linh một cái, cười nói. Theo ý ông ta, Mạc đại sư danh chấn thành phố Đông Hải, trẻ tuổi nhất cũng. Phải 40 tuổi trở lên. Không có thời gian tích lũy, sao có thể thành đại sư? Một đứa bé, nay là ngày quốc tế nói dối à? Hiện giờ Hoa Gia bọn họ cần một đại sư xem bệnh cho lão gia tử, nhưng không phải ai cũng có tư cách này. Hoa tiên sinh, tôi khuyên các ông nên lập tức thu hồi câu vừa rồi, sau đó xin lỗi Mạc tiên sinh. Sắc mặt Chu Trường Hoàng trầm xuống, nghiêm túc cảnh cáo. Mấy tên không biết sống chết này, gửi thiệp mời Mạc Phàm đến, còn chưa liếc mắt nhìn Hoa lão gia tử một cái, vậy mà muốn đuổi Mạc Phàm đi. Thực cho rằng lão hổ không phát huy, lại nghĩ Mạc Phàm là mèo bệnh. Ha! Hoa Vinh người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa nhíu mày, sau đó cười nói. Chu đại sư, ông có nhầm không, bảo chúng tôi xin lỗi Mạc đại sư sao? Lạc Tử Yên và Hoa Phong chồng bà ta cũng cười theo,
hiển nhiên là cảm thấy bọn họ không cần thiết phải làm chuyện này. Mạc đại sư, thực xin lỗi, tôi cũng không ngờ sẽ là như vậy. Hoa Tiểu Linh vội vàng đứng dậy cúi người nói, vẻ mặt áy náy. Cô nghe nói Mạc đại sư ở thành phố Đông Hải đến Tưởng gia, vị đại sư này là bác sĩ giải trừ bệnh truyền nhiễm Super Sir. Cô tưởng rằng mời đến chẩn đoán bệnh cho lão gia tử, ai biết lại bị đám Lạc Tử Yên đuổi đi. Hoa Tiểu Linh mới mở miệng, sắc mặt Hoa Phong và Lạc Tử Yên trầm xuống, ánh mắt nhìn Hoa Tiểu Linh tràn đầy khinh thường. Tiểu Linh, dù gì cô cũng là con gái nuôi của Hoa lão gia tử, lại xin lỗi một tên lừa gạt, không có một chút tiền đồ nào, nếu để lão gia tử biết nhất định sẽ tỉnh lại vì tức giận. Lạc Tử Yên cười quyến rũ nói, thành phố Nam Sơn có thể phồn hoa hưng thịnh như bây giờ, đều là nhờ công lao của Hoa lão gia tử. Có thể nói cả thành phố Nam Sơn đều nợ Hoa gia bọn họ, Hoa gia bọn họ cần xin lỗi một người ở thành phố Đông Hải sao? Anh em Hoa gia cũng lắc đầu cười, vô cùng thất vọng với Tiểu Linh. Trái lại Phổ Hoàng không có phản ứng gì, làm như không nghe thấy, đang niệm châu. Khóe miệng Hòa Thượng bên cạnh ông ta nhếch lên, giống như rất thích ý khi nhìn thấy Mạc Phàm bị đuổi đi. Mạc tiên sinh, có cần tôi giáo huấn bọn họ một chút không? Chu Trường Hoàng nhìn ba người Hoa gia như nhìn người chết, dò hỏi Mạc Phàm. Ông ta có thể sống là vì mang Mạc Phàm đến M Sơn, sau khi hoàn thành chuyện này Mạc Phàm sẽ không thèm nhìn ông ta một cái. Nếu bây giờ có biểu hiện tốt trước mặt Mạc Phàm, nói không chừng sau này có thể thành tùy tùng của cậu. Mạc Phàm hạ bút thành văn đủ loại pháp thuật ở Tưởng gia, đều là thứ ông ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu có thể theo Mạc Phàm học được chút gì đó, nói không chừng có thể khiến ông ta hưởng thụ cả đời. Không cần. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu có con chó cắn mình đánh nó, vậy rất nhanh thiên hạ vô cầu. Được rồi. Chu Trường Hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn ba người Hoa gia. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Hoa Tiểu Linh, ánh mắt lập tức phát lạnh nhìn Lạc Tử Yên. Bà nói tôi là kẻ lừa đảo sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lạc Tử Yên bỏ ly rượu vang xuống, cười nói. Một đại sư 16 tuổi, không phải lừa gạt thì là gì? Vậy bà là ai? Mạc Phàm nheo mắt hỏi. Tôi sao? Lạc Tử Yên nhíu mày, rúc vào lòng Hoa Phong ở bên cạnh, biểu cảm tràn đầy hạnh phúc. Chuyện này còn phải hỏi sao, đương nhiên tôi là nhị phu nhân Hoa gia. Nhị phu nhân Hoa gia. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài. Gì? Chu Trường Hoàng sửng sốt, chỉ nói mấy câu, cứ rời đi như vậy, không giáo huấn ba tên mắt chó nhìn người thấp sao. Phổ Hoàng dừng trượt tràng hạt trong tay, thật không ngờ Mạc Phàm dễ nói chuyện như thế. Anh em Hoa gia và Lạc Tử Yên lại càng không ngờ, tuy không biết Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng khóe miệng ba người nhếch lên, lộ ra tươi cười đắc ý. Một tên lừa gạt muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đừng mà, Mạc đại sư, nếu đến đây rồi thì bộc lộ tài năng đi, ít nhất cũng phải để tôi biết người Đông Hải không phải lãng đắc hư danh, nếu hôm nay một tay cậu cũng không lộ, sau này tôi gặp một người Đông Hải sẽ cười nhạo rất lâu đó. Lạc Tử Yên cười đắc ý nói. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó cười lạnh lùng. Hắn sẽ không so đo với một con chó, nếu chó có vẻ đê tiện, hắn sẽ cho bà ta biết bà ta chỉ là con chó. Bà chắc chắn muốn nhìn bản lĩnh của tôi, sẽ không hối hận. Mạc Phàm nói. Hối hận. Lạc Tử Yên không biết nói gì, một lúc sau cười nói. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không hối hận, nếu có mà nói, đương nhiên tôi rất thích biết, chỉ sợ cậu không có. Được lắm. Mạc Phàm cười nhẹ, nếu tôi đoán không sai, bà hẳn là đã mang thai rồi. Lời này vừa nói ra, tươi cười trên mặt Lạc Tử Yên và Hoa Phong chồng bà ta. Lập tức cứng đờ. Nửa tiếng trước khi Mạc Phàm vào, Lạc Tử Yên mới nói cho bọn họ bà ta mang thai, đã 2 tháng rồi. Vì thế lúc này bọn họ mới mở một chai La Phi 82 năm chúc mừng, ngay cả Lạc Tử Yên cũng uống một chút. Tây y đều dùng dụng cụ để phán đoán có mang thai hay không, đông y cần bắt mạch mới có thể phán đoán ra được. Mạc Phàm không bắt mạch chỉ nhìn bề ngoài, vậy mà đoán ra được. Lạc Tử Yên nhìn thoáng qua bụng, bởi vì chỉ có 2 tháng, bụng không khác gì. Bình thường. Ha ha, ngày hôm qua tôi mới tới gì cả mẹ, cậu nói tôi mang thai sao? Tử Yên ngoài cười nhưng trong cười nói. Lạc không Mạc Phàm cười khinh thường, một khi mang thai sẽ không tới gì cả mẹ,
trái lại đến dì cả mẹ sẽ không mang thai, đây là kiến thức bình thường. Dì cả mẹ bà tới là giả, đứa bé trong bụng bà là thật, mà đứa con trong bụng bà cũng không phải con của người bên cạnh. Mạc Phàm nói tiếp, những lời này vừa nói ra, Lạc Tử Yên nhíu mày, sắc mặt kỳ lạ. Sắc mặt anh em Hoa gia đều trầm xuống, nhất là Hoa Phong, Lạc Tử Yên là Ngọc vợ ông ta, vợ sinh như hoa như mang thai, đứa bé lại không phải của ông ta, nếu là thật thì mất hết mặt mũi. Ngay cả hòa thượng bên cạnh Phổ Hoàng, sắc mặt cũng rất khó coi, ánh sáng lóe lên trong mắt. A-di-đà Phật. Phổ Hoàng niệm A-di-đà Phật, không nói gì. Ở đây chỉ có Chu Trường Hoàng cười, Mạc Phàm không muốn để ý đến bọn họ lại tự mình va vào họng súng, lần. Này thoải mái không? Cậu nói linh tinh gì ở đây vậy, có tin tôi sai người cắt lưỡi cậu không? Lạc Tử Yên tức giận nói. Bà ta và Hoa Phong kết hôn 7 năm, vẫn luôn không mang thai, không dễ dàng gì mới có thai, vậy mà Mạc Phàm nói không phải con của Hoa Phong. Những lời này chẳng khác nào tát mặt bà ta trước mặt mọi người, hay mắng bà ta một câu kỹ nữ. Bà hỏi chồng bà một chút xem, ông ta có thể khiến bà mang thai sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu muốn không ai biết, trừ phi mình đừng làm. Ấn đường của Lạc Tử Yên no đủ, sắc mặt hồng nhuận, xương gò má mượt mà, khí tức xuất hiện thêm nửa đạo, vừa nhìn liền biết là phụ nữ có thai. Nhưng Hoa Phong chồng bà ta, túi mắt biến thành màu đen, môi màu đỏ tía, hai mắt vô thần, tử sắc thời gian dài dẫn đến gan thận đều hư. Quan trọng là Hoa Phong nhục chí chảy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, tứ chi phù thủng, thận đã bị hao tổn nghiêm trọng, có thể làm chuyện giường chiếu là dựa vào dược vật. Dùng loại dược vật này lâu dài sẽ cạn kiệt thận thủy, lâu ngày khiến Hoa Phong mất đi khả năng sinh con. Một người chồng vì chìm đắm trong tửu sắc mất đi khả năng sinh con, nhưng người vợ lại mang thai, đứa bé này là con Hoa Phong sao? Hoa Phong sửng sốt, sắc mặt khó coi như gan lợn. Cách một thời gian ông ta sẽ tìm bác sĩ tư nhân của ông ta, bảo bác sĩ phối cho ông ta dược mới để tán gái. Mỗi lần lấy thuốc bác sĩ tư nhân của ông ta đều nhắc nhở, ông ta như vậy sẽ mất khả năng sinh con, còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của ông ta. Lúc trước Lục Tử Yên nói mang thai, ông ta còn rất cao hứng. Những bác sĩ này đều ngu ngốc cả, không phải nói ông ta không thể có con. Sao, hiện giờ có con rồi đấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ông ta nắm chặt tay thành quả đấm. Cô vừa nói đứa bé trong bụng mấy tháng rồi. Hoa Phong kìm nén tức giận hỏi. 2 tháng, làm sao vậy, Hoa Phong, không phải anh tin những lời linh tinh của tiểu tử này đấy chứ? Sắc mặt Lạc Tử Yên thay đổi, nhớn mày, giả bộ vô cùng tức giận nói. 2 tháng trước là tháng 8, tôi ở Tây Hồ bàn chuyện làm ăn, trong khoảng thời gian đó cô không ở nhà, ở chùa bái Phật đúng không? Hoa Phong híp mắt, lạnh giọng hỏi. Ông ta cũng không phải đến thành phố Tây Hồ bàn chuyện làm ăn, ông ta bao dưỡng một đôi chị em ở đó. Mỗi lúc đến tháng 8 Nam Sơn nóng nhất, ông ta đều đến Tây Hồ bồi đôi chị em kia. Lạc Tử Yên cũng có một thói quen, tháng 8 bà ta sẽ đến chùa ăn chay niệm Phật một đoạn thời gian. Lúc này bọn họ căn bản không có làm chuyện giường chiếu, sao Lạc Tử Yên có thể mang thai con của ông ta? Ông ta có thể làm loạn ở ngoài, nhưng vợ của ông ta thì không được. Chuyện này, mắt Lạc Tử Yên mở to, lúc này mới thấy trong đó có vấn đề. Bốp, một cái tát vang dội vang lên. Đồ đê tiện, là của thằng nào, nói cho tôi biết, ông đây làm thịt nó. Hai mắt Hoa Phong gần như muốn phun ra lửa, hung dữ tát Lạc Tử Yên một cái. Lạc Tử Yên che mặt, vẻ mặt ấm ức, trong đôi mắt đẹp đều là lửa giận, liếc mắt nhìn hòa thượng bên cạnh Phổ Hoàng Đại Sư một cái. Rõ ràng những ngày này là kỳ an toàn của bà ta, cho dù không phải kỳ an toàn cũng có biện pháp an toàn, sao có thể mang thai. Hơn nữa lúc cuối cùng còn rút ra. Ông xã, anh đã quên ngày anh đưa em đến chùa, chúng ta ở trên xe. Lạc Tử Yên chớp mắt, vội vàng giải thích. Ở trên xe sao? Hoa Phong nghĩ một lát, lúc này sắc mặt mới chuyển biến tốt hơn chút. Trước khi ông ta đưa Lạc Tử Yên đến chùa, Lạc Tử Yên cởi quần áo bình thường mặc ra, đổi thành Phật y đệ tử tục ra. Lúc ông ta thấy Lục Tử Yên thay quần áo lập tức hứng khởi. Không nhịn được làm ở trên xe, chẳng lẽ là trúng thưởng lần đó? Thật sự là lần đó. Vẻ mặt Hoa Phong nghi ngờ nói. Bác sĩ đều đã nói với ông ta sinh hoạt không biết tiết chế, căn bản không có khả năng sinh con.
Lạc Tử Yên thấy Hoa Phong tin vài phần, lo lắng giảm đi một chút. Trừ lần đó ra còn lần nào nữa, em hảo tâm lễ Phật cầu con cho Hoa ra, anh lại hoài nghi em vụng trộm trong chùa, chẳng lẽ ở trong mắt anh em phóng đãng như vậy? Nói xong bà ta lau nước mắt, bộ dạng vô cùng ấm ức. Sắc mặt Hoa Phong trầm xuống, cũng không biết nên làm gì cho phải, nhỡ đâu thật sự là con ông ta thì sao? Chỉ trong phút chốc, ông ta hung dữ nham hiểm nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, tôi thấy cậu không phải tới chữa bệnh, mà tới gây chuyện. Hoa Phong chĩa mũi nhọn vào Mạc Phàm, lúc này Lạc Tử Yên mới yên tâm, trong mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng đánh giá Mạc Phàm, tràn đầy hận ý. May mà bà ta đủ thông minh, nếu không bà ta đường đường là nhị phu nhân Hoa gia sẽ bị số tiểu tử này hủy hoại. Tiểu tử, cậu còn gì để nói, không thì đi chết đi. Lạc Tử Yên lạnh lùng nói. Mạc Phàm cười, không tức giận một chút nào. Nếu tôi đoán không sai, bà mới mang thai nửa tháng, sai cũng không vượt quá 1-2 ngày, các người tự tính thời gian đi. Lần này sắc mặt Hoa Phong hoàn toàn âm u, nắm chặt tay, âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Tiện nhân, cô còn gì để nói? Nếu chỉ có nửa tháng, 8-9 phần 10 là Lạc Tử Yên làm loạn trong chùa rồi. Bình thường ông ta cũng nghe được một chút tin tức, Lạc Tử Yên sống không đứng đắn, nhưng ông ta chỉ quan tâm khoái hoạt của mình, không để ý lắm. Ai biết Lạc Tử Yên mang thai con người khác, còn nói là mang thai con ông ta. Nửa tháng, Lạc Tử Yên lại sửng sốt, miệng há thành hình chữ O, không nói nên lời. Bà ta chỉ dùng que thử thai phát hiện mình mang thai, cũng không biết mình. Mang thai bao lâu? Bà ta tưởng rằng chúng thưởng lần trên xe với Hoa Phong, chẳng lẽ thật sự không phải của Hoa Phong? Sớm biết như vậy, sao bà ta có thể ngu ngốc nói cho anh em Hoa Phong như? Thế, còn đi trêu chọc Mạc Phàm. Cậu ta nói linh tinh, sao cậu ta có thể biết em mang thai bao lâu được, nhất? Định là cậu ta nói linh tinh, ông xã, anh phải tin tưởng em. Lạc Tử Yên kêu lên. Lúc này bà ta chỉ có thể dựa vào Hoa Phong sẽ tin tưởng bà ta, mà không phải. Tin tưởng những lời linh tinh của một đứa bé. Đợi làm kiểm tra rồi nói sau, nếu chỉ có nửa tháng, cô hãy đợi đấy. Hoa Phong chỉ Lạc Tử Yên, tức giận nói. Mất hết mặt mũi rồi. Vẻ mặt Lạc Tử Yên ngẩn ra, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Bọn họ kết hôn 7 năm, vợ chồng sinh hoạt nhiều lần như vậy mà không mang thai. Khả năng một lần ở trên xe có thể mang thai không lớn lắm. Lúc này Lạc Tử Yên vô cùng hối hận, sớm biết sẽ như vậy, bà ta sẽ không đi. Trêu chọc Mạc Phàm. Không chỉ không làm nhục được Mạc Phàm, trái lại bị Mạc Phàm tát mạnh một. Cái. Nếu thật sự đi làm kiểm tra ra đứa bé trong bụng chỉ có nửa tháng, bà. Ta không chỉ bị đuổi ra khỏi Hoa gia, sau này cũng xong rồi. Hoa gia có uy vọng rất lớn ở thành phố Nam Sơn, phụ nữ bị Hoa gia đuổi đi. Ngoại trừ ăn xin ở ven đường ra ai dám muốn. Nghĩ vậy Lạc Tử Yên nghiến răng nhìn Mạc Phàm, trong mắt hiện lên dữ tợn. Tiểu tử chết tiệt, nếu không tại cậu ta, sẽ có chuyện này xảy ra sao? Không chỉ Lạc Tử Yên có địch ý với Mạc Phàm, ngay cả Phổ Hoàng luôn ngồi im cũng nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc thí chủ, thà phá hủy một cây cầu. Chứ không phá hủy một đôi tình nhân, cậu hà tất phải như vậy. Phổ Hoàng mới mở miệng, Chu Trường Hoàng lập tức nhíu mày, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ông ta sợ nhất Phổ Hoàng sẽ ra tay với Mạc Phàm. Sau lưng Phổ Hoàng là Thiếu Lâm tự Nam Sơn, Mạc Phàm lại chỉ có một mình, không thể so sánh được. Nếu cho Mạc Phàm một khoảng thời gian, chưa đến 10 năm, tất nhiên Mạc Phàm sẽ không sợ Thiếu Lâm tự. Bây giờ Mạc Phàm có thể đánh bại Tiên Thiên Tông Sư. 10 năm sau, chỉ sợ tìm cả Hoa Hạ cũng không có người đối địch được cậu, nhưng bây giờ không được. Hòa thượng bên cạnh Phổ Hoàng đại sư cười đắc ý, biểu cảm như đang xem trò hay. Anh em Hoa gia và Lạc Tử Yên cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Việc xấu trong nhà bọn họ bị Mạc Phàm vạch trần, tất nhiên bọn họ không có hảo cảm với Mạc Phàm. Nhất là Lạc Tử Yên, ước gì có thể đi lên chém Mạc Phàm mấy đạo. Sau đó dùng kim bịt miệng Mạc Phàm lại. Phổ Hoàng nói xong lại nói thêm một câu. Chẳng lẽ đây là mục đích học y của Mạc Đại Sư, chỉ vì khoe khoang năng lực của mình, không hành y tế thế? Phổ Hoàng Đại Sư, Mạc Đại Sư không phải là người như vậy, cậu ấy dùng tứ tham thang chữa trị cho tất cả người bệnh bị nhiễm Super Sơ,
nếu không có cậu ấy, không biết có bao nhiêu người chết vì bệnh truyền nhiễm rồi. Hoa Tiểu Linh yếu ớt giải thích. Theo ý cô, nếu như vậy còn không phải hành y tế thế, vậy không có bác sĩ tốt nữa rồi. Tiểu Linh, cô đang nói chuyện giúp ai đờ? Lạc Tử Yên liếc Hoa Tiểu Linh, vô cùng bất mãn nói. Hoa Tiểu Linh nhíu mày, cúi đầu, không biết nên nói gì nữa. Hoa Tiểu Thư nói cũng không sai, Mạc Đại Sư là người giải trừ bệnh dịch, cứu vớt không ít người, nhưng 7 ngày sau Mạc Đại Sư mới lấy ra phương thuốc chữa bệnh truyền nhiễm, trong mấy ngày này có hơn 100 người vì vậy mà chết. Theo tôi được biết 100 người chết này, Mạc Đại Sư đổi lấy Tần gia cúi đầu và sản nghiệp gia tộc thịnh vượng, tôi nói không sai chứ, Mạc Đại Sư. Phổ Hoàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Lạnh lùng nói. Phổ Hoàng giải thích như vậy, ánh mắt. Hoa Tiểu Linh nhìn Mạc Phàm thay đổi vài phần, không còn kính sợ như trước. Nhân bất phi kỹ, nhưng vì ham muốn cá nhân cố ý không lấy phương thuốc ra, khiến hơn 100 người chết, đây quả thật không phải hành vi của một bác sĩ nên làm. Mạc Đại Sư, chuyện này là thật sao? Hoa Tiểu Linh hỏi, trong đôi mắt đều là chờ đợi. Tiểu Linh, đừng nghĩ Mạc Đại Sư hoàn. Mỹ như thế, người nào không phải vì chính mình? Lạc Tử Yên nhíu mày, cười mỉa nói. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, Phổ Hoàng này vì muốn gây phiền phức cho hắn, lấy được không ít tài liệu về hắn. Ngày thứ tư hắn đã lấy tứ tham thang ra, còn thành công chữa trị 10 người bệnh có triệu chứng nghiêm trọng, có người bị lợi ích che mờ mắt, cố đè ép tin tức này 3 ngày, lúc này mới khiến 100 người tử vong, mấy ngàn người bị lây bệnh. Còn vì phương thuốc Tần gia cúi đầu. Trước hắn, xưởng dược nhà bọn họ chậm. Dãi buôn bán phát đạt, hắn càng không cần giải thích làm gì. Hắn đường đường là y tiên bất tử thích. Làm gì thì làm thế đó, không cần giải thích với bất luận kẻ nào. Nếu nói khiến kẻ địch cúi đầu, khiến người nhà hắn sống càng tốt hơn, vậy hắn tình nguyện sai ngàn sinh muôn đời. Hoa Tiểu Thư, thanh giả tự thanh, trục giả tự trọc, tôi không cần giải thích cho bản thân mình, nếu muốn biết đáp án, tự mình đi tìm là được. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tiểu Linh, nghe thấy chưa, Mạc Đại Sư? Cô mời đến đang chột dạ, không giải thích là không giải thích được. Lạc Tử Yên châm chọc khiêu khích nói. Hoa Tiểu Linh sửng sốt, trong mắt có thêm thất vọng. Tôi sẽ đi tìm đáp án. Mạc Phàm lạnh nhạt liếc nhìn Lạc Tử. Yên, người phụ nữ này mới bị giáo huấn, còn chưa tỉnh ngộ sao? Nhị phu nhân, nếu bà không quản. Miệng mình thật tốt, tôi không ngại tự mình nói ra, 2 tháng nay bà phát sinh quan hệ với tổng cộng bao nhiêu người? Đâu? Vẻ mặt Lạc Tử Yên ngẩn ra, lông mày nhíu lại, hai mắt gần như sắp phun lửa. Lúc này bà ta ước gì có thể xé Mạc Phàm ra thành mảnh nhỏ, sau đó ném lên núi cho sói ăn. Thân là nhị phu nhân Hoa gia, ở thành phố Nam Sơn có ai dám nói chuyện với bà ta như vậy? Cậu, bà ta mới nói một chữ, lại không cam lòng câm miệng. Mạc Phàm vừa nói bà ta mang thai là thật, còn kết luận không phải con của Hoa Phong. Rõ ràng đã biểu lộ thực lực. Nhớ đâu Mạc Phàm thực sự biết tà môn ma đạo gì đó, khiến bà ta nói thật, bà ta không bị Hoa Phong đánh chết mới lạ. Ram, số tiểu tử, cậu nói thêm câu nữa, có tin tôi cho cậu có vào mà không ra, còn diệt cả Tưởng ra hay không? Hoa Phong không thể nhịn nổi nữa, đập bàn chỉ Mạc Phàm quát. Ông ta đường đường là một đại nam nhân, Mạc Phàm nói ông ta không có khả năng sinh con, đã khiến ông ta tức muốn chết rồi. Vậy mà Mạc Phàm còn uy hiếp vợ ông ta, muốn vợ ông ta mở miệng nói phát sinh quan hệ với bao nhiêu người. Hoa Phong mới mở miệng, mấy vệ sĩ ngoại quốc mặc tây trang ở cửa lập tức. Đi vào, đi về phía Mạc Phàm. Ông sao? Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt phát lạnh. Có tôi ở đây, ông không làm được gì đâu. Hàn quang trong mắt Mạc Phàm lóe lên, không thấy hắn có bất luận động tác dư. Thừa gì, Ram? Hoa Phong vừa rồi còn hùng hổ như bị lực lượng vô hình đụng phải, trực tiếp bay ra ngoài, đập mạnh vào một cây cột, lúc này mới dừng lại được. Tất cả mọi người ở trong phòng khách đều sửng sốt, có chuyện gì thế này? Một người đang rất tốt, bị Mạc Phàm nhìn thoáng qua, sao lại bay ra ngoài? Pháp thuật, có quỷ sao? Lạc Tử Yên sợ tới mức lùi vào góc ghế sofa, vô cùng hoảng sợ nhìn bốn phía. Trên ghế chủ tọa, sắc mặt Hoa Vinh cũng vô cùng khó coi, mở hội không ngừng rơi xuống. Ngoại trừ quỷ bọn họ không nhìn thấy được, đánh bay người còn có thể là gì? Chu Trường Hoàng có danh tiếng xua thần ngự quỷ ở thành phố Nam Sơn,
xem ra Mạc đại sư nhỏ tuổi này cũng như vậy. Mạc đại sư, cậu muốn làm gì, ở đây là Hoa gia chúng tôi. Hoa Vinh nói. Chẳng có gì, câm miệng là được, còn nữa tôi rất ghét bị người ta uy hiếp. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vốn có ý tốt đến xem bệnh tình của Hoa lão gia tử, ai biết đám người này hết một tới hai, hết hai lại tới ba khiêu khích hắn. Hắn không có hứng thú ra tay với mấy con cháu phú gia tự cho mình là đúng, nhưng cũng không phải hắn không thể. Ra tay, động vào vảy ngược của hắn, đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là Hoa lão gia tử hắn cũng không tha. Mạc Phàm vừa ra tay, Phổ Hoàng đại sư cất chàng hạt, hai tay tạo thành hình chữ thập. A-di-đà Phật, Mạc thí chủ, nhị công tử chỉ nói cậu một câu, cậu lại ra tay như vậy, sát khí trên người cậu quá nặng rồi. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Chu Trường Hoàng vô cùng khó coi. Cuối cùng cũng đến nhắc nhở lần ba, lần này không hay rồi, sớm biết thế ông ta. Đã ra tay giáo huấn vài người thay bọn họ rồi. Phổ Hoàng mở miệng, lúc này sắc mặt Hoa Vinh chuyển biến tốt hơn chút. Lạc Tử Yên hoảng sợ, đồng thời trong mắt xuất hiện chút dữ dằn. Hoa Phong vừa đứng dậy cũng nghiến răng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hung dữ. Dám đánh ông ta bị thương ở Hoa gia, chờ chết đi. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, nhìn về phía Phổ Hoàng đầy khinh thường. Phổ Hoàng đại sư lời ông vừa đúng không, những mới nói, tôi có thể coi là nhắc nhở lần ba không? Nếu hắn nhớ không sai, đây là lần thứ ba Phổ Hoàng nhắc nhở. Nếu đủ số lần, hắn thật sự muốn nhìn xem Phổ Hoàng này có thể làm gì. Ở trong mắt người khác, Phổ Hoàng sẽ nhắc nhở ba lần cho người ta cơ hội hối cải làm người tốt, là Phật từ bi. Theo ý hắn, Phổ Hoàng hoàn toàn là viện cớ giả từ bi. Sau 7 ngày Super Sơ bùng nổ Tử Tham Thang mới phổ biến, chuyện này có liên quan đến hắn một chút gì sao? Cho dù ngày đầu tiên hắn lấy Tứ Tham Thang ra, Lữ Hữu Tài và Hoàng Đào Nhiên cũng sẽ đè ép tin tức xuống. Đám Tu La Tông ở Ma Vân Tự kia là một đám cuồng ma thị huyết giết người thân bạn bè, đáng chết. Tưởng ra, những người hắn trừng trị đều là người đáng chết, nếu sai vậy thì sai gì? Đến biệt thự Hoa gia này, Phổ Hoàng hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý, tìm một cơ hội ra tay. Nếu muốn báo thù thay anh trai, cứ ra tay là được, đâu cần phiền phức như thế, còn viện nhiều lý do như vậy. Phổ Hoàng biết rõ là sai, còn tìm nhiều lý do như vậy, ra tay là đúng sao? Tìm lý do vì chuyện sai trái, vĩnh viễn đều là sai. Nhắc nhở lần ba sao? Anh em Hoa gia và Lạc Tử Yên nghe thấy câu này thì sửng sốt, sau đó khóe miệng nhếch lên, trên mặt che kín tươi cười đắc ý lần nữa. Tam tỉnh là bảng hiệu của Phổ Hoàng đại sư, sao bọn họ có thể không biết? Nói như vậy Phổ Hoàng đại sư sẽ không giáo huấn Mạc Phàm đơn giản như thế, mà trực tiếp bắt Mạc Phàm về Thiếu Lâm tự. Thực lực của Phổ Hoàng đại sư trên Chu Trường Hoàng, có thể không chế ngự được Mạc Phàm số tiểu tử ở Đông Hải sao? Đến lúc đó xem Mạc Phàm còn dám hung hãn ở Hoa gia bọn họ không? A-di-đà Phật, xem ra thí chủ đã biết quy củ của bản tăng. Phổ Hoàng lạnh nhạt nói. Mạc Phàm cười, khẽ gật đầu. Vừa khéo biết một chút. Vậy Mạc thí chủ có hối hận, có ăn năn hay không? Phổ Hoàng bình tĩnh hỏi, giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Ông đang nói đến tuệ trí anh trai ông sao, nếu ông ta không chết, còn ở chỗ này. Ông sẽ nhìn thấy tôi giết ông ta một lần nữa, đây có tính là ăn năn hay không? Mạc Phàm cười mỉa hội. Người là người, ma là ma. Nếu lại có một đám người tu luyện ma công, hắn sẽ giết cả đám, có 10 đám hắn cũng giết 10 đám. Huống chi đám ma tu Tu La Tông kia còn uy hiếp an toàn của người nhà hắn, lại càng phải chết. Phổ Hoàng khẽ cau mày, trong mắt hiện lên điên cuồng khác hoàn toàn với khuôn mặt hiền lành lúc trước. Tuệ trí là ma tu, trước khi ông ta xuất gia đã biết. Tuệ trí giết bao nhiêu người ông ta đều biết, nhưng cho dù tuệ trí tội ác tày trời thế nào, giết bao nhiêu người ở thành phố Nam Sơn, cũng là anh trai ông ta. Người khác giết tuệ trí, ông ta nhất định phải báo thù thay. Cho dù đối phương là bác sĩ giải trừ bệnh dịch, hay là đại sư danh chấn Đông Hải, đều phải chết hết. Cũng được, nếu Mạc thí chủ luôn khăng khăng như vậy, vậy bản tăng sẽ phụng bồi tới cùng. Cho cậu biết thế nào là công phu Thiếu Lâm, cũng để Mạc thí chủ biết cái gì gọi là quay đầu là bờ. Phổ Hoàng vừa nói xong, sát ý hiện lên, kim quang nhàn nhạt lưu chuyển trên người ông ta, làm cho người ta cảm thấy thần thánh, cao lớn, hùng hậu, uy nghiêm,
giống như một pho tượng đại Phật kim thân hàng lâm. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, nhẫn trên tay sáng lên, cây quạt không ra đưa cho hắn xuất hiện trong tay. Hắn còn chưa rút linh khí vào, hình như cây quạt nhận ra được chiến ý trên người Mạc Phàm, kiếm khí như có thể cắt vỡ toàn bộ tung hoành mà ra, cuốn sạch mà đi trong căn biệt thự. Uy lực của cây quạt này thế nào, hắn còn chưa thử qua, mượn hòa thượng ngoại Phật nội ma này thử một lần xem. Hai người còn chưa ra tay, những người ở trong phòng khách đều sợ ngây người. Đại sư so tài với đại sư, cũng không thường thấy. Cho dù Hoa Gia dễ dàng có tiếp xúc với đại sư như Phổ Hoằng, nhìn thấy hai người ra tay cũng như xem phim điện ảnh tiên hiệp, mắt mở thật to. Hai người còn chưa ra tay, giữa phòng ngủ bên cạnh có một lão nhân gầy gò đi ra. Quan Vũ lão nhân, ngươi ở đâu, năm đó ngươi thừa dịp ta nghỉ ngơi trong xe có lỏng tre, đánh lén lão tử, có bản lĩnh ngươi đại chiến 300 hiệp với lão tử xem. Dáng người ông già này không cao, gần 1m75, mặc quần áo ngủ. Đầu đầy tóc bạc, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, bộ dạng khoảng 70-80 tuổi. Lão giả này cầm một cái giá kim loại cao hơn 2 mét. Trên giá nửa phần giữa là kim loại, nhưng vì duy trì cân bằng mà cái để đặc ruột, ít nhất cũng nặng 5-60 cân, nhưng lão giả lại cầm rất nhẹ nhàng, giống như cầm theo một binh khí. Lão giả vừa đi ra, sắc mặt anh em Hoa Gia và Lạc Tử Yên lập tức thay đổi. Lão giả này không phải ai khác, đúng là Hoa lão gia tử nổi danh ở thành phố Đông Hải, chỉ là bây giờ lão gia tử không khác gì người bị bệnh tâm thần. Lão gia tử, sao ông lại tỉnh dậy? Hoa Vinh vội vàng chạy tới nói, muốn giữ chặt lão gia tử. Ta còn chưa đi tới bên cạnh lão gia ông tử, lão gia tử cầm cái giá chỉ Hoa Vinh ở. Phía xa. Đứng lại, ngươi là ai, vì sao lại ở trong phủ đệ của ta? Hoa Vinh vội vàng dừng lại, không dám tiến lên. Mấy ngày nay lão gia tử đánh không ít người bị thương, ông ta không muốn bị cái giá đánh trúng. Cháu là người dắt ngựa cho ông. Hoa Vinh cười nịnh nọt nói. Dắt ngựa, bỗng nhiên lão gia tử nhíu mày, hung quang nở rộ. Quan lão nhị, chỉ dựa vào hành động kém cỏi này của ngươi, cũng muốn gạt ta, đáng đánh. Lão gia tử Hoa Gia giơ cái giả lên, chuông treo phía trên rung lên, ông ta ném mạnh về phía Hoa Vinh. Về mặt Hoa Vinh ngẩn ra, chạy thì chạy vừa kêu lên. Lão gia tử, cháu không phải là Quan Vũ, cháu là Hoa Vinh cháu ông mà. Cốp. Cái giá đánh hụt xuống đất, phát ra tiếng vang. Hoa lão gia tử hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo Hoa Vinh, tốc độ cũng không chậm, hoàn toàn không giống bộ dạng một lão nhân 70, 80 tuổi nên có, cả phòng khách lập tức lộn xộn. Hoa Tiểu Linh thấy Hoa lão gia tử vừa ngủ một lát bệnh lại tái phát, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên lo lắng. Bình thường đừng nói là lão gia tử có thể chạy, đi một lúc cũng thở hổn hển. Cứ tiếp tục như vậy, lão gia tử sẽ không sống được bao lâu. Cô nhìn thoáng qua Mạc Phàm và Phổ Hoằng, xông vào giữa hai người. Mạc đại sư cậu đừng kích động, chuyện hôm nay đều là lỗi của Hoa Gia. Chúng tôi, Tiểu Linh lại xin lỗi Mạc đại sư, hiện giờ cha nuôi tôi đang bệnh nặng, hy vọng Mạc đại sư có thể để Phổ Hoằng đại sư cứu cha nuôi tôi trước, nếu không Mạc đại sư giết tôi đi. Hai mắt quang, Hoa Tiểu Linh lóe sáng lệ cầu xin nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, cất cây quạt trong tay. Hắn chán ghét anh em Hoa Vinh và Lạc Tử Yên, ấn tượng với Hoa Tiểu Linh này coi như không tệ. A-di-đà Phật, trong mắt Phổ Hoàng hiện lên vẻ không cam lòng. Mạc thí chủ, nể mặt Hoa Tiểu Thư, bản tăng tạm thời tha cho cậu, đợi tôi giải quyết bệnh của Hoa lão gia tử, lại để cho cậu biết cái gì gọi là Phật chừng. Phật chừng. Mạc Phàm cười nhẹ, tất nhiên hắn không xa lạ gì với Phật chừng, trái lại hắn còn biết nhiều hơn Phổ Hoàng rất nhiều. Đợi ông giải quyết được phiền phức trên người Hoa lão gia tử rồi nói sau. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Hoa lão gia tử nói. Hoa Tiểu Linh thấy hai người dừng tay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy cảm kích. Mạc Phàm có mâu thuẫn với Hoa gia, không có khả năng bảo cậu khám bệnh cho lão gia tử, cho dù cô đồng ý, đám Hoa Vinh Hoa Phong chắc chắn không đồng ý, chỉ có thể dựa vào Phổ Hoàng Giai Xu. Lúc này Hoa lão gia tử bị mấy vệ sĩ giữ chặt ở cầu thang lên tầng 2, Hoa Tiểu Linh và Phổ Hoàng đại sư vội vàng đi tới. Phổ Hoàng đại sư, rốt cuộc cha nuôi tôi bị làm sao vậy, bị bệnh hay là? Hoa Tiểu Linh ân cần hỏi hạn. Bọn họ tìm không ít bác sĩ và đại sư đến, tất cả bác sĩ đều luôn chắc chắn lão gia tử bị thứ gì đó làm kích động, dẫn đến động kinh,
cho uống một số thuốc về thần kinh, sau khi uống thuốc căn bản không có một chút chuyển biến, liền lắc đầu rời đi. Mấy đại sư bọn họ mời lúc trước đều nói lão gia tử đụng phải tà khí, lập đàn vài lần rồi, cũng uống vào vài bát nước phép, kết quả đều như nhau, pháp lực của bọn họ quá thấp, không có biện pháp trừ tà khí này, mời người cao minh khác đi. Tay Phổ Hoàng chạm vào mi tâm, nhìn chằm chằm Hoa lão gia tử, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, mãi mà không nói gì. Ở ghế sofa bên cạnh, tay Chu Trường Hoàng tạo pháp thuật, cũng nhìn về phía Hoa lão gia tử, sau đó chân mày cau lại. Không phải đụng vào quỷ đấy chứ, ông ta tưởng rằng Hoa lão gia tử bị quỷ nhập vào người, nhưng vừa rồi vừa nhìn, trên người lão gia tử không có một chút quỷ khí, trái lại giống như một tu đạo sĩ, linh khí trên người dư thừa, khỏe hơn người bình thường rất nhiều. Không phải đụng vào quỷ, cũng không giống chúng ta. Ông ta từng thấy người đụng phải tà khí rồi, chắc chắn không phải như hiện giờ. Tu đạo nhiều năm như vậy, ông ta chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như thế. Tất nhiên không phải. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, thần bí nói. Vẻ mặt Chu Trường Hoàng sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó hiểu. Mạc tiên sinh, cậu nhìn ra rồi sao? Không khác nhiều lắm. Mạc Phàm cười nói. Là thứ gì vậy? Chu Trường Hoàng kính nể đồng thời tỏ mà nói. Lợi hại hơn ông nghĩ nhiều, cách xa lão gia tử một chút, đợi lát nữa ông sẽ biết. Mạc Phàm nói. Ha! Chu Trường Hoàng khẽ nâng mí mắt, không tiếp tục hỏi nữa, nghiêm túc đứng cạnh Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm và Chu Trường Hoàng mới mở miệng, hòa thượng đứng bên cạnh Phổ Hoàng lúc trước hơi nhếch miệng, đi tới nói xen vào một câu. Chu sư huynh, mới bao lâu không gặp, không ngờ anh đã bị một đứa bé lừa gạt xoay vòng, cam tâm tình nguyện làm một con chó. Vấn đề trên người Hoa lão gia tử, Phổ Hoàng đại sư sư phụ ông ta tạm thời chưa nhìn ra được, vậy chắc chắn là thứ gì khó lường. Mạc Phàm lại nói đã nhìn ra, nhưng không nói cụ thể là gì, rõ ràng là dùng một câu thầy bói thường dùng lửa vạn người, tới lừa dối Chu Trường Hoàng, vậy mà tên ngốc Chu Trường Hoàng này còn tin. Trên cơ bản ai cũng có thể nói thứ này rất lợi hại, cách xa nó một chút. Sư huynh, Mạc Phàm liếc mắt nhìn hòa thượng này một cái, lộ ra bất ngờ. Chu Trường Hoàng nhíu mày, trong mắt lóe lên lửa giận, nhìn chằm chằm hòa thượng này nói. Tôn Trường Thọ, cậu nói cái gì, cậu sĩ nhục tôi thì được, nhưng không thể sĩ nhục Mạc đại sư. Tất nhiên ông ta có quen hòa thượng này, là tên hái hoa tặc bị Phổ Hoàng tóm ba lần, lần cuối cùng bị Phổ Hoàng bắt được liền bái Phổ Hoàng làm sư, thay tên Vô Tâm. Chỉ là trước khi Vô Tâm bị Phổ Hoàng bắt, tên Vô Tâm này là sư đệ ông ta, người của M Quỷ Tông. Bởi vì bất mãn sư phụ truyền chức trưởng môn cho ông ta mà rời khỏi M Quỷ Tông, làm hái hoa tặc chuyên chơi đùa vợ người khác. Tôn Trường Thọ là ai? Mong anh gọi tôi là Vô Tâm, tôi sỉ nhục Mạc đại sư của anh thì sao? Cậu ta bị sư phụ tôi nhắc nhở ba lần, có thể tránh thoát ngũ chỉ sơn của sư phụ tôi sao? Vô Tâm cười âm hiểm nói, trên mặt đều là đắc ý. Cho dù Mạc Phàm không lừa gạt, nhưng còn nhỏ tuổi như vậy không có khả năng là đối thủ của sư phụ ông ta. Sư phụ ông ta là cao tăng của Thiếu Lâm Tự, Thiếu Lâm Tự là nơi tàng long ngọa hổ, nếu Mạc Phàm dám động thổ trên đầu Thiếu Lâm Tự, không chừng hòa thượng ở đó dùng một chiêu đã giải quyết Mạc Phàm, chuyện này không kỳ lạ. Lúc trước từng có cuồng đồ ỷ vào mình học được chút công phu, lại may mắn đột phá đến cảnh giới nội kình, cơ thể cường hãn hơn người bình thường, liền chạy đến Thiếu Lâm Tự tự xưng công phu thiên hạ đều là mánh khóe lừa gạt người khác. Tổ tiên của mánh lửa gạt là Thiếu Lâm, ý nói công phu Thiếu Lâm Tự đều là giả. Kết quả kẻ đó còn chưa nói xong, đã bị một tiểu hòa thượng quét rác nhẹ nhàng quét ra cửa, không biết sống hay chết. Từ đó không còn ai dám nói như vậy, cũng ít có người khiêu chiến uy nghiêm của Thiếu Lâm. Mạc Phàm cười mỉa, lạnh nhạt hỏi. Sư phụ ông rất lợi hại sao? Ít nhất lợi hại gấp một vạn lần cậu, thế nào cậu sợ sao? Nếu sợ thì cầu xin sư phụ tôi tha thứ. Nói không chừng ông ấy sẽ giống như không giết tôi năm đó, nhận cậu làm đồ đệ, thực ra làm hòa thượng cũng không có gì không tốt, nếu cậu muốn, cũng có thể uống rượu ăn thịt tán gái. Khóe miệng Vô Tâm nhếch lên, cười đắc ý nói. Cho nên ông làm lớn bụng nhị phu nhân Hoa ra sao? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Lúc hắn nói Lạc Tử Yên mang thai, Lạc Tử Yên liếc mắt nhìn Vô Tâm một cái, ánh mắt này lừa được người khác, có thể lừa hắn sao? Cậu! Vẻ mặt Vô Tâm ngẩn ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Lạc Tử Yên lên núi lễ Phật là giả, tư thông với ông ta là thật.
Trước kia Lạc Tử Yên là đại mỹ nữ nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn, danh tiếng có thể so sánh với Triệu Nguyệt của Tưởng gia. Sau khi gả cho Hoa Phong, càng ngày càng đẫy đà. Ông ta vốn không ôm hy vọng, loại phu nhân này đều có vẻ cao ngạo, bên cạnh lại có vệ sĩ, không tiện ra tay. Ông ta đùa giỡn vài lần, mới phát hiện Lạc Tử Yên căn bản là oán phụ dục cầu bất mãn, cơ bản không phí quá nhiều công phu liền tới tay. Nhưng cho dù ông ta không muốn làm lớn bụng Lạc Tử Yên, sao Mạc Phàm biết được chuyện này? Cậu nói linh tinh, sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy? Vô Tâm vội vàng nói, biểu cảm trên mặt không được tự nhiên. Nếu để Hoa gia biết người làm lớn bụng Lạc Tử Yên là ông ta, chắc chắn ông ta xong rồi, không chỉ Thiếu Lâm tự không có chỗ cho ông ta dung thân, thành phố Nam Sơn cũng không có. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, tự giải quyết cho tốt, cút đi, còn nữa, ở trước mặt tôi thì thu hồi những mánh khóe của ông đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, Vô Tâm nghĩ gì, sao hắn không đoán. Được. Vô Tâm nghiến răng, tức đến mức hai mắt phun lửa. Ông ta muốn mượn sỉ nhục Mạc Phàm, để sỉ nhục Chu Trưởng Hoàng, giải hận. Lúc trước, nếu Mạc Phàm bị Phổ Hoàng bắt lấy, thành sư đệ ông ta, Chu Trưởng Hoàng. Là chó của Mạc Phàm, không phải đến lúc đó sẽ mặc ông ta sỉ nhục sao? Ai biết lại bị Mạc Phàm đoán được. Cậu, xem như cậu lợi hại, cậu đợi đó, đợi sư phụ tôi chế ngự cậu, xem cậu còn mạnh miệng như vậy không? Ông ta nói xong đi đến chỗ đám Phổ Hoàng. Lúc này vẻ mặt Phổ Hoàng nghiêm túc, bỗng nhiên niệm A-di-đà Phật, kim quang trên người tỏa ra. Nhiệt xúc, tao biết mày ở trong đó, còn không ra nhận lấy cái chết. Những lời này vừa vang lên, trên mặt người Hoa gia đều là khiếp sợ. Cái gì? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có yêu? Cho dù Hoa gia có thể tiếp xúc với những thứ người thường không tiếp xúc, nhưng chưa bao giờ thấy yêu. Chu Trường Hoàng nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Không phải là yêu nghiệt đấy chứ, Mạc tiên sinh. Ngoại trừ quỷ, tà gia, còn có yêu có thể mê hoặc người. Yêu nghiệt sẽ phải có yêu khí, ông ta không cảm nhận được một chút yêu khí nào. Là yêu, nhưng không phải yêu bình thường, ông không cảm nhận được cũng rất bình thường. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Hoa lão gia tử, lạnh nhạt nói. Yêu không giống người, chủng loại rất nhiều. Cho dù trong sách yêu tinh ở tu chân giới cũng không có biện pháp ghi chép tất cả yêu. Chu Trường Hoàng chưa từng thấy mấy yêu, không nhận ra cũng rất bình thường. Chỉ là muốn lừa gạt y tiên bất tử hắn thì không dễ như vậy rồi. Phổ Hoàng vừa quát lên, Hoa lão gia tử bị vệ sĩ đè lại cười ha ha. Quan lão nhị, ngươi cho rằng người cạo đầu bóng loáng, Hoa Hùng ta sẽ không nhận ra người sao? Phổ Hoàng nhíu mày, miệng niệm thần chú. Hai ngón tay điểm lên mi tâm Hoa lão gia tử. Sáng rọi trong mắt Hoa lão gia tử lập tức âm đạm xuống, mí mắt cũng nhanh chóng khép lại, giống như ngủ thiếp đi. Anh em Hoa gia và Hoa tiểu linh thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt kính sợ. Quả nhiên đại sư là đại sư, lão gia tử nổi điền hai tráng hán ngoại quốc cũng không kéo được, Phổ Hoàng đại sư chỉ điểm nhẹ một cái, lão gia tử liền im ngay. Phổ Hoàng đại sư, yêu nghiệt kia bị loại trừ rồi sao? Phổ Hoàng cảnh giác nhìn bốn phía, lắc đầu. Yêu nghiệt này rất am hiểu ẩn nấp, tôi còn chưa tìm được nó, nhưng các người yên tâm, nó trốn không được bao lâu đâu. Mạc Phàm nghe Phổ Hoàng nói, lắc đầu cười. Mạc đại sư, cậu nhìn thấy được thứ kia ở đâu không? Hoa tiểu linh thấy Mạc Phàm bật cười, hỏi. Không thể bảo Mạc đại sư ra tay, hỏi Mạc đại sư thứ mê hoặc lão gia tử ở đâu, hẳn là không có vấn đề gì. Hoa tiểu thư cách lão gia tử xa một chút là được. Mạc Phàm nhắc nhở. Hoa tiểu linh có tính cách không khác tiểu vũ lắm, nhu nhu nhược nhược, tâm địa thiện lương, là người duy nhất ở Hoa gia không có ác ý với hắn, hắn chỉ có thể làm đến vậy, nghe hay không là lựa chọn của cô. Mạc đại sư thấy thứ kia ở trên người lão gia tử sao? Mắt Hoa tiểu linh mở to, kinh ngạc nói. Phổ Hoàng nhíu mày, hai ngón tay đặt ở mi tâm, lại liếc mắt nhìn Hoa lão gia tử một cái. Lập tức lắc đầu, rời mắt nhìn một phía. Lạc Tử Yên thấy Phổ Hoàng đại sư lắc đầu, cười khinh thường. Tiểu Linh, cô đừng nghe cậu ta nói linh tinh, nếu thứ kia ở trên người lão gia tử, sao Phổ Hoàng đại sư không phát hiện ra được? Hoa Vinh và Hoa Phong không rời khỏi bên cạnh Hoa lão gia tử, lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái. Có Phổ Hoàng đại sư ở đây, bọn họ không kính sợ Mạc Phàm nhiều lắm. Không cần để ý đến cậu ta.
tôi thấy cậu ta muốn mê hoặc Phổ Hoàng đại sư, giáp tâm bất lương. Hoa Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi ông ta bị Mạc Phàm dùng ánh mắt đánh bay, nếu không phải Hoa lão gia tử đột nhiên phát bệnh, chắc chắn ông ta sẽ bảo vệ sĩ bắt lấy Mạc Phàm, sau đó sẽ khiến cậu ta vô sinh. Hoa Phong vừa mới nói xong, bất chợt sắc mặt Phổ Hoàng đại sư thay đổi, như kim cương nộ mục. Hào quang trên tràng hạt trong tay tỏa ra, ném ra ngoài cửa sổ. Yêu nghiệt, xem mày chạy đi đâu. Mèo mèo. Tiếng mèo kêu thê lương vang lên, tràng hạt đánh lên người một con mèo ba tư trắng như tuyết. Mèo bị đánh trúng một cái, kêu lên một tiếng, chạy trốn từ cửa sổ. Con mèo kia là yêu nghiệt sao? Pháp lực của Phổ Hoàng đại sư đúng là cao cường. Lạc Tử Yên vội vàng nịnh nọt, anh em Hoa ra cười, chắp tay với Phổ Hoàng đại sư lấy lòng. Phổ Hoàng đại sư đúng là danh bất hư truyền. Hoa Tiểu Linh sửng sốt, lông mày hơi giãn ra một chút, nhưng trên mặt vẫn còn lo lắng. Vừa rồi Mạc Phàm bảo bọn họ cẩn thận Hoa lão gia tử, nếu Mạc Phàm nói thật, vậy có khả năng yêu nghiệt kia chưa bị diệt trừ, hơn nữa lão gia tử cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô mới nhìn về phía lão gia tử, chỉ thấy Hoa lão gia tử vừa được trấn trụ mở mắt ra, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị, giống như hồ ly lừa thịt từ chỗ quạ đen. Tay Hoa lão gia tử lặng lẽ ấn vào sau lưng Phổ Hoàng đại sư, bạch quang nhàn nhạt nở rộ trên tay ông ta. Sắc mặt Hoa Tiểu Linh lập tức thay đổi, vội vàng kêu lên. Phổ Hoàng đại sư cẩn thận, lúc này Phổ Hoàng mới nhận ra được. Khác thường ở phía sau, vẻ mặt thay đổi, muốn vọt sang bên cạnh nhưng đã muộn, tay Hoa lão gia tử đã đụng phải cánh tay ông ta. Phổ Hoàng chỉ cảm thấy tay đau xót, giống như bị động vật nhỏ cắn. Nhiệt xúc. Phổ Hoàng lạnh lùng quát lên. Sau đó chuyện khủng bố đã xảy ra, tay ông ta nhanh chóng biến thành khô. Vàng mắt thường có thể thấy được, giống như cọc gỗ. Đây là yêu thuật sao? Sắc mặt Phổ Hoàng trầm xuống, vội. Vàng lùi sang một bên, miệng không ngừng niệm thần chú. Kim quang xuất hiện trên người ông ta, lan tràn đến cánh tay ông ta nên lúc này mới ngăn cản cánh tay mộc hóa. Dù vậy một tay ông ta vẫn như khô mộc. Không nghe sai khiến. Hôm nay các người đều phải chết. Hoa lão gia tử chạm vào Phổ Hoàng, cười đắc ý, biểu cảm kỳ lạ. Ông ta lại chạm vào hai đại hán nước ngoài đè ông ta lại, hai đại hán không có phản kháng gì, cơ thể cứng cỏng giống như pho tượng. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu khủng bố vang lên trong phòng khách. Sắc mặt anh em Hoa gia và Lạc Tử Yên vô cùng khó coi, trên mặt không còn đắc ý. Phổ Hoàng đại sư nói yêu nghiệt không ở trên người Hoa lão gia tử, yêu nghiệt lại thật sự ở đó, Phổ Hoàng đại sư còn trúng yêu thuật. Chuyện này, cả đám do dự chưa tới một giây, nhanh chóng cách xa Hoa lão gia tử. Muốn chạy sao? Hoa lão gia tử phát ra âm thanh lạnh lãnh, mắt đảo qua xung quanh, nhìn về phía Hoa Vinh. Lúc này cơ thể già nua của ông ta vô cùng nhanh nhẹn, bước một bước xa đuổi theo. Hoa Vinh mở to mắt, mặt xám như tro tàn. Nhìn bàn tay ma lực của Hoa lão gia tử sắp chạm vào ông ta. Ông ta chớp mắt, kéo Hoa Tiểu Linh bị dọa ngốc ở bên cạnh. Lão gia tử, cháu là cháu ruột ông muốn làm gì thì làm Tiểu Linh ấy, cô ta chỉ là người ông nhận nuôi, không có quan hệ huyết thống với Hoa gia chúng ta. Hoa Vinh nói xong đẩy Tiểu Linh về phía Hoa lão gia tử. Tiểu Linh vốn bị Hoa lão gia tử kỳ lạ dọa sợ, nhưng cô không ngờ mình bị Hoa Vinh lấy làm lá chắn. Đại ca, anh, cô lấy nhiều tiền của Hoa gia chúng tôi, nợ nhiều ân Hoa gia chúng tôi như vậy, thì làm vật hy sinh cho đại ca một. Lan gì? Hoa Vinh không biết cái gì gọi là vô liêm sĩ, cười âm hiểm nói. Con trai nuôi con gái nuôi không có một chút quan hệ huyết thống với Hoa gia bọn họ, nhưng có thể hưởng thụ đãi ngộ của Hoa gia, không phải cần bảo vệ những chính thống như bọn họ sao? Nếu không Hoa gia bọn họ nuôi cô ta làm gì? Ông ta vốn định kéo Tiểu Linh lên giường, dù sao Tiểu Linh rất phù hợp với khẩu vị của ông ta, trẻ tuổi, thanh tú, đoan trang, dáng người và khuôn mặt đều là cực phẩm, quan trọng là Tiểu Linh có vẻ nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng, nếu kéo lên giường chắc chắn sảng khoái ngất trời. Nhưng tính mạng quan trọng hơn, muốn tìm phụ nữ nào mà chẳng có. Về mặt Hoa Tiểu Linh ngẩn ra, trong mắt lóe lên lệ quang. Cô cố gắng làm việc vì Hoa gia. Vốn tưởng rằng Hoa gia coi cô như người thân mà đối đãi, ai biết chỉ là công cụ. Tuy chỉ là một câu nói, nhưng giống như thanh kiếm đâm vào trái tim cô. Con người đúng là đáng ghét,
ha ha. Hoa lão gia tử thấy Hoa Tiểu Linh nhào tới chỗ ông ta, cười lạnh lùng, bạch quang trên tay lóe sáng, vẫn chạm vào Hoa Tiểu Linh. Hoa Tiểu Linh không cam lòng nhắm mắt lại, lộ ra lông mi dài dài, nước mắt chảy ra. Tay Hoa lão gia tử nắm lấy cái cổ trắng nõn của Hoa Tiểu Linh, bạch quang chớp lóe, làn da trắng như sứ của Hoa Tiểu Linh hiện lên khô vàng. Khô vàng này nhanh chóng lan tràn từ cổ cô đi. Không đợi khô vàng kia lan tràn đến mặt Hoa Tiểu Linh, một giọng nói truyền từ bên cạnh đến. Ngươi đủ rồi, thu tay lại đi. Những lời này vừa vang lên, một bàn tay trắng nõn như ngọc đặt lên trán Hoa Tiểu Linh. Hoa Tiểu Linh vốn cảm thấy cổ càng ngày càng vô cảm, ngay cả thở cũng không thể rồi. Nhưng từ khi bàn tay đặt lên trán cô, vậy mà vô cảm trên cổ nhanh chóng biến mất. Chẳng lẽ lão gia tử đã tỉnh lại rồi? Cô mê man mở to mắt, chỉ thấy Mạc Phàm đi đến từ lúc nào, tay đặt trên trán cô là tay Mạc Phàm. Mạc đại sư. Mạc Phàm gật đầu với Hoa Tiểu Linh. Nếu yếu này ra tay với anh em Hoa gia, hắn sẽ không để ý tới, nhưng trừ Hoa Tiểu Linh ra. Nhìn thấy Mạc Phàm cứu Tiểu Linh, tất cả mọi người trong phòng khách đều sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ khác lạ. Mạc Phàm vừa nói cẩn thận Hoa lão gia tử, yêu nghiệt thật sự ở trên người Hoa lão gia tử, điểm này ngay cả Phổ Hoàng đại sư cũng không nhìn ra. Trừ chuyện đó ra, pháp thuật của yêu nghiệt kia ngay cả Phổ Hoàng đại sư cũng trúng chiêu, bây giờ Phổ Hoàng còn đang áp chế pháp thuật, vậy mà Mạc Phàm dễ dàng giải trừ giúp Hoa Tiểu Linh. Thực lực cao thấp đã rõ. Lúc này sắc mặt anh em Hoa gia vô cùng khó coi, sớm biết như vậy, sao bọn họ có thể đối đãi với Mạc Phàm như thế? Lạc Tử Yên lại càng hận không thể tát mình mấy cái, vừa rồi bà ta trêu chọc Mạc Phàm nhiều nhất, lần này xong rồi. Phổ Hoàng nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm nói không nên lời, ông ta cảm thấy thực lực của Mạc Phàm không bằng mình, ông ta định đợi xử lý con yêu thú này xong sẽ báo thù thay anh trai, xem ra ông ta xem nhẹ thực lực của Mạc Phàm rồi. Phổ Tâm, bây giờ cậu cảm thấy Mạc đại sư còn cần cầu xin sư phụ cậu tha thứ không? Chu Trường Hoàng đi đến bên cạnh Vô Tâm, khóe miệng khẽ nhếch lên, đắc ý nói. Khóe miệng Vô Tâm giật giật, giống như bị Chu Trường Hoàng tát mạnh mấy cái. Hừ, anh đợi đó. Không chỉ ánh mắt đám người nhìn Mạc Phàm thay đổi, ngay cả Hoa lão gia tử cũng nheo mắt lại, tràn đầy vẻ khó tin. Sao ngươi biết giải mộc tuyệt của yêu tộc chúng ta? Ta còn biết rất nhiều, ví dụ như ta cũng biết ký linh thuật của ngươi, ngươi muốn thử một lần không, tiểu hổ ly? Mạc Phàm cười nhạt nói. Lúc Hoa lão gia tử vừa ra, hắn đã nhận ra được. Hoa lão gia tử không phải bị động kinh, mà bị một linh hổ ký linh. Ký linh chính là yêu thủ đó hóa thành linh khí trong cơ thể, gửi vào trong cơ thể người, cùng cộng sinh. Nếu là ký linh bình thường thì không có gì, yêu luôn là yêu, luôn có yêu khí. Linh hồ khác với yêu thú bình thường, không chỉ có trí tuệ không kém con người, trên người không có bất luận yêu khí gì, người bình thường rất khó phát hiện. Chỉ là linh hồ giảo hoạt đến mấy, cũng không tránh thoát được ánh mắt của y tiên bất tử hắn. Còn giải mộc tuyệt, hắn từng sử dụng hóa mộc tuyệt trên người Hoàng Đào Nhiên, trái ngược lại là giải mộc tuyệt, hắn có thể giải trừ pháp thuật của linh hồ cũng không phải việc gì khó. Kiếp trước khi hắn ở tu chân giới, chỉ dựa vào pháp thuật này cứu không ít người. Cuối cùng bị một đám yêu nữ hồ tộc đuổi giết một khoảng thời gian rất lâu. Ngươi! Hoa lão gia tử nhíu mày, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, trong mắt hiện lên sợ hãi. Theo trí nhớ của nó, hóa mộc tuyệt là bí mật bất truyền của Thanh Khâu nhất tộc, vậy mà người này lại biết. Người buông cô ấy ra, chúng ta từ từ nói chuyện, người không phải là đối thủ của ta, người cũng không trốn thoát được đâu. Mạc Phàm tự tin nói. Nhận ra linh hồ này. Hắn cũng thấy được thực lực của linh hồ này, trúc cơ trung kỳ, với thực lực này nếu không phải ký gửi trên người Hoa lão gia tử, ngay cả Phổ Hoàng đều không phải đối thủ. Vì sao ta phải tin tưởng ngươi? Bởi vì ta mạnh hơn ngươi, hơn nữa ta có thể đảm bảo ngươi buông cô ấy ra, ta chắc chắn sẽ không làm người bị thương. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, những lời này vừa vang lên, sợ hãi trên mặt Hoa lão gia tử càng đậm hơn chút. Ngươi chắc chắn sẽ không làm hại ta chú. Hoa lão gia tử nghi ngờ nói. Nếu như ta muốn làm hại ngươi, người đã chết rồi. Tuy hắn cũng là trúc cơ trung kỳ, nhưng chỉ là một tiểu linh hồ trúc cơ. Trung kỳ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Được rồi, nếu ngươi dám nói không giữ lời, ta sẽ cắn người. Hoa lão gia tử hung dữ nói,
giọng điệu nói chuyện giống một tiểu cô nương chưa trưởng thành. Chỉ là quả nhiên Hoa lão gia tử buông Hoa tiểu linh ra. Trả lại ngươi. Mạc Phàm cười nhẹ, hào quang trên tay chớp lóe, giải trừ hoàn toàn hóa mộc tuyệt trên người Hoa tiểu linh, lúc này mới buông Hoa tiểu linh ra. Cảm ơn Mạc đại sư. Hoa tiểu linh đỏ mặt, e lệ nói. Tuy Mạc Phàm là đại sư, nhưng cũng là chàng trai nhỏ tuổi hơn cô, bị một đứa con trai như vậy sợ chán, cô cũng sẽ thẹn thùng. Không cần cảm ơn. Mạc Phàm đáp lại một câu đơn giản, đôi mắt nhìn Hoa lão gia tử lần nữa. Vì sao ngươi muốn ký gửi trên người người này? Cả nhà ta bị giết, ta muốn biến cả nhà ông ta thành cọc gỗ. Hoa lão gia tử nghiến răng lạnh lùng nói, hung quang xuất hiện trong mắt. Mạc Phàm cảm nhận được sát ý trên người lão gia tử truyền đến, mắt nheo lại, yêu tộc trả thù hơn phân nửa là vì có nguyên nhân. Sao ngươi biết Hoa gia giết cả nhà ngươi? Gia cả nhà ta ở trong tay ông già này. Không phải người này giết thì là ai? Ha! Mạc Phàm nhướng mày. Tôi nhớ ra rồi, trước khi lão gia tử phát bệnh, có người tặng lão gia tử một cái áo khoác da hồ ly, có phải là thứ đó hay không? Bỗng nhiên Hoa tiểu linh nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Sau khi Hoa lão gia tử nhận được áo khoác da hồ ly kia, mới bắt đầu bị bệnh. Lấy ra cho tôi nhìn xem, Mạc Phàm chau mày nói. Hoa tiểu linh vội vàng chạy vào phòng ngủ Hoa lão gia tử, chỉ trong phút chốc. Cô liền lấy một áo lông cáo tuyết trắng ra. Vừa thấy áo lông cáo này, trên mặt Hoa lão gia tử hiện lên dữ tợn, một tay để lên cổ Hoa lão gia tử. Thấy chưa, thứ này do gia huynh đệ tỷ muội ta tạo thành, ta biết ta không đánh lại ngươi. Nhưng cho dù chết ta cũng muốn giết ông già này, người không ngăn cản được ta đâu. Rõ ràng là linh hồn này có chút sợ Mạc Phàm, phẫn nộ nói. Nói xong, tay Hoa lão gia tử nắm chặt, tiếng cót két truyền từ cổ ông ta ra, sắc mặt cũng xanh mét. Người đừng làm hại cha nuôi ta, người muốn báo thù thì tìm ta đây này. Hoa tiểu linh thấy Hoa lão gia tử gặp nguy hiểm, vội vàng khuyên. Cô được cha nuôi nhặt về trong một ngày tuyết rơi, nếu không có Hoa lão gia tử. Cô đã bị đông chết rồi. Nếu Hoa gia chướng mắt cô, vẫn nên lấy mạng trả mạng tốt hơn. Đúng vậy, mày muốn báo thù thì tìm cô ta được rồi, tha cho chúng tao đi. Hoa Vinh nói xen vào. Có Hoa lão gia tử ở đây, Hoa gia bọn họ ngày không đổ, thay vì để Hoa lão một gia tử chết, dùng mạng Hoa tiểu linh đổi thì hơn. Vẻ mặt Hoa tiểu linh khẽ đổi, trong mắt có thêm vài phần khổ sở, nhưng không nói gì thêm. Mạc Phàm nhíu mày. Lạnh lùng liếc Hoa Vinh một cái. Ngươi nhất định phải báo thù đúng không? Không sai, cho dù bị ngươi giết chết, ta cũng muốn báo thù. Hoa lão gia tử nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt đều là sát ý, lực đạo trên tay nặng thêm vài phần, sắc mặt Hoa lão gia tử cũng khó coi vài phần. Đúng lúc này, kim quang chớp lóe, một bóng dáng xuất hiện trước người Hoa lão gia tử. Nghiệt xúc, thiên đạo tuần hoàn là như vậy, ngươi hà tất phải như thế? Bóng dáng màu vàng này không phải người khác, đúng là Phổ Hoàng vừa trúng pháp thuật của linh hồ, tay ông ta vừa bị mộc hóa đã được ông ta giải trừ. Hoa lão gia tử nhìn Phổ Hoàng không sao, sắc mặt thay đổi. Cả biệt thự này người nó sợ nhất là Mạc Phàm, sau đó đến Đại Hòa Thượng kia. Vốn tưởng rằng Đại Hòa Thượng trúng yêu thuật của nó, đã không đủ gây sợ, ai biết Đại Hòa Thượng này cũng có thể phá yêu thuật của nó. Đại Hòa Thượng, ở đây không có chuyện của ngươi. Quay về tự miếu thiên đạo tuần hoàn của ngươi đi, chẳng lẽ con người giết tộc của ta, ta không thể báo thù. Hoa lão gia tử hung dữ nói. Nghiệp chướng, oan oan tương báo đến khi nào, nên phóng hạ đồ đạo lập địa thành Phật. Hai tay Phổ Hoàng tạo thành chữ thập, vẫn bộ dạng đại sư như trước, ý đồ khuyên bảo linh hồn sống nhờ trong cơ thể Hoa lão gia tử. Khi nào sao, đợi các ngươi chết hết, thì không có ân oán nữa rồi. Hoa lão gia tử không kiên nhẫn nói. Cũng được, Phật nói ngươi không vào địa ngục, ta vào địa ngục, ngươi đã không nghe ta khuyên bảo, vậy ta chỉ có thể làm ma một lần, diệt ngươi. Phổ Hoàng thở dài một hơi, bỗng nhiên mắt mở to, trong chớp mắt khuôn mặt hiền lành biến thành bộ mặt khác. Không còn là Bồ Tát Bi Thiên Mẫn Nhận nữa, mà là kim cương mặt mũi dữ tợn, cầm trong tay chảy bảo vật hàng ma trừ yêu. Phổ Hoàng nói xong liền ra tay, cũng nắm lấy cổ Hoa lão gia tử, trên cánh tay tráng kiện giống như có kinh văn lưu truyền. Hình như Hoa lão gia tử sợ kim quang này, trên mặt lập tức hiện lên vẻ thống khổ. Nguyệt xúc, còn không ra, vậy đừng trách bản tăng không khách sáo.
tay còn lại của Phổ Hoàng để lên môi, miệng niệm thần chú, chỉ trong phút chốc kim quang lóe lên trong mắt ông ta lạnh giọng quát. Phục ma pháp tướng. Lời này vừa vang lên, khí tức đặc biệt xuất hiện trong phòng khách, giống như Thái Sơn đè đầu, trong phòng khách vô cùng nặng nề. Ba người Mạc Phàm, Chu Trường Hoàng. Vô Tâm thì không sao, những người khác không thở nổi. Đúng lúc này, một hư ảnh thần ma màu vàng ở sau lưng Phổ Hoàng. Hư ảnh này vừa xuất hiện, vẻ mặt Chu Trường Hoàng ngẩn ra, tràn đầy vẻ khó mà tin. Pháp tướng Kim Thân. Đến cảnh giới tiên thiên, võ giả ngoại trừ có thể nội khí ngoại phóng ra, còn có cơ hội cô đọng kiếm ý, quyển ý, đao ý. Tu pháp bình thường là pháp tướng, Phổ Hoàng tu Phật nên là pháp tướng Kim Thân. Nếu hắn đến cảnh giới của Phổ Hoàng, đó là đạo thể pháp tướng, không chỉ là võ giả có thể thi triển thần thông, còn đánh giáp lá cà. Rõ ràng Phổ Hoàng chỉ đến trúc cơ hậu kỳ, vậy mà có thể ngưng tụ pháp tướng Kim Thân. Pháp tướng Kim Thân cho dù là cảnh giới tiên thiên, không phải mỗi người đều có thể ngưng tụ. Mạc Phàm hơi nheo mắt lại, lộ ra bất ngờ, anh em Hoa gia, Lạc Tử Yên trực tiếp đờ ra, một màn này chỉ thấy ở trong phim, vậy mà xuất hiện trước mặt bọn họ. Bọn họ vốn hơi bất mãn với Phổ Hoàng Đại Sư, ngay cả tên yêu nghiệt cũng không tìm thấy, còn chúng yêu thuật. Trong chớp mắt, ánh mắt bọn họ nhìn Phổ Hoàng đều là kính sợ. Pháp tướng Kim Thân nâng tay màu vàng, trực tiếp biến mất trong ngực Hoa lão gia tử, ra sức kéo ra ngoài. Một tiểu hồ ly toàn thân tuyết trắng chỉ to bằng lòng bàn tay, còn tỏa ra bạch quang nhàn nhạt thét chói tai, bị tay màu vàng kéo ra. Con bạch hổ này không ngừng vùng vẫy, nhưng tay màu vàng giống như kim sắt, căn bản không nhúc nhích được. Hòa thượng đáng chết, người buông, buông ra. Anh em Hoa gia thấy Phổ Hoàng Đại Sư thị triển thần thông, tóm lấy yêu nghiệt ra, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Phổ Hoàng Đại Sư, diệt yêu này đi, chắc chắn Hoa gia chúng tôi sẽ hậu tạ. Hoa Vinh hưng phấn nói, khuôn mặt lông lá xù xì của Bạch hỗ trợ. Nên giữ dằn, hung dữ chừng Hoa Vinh một cái. Giết ta, cho dù ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho các ngươi. Hoa Vinh sửng sốt, hồ ly có thể nói chuyện, nếu là bình thường chắc chắn ông ta đã giật mình. Nhưng một hồ ly bị bắt, có gì phải sợ. Đáng chết là tiểu hồ ly mày mới đúng, không ở yên trong núi, đến Hoa gia chúng tao gây sự làm gì, không chỉ người nhà mày bị lột ra làm áo khoác. Da của mày cũng sẽ thành một phần của áo khoác luôn. Hoa Vinh cười đắc ý nói. Đại ca, hay là thả nó đi, nó rất đáng thương. Hoa Tiểu Linh nhíu mày nói. Chuyện này vốn vì áo khoác lông hồ ly mà ra, bây giờ bọn họ muốn giết vật nhỏ này, đúng là quá tàn nhẫn. Anh em Hoa ra lắc đầu, Hoa Tiểu Linh đúng là quá đơn thuần, thực sự xứng với họ Hoa bọn họ sao? Tiểu Linh, có phải đầu cô bị nước vào không, thả nó. Cô đảm bảo an toàn của chúng tôi không? Lạc Tử Yên khinh thường nói. Hồ ly sao, vẫn nên làm thành áo da có vẻ an toàn hơn. Phổ Hoàng Đại Sư, nhanh diệt yêu nghiệt này đi, tránh để nó chạy thoát. Hoa Phong chỉ vào Bạch Hồ nghĩ mà sợ nói. Vừa rồi lão gia tử chạm vào người nào, người đó sẽ bị mộc hóa, đúng là quá khủng bố, thứ nguy hiểm như vậy, vẫn nên diệt trừ tốt hơn. Đám nhân loại đáng chết này, các ngươi đợi đó. Thanh Khâu chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bạch Hổ nghiến răng nói. Thanh Khâu. Mạc Phàm nhíu mày, lập tức thoải mái. Cả nhà mày đều đã thành áo da, mày cũng sắp trở thành áo da hồ ly rồi, còn ai báo thù giúp mày? Lạc Tử Yên cười mỉa nói. Vừa nãy có lẽ bọn họ còn sợ, bây giờ sao, bọn họ sợ gì chứ? Ngươi. Bạch Hổ nghiến răng, nhìn chằm chằm người Hoa gia đầy hung dữ. Trong mắt đều là vẻ không cam lòng, nhưng không có biện pháp. Trong trí nhớ của nó, Phàm là người có thể giải pháp thuật của nó không có khả năng đối phó. Phổ Hoàng thấy Bạch Hồ không nói, niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, nhiệt xúc, người mê hoặc Hoa lão gia tử, lại làm hại người vô tội bị thương. Tuy ông trời có đức hiếu sinh, nhưng ác niệm của ngươi quá sâu, bần tăng không thể không diệt ngươi, ngươi có phục không? Phục sao? Bạch Hồ liếc mắt nhìn Phổ Hoàng đầy khinh thường, quật cường nói, Hòa thượng đáng chết, đừng dùng quy định cứng ngắc tới lừa bản tiểu thư, tuy ngươi cạo đầu bóng loáng, thực ra còn đáng ghét hơn những người này, tốt nhất là ngươi giết ta hình thần câu diệt, nếu không kiếp sau, cho dù ta thành con muỗi cũng phải cắn chết ngươi. Mạc Phàm ở bên cạnh có chút sở khóc sở cười, tiểu hồ ly này đúng là cá tính. Tuy hắn không biết vì sao tiểu hồ ly này có thể nói chuyện,
linh tính của linh hồ cao đến đầu cũng phải đến cấp bậc tiên thiên mới có thể nói chuyện, đến kim đan kỳ có thể hóa thành hình người. Tiểu hồ ly này mới đến trúc cơ trung kỳ đã có thể nói chuyện, đúng là hiếm thấy. Chỉ là biến thành một con muỗi cũng muốn cắn chết Phổ Hoàng, đúng là không thực tế lắm. A-di-đà Phật, ngươi luôn khăng khăng như vậy, vậy bần tăng sẽ là ma đầu, tiễn ngươi một đoạn đường, hy vọng ngươi tái sinh có thể lạc đường biết quay lại. Phổ Hoàng nói xong, một tay khác của pháp tướng kim thân giơ lên, kình phong nổi lên bốn phía, đánh mạnh về phía đầu tiểu hồ ly. Hoa Tiểu Linh nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn một màn này. Anh em Hoa Gia và Lạc Tử Yên cười đắc ý, một yêu nghiệt cũng muốn trả thù Hoa Gia bọn họ, không xem mình có đủ bản lĩnh hay không. Tiểu hồ ly tức đến mức toàn thân phát run, trong đôi mắt đều là vẻ không cam lòng. Vạn vật đều có linh, vì sao con người có thể tàn sát người nhà nó, chúng nó lại thể báo thù. Không, đây là đạo lý, phép tắc gì? Một trường của Phổ Hoàng sắp đánh lên đầu tiểu hồ ly, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, bước đến bên người Phổ Hoàng, nắm lấy cánh tay pháp tướng kim thân của ông ta. Hòa thượng, ông đủ rồi đó, đây là từ bi của ông sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.